Lý Thiên Mệnh cảm giác, chính mình toàn thân xương cốt, đều đang bị loại này triệt cốt kiếp hỏa thiêu đốt. Hắn đầu đầy mồ hôi, đau đến chết đi sống lại. Hỏa thuộc tính miễn dịch vẫn còn, lửa này thiêu không được ta căn bản, nhưng mấu chốt là đau đớn còn tại. Có điều, có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại tiếp nhận trình độ, so với lần trước mạnh hơn nhiều. Tiếp tục, hắn nhịn được đau đớn, nghiến răng nghiến lợi. Ta chợt phát hiện, người có thể thật là biết nhẫn nại a. Huỳnh Hỏa tán thán nói. Nói nhảm, người đứng tại vị trí của ta, người sẽ biết. Không nói trước các người ba cái, ta cùng Linh Nhi tình cảnh, vậy liền gọi một chân bước vào quan tài. Thần Tông nội bộ có thích khách, tam đại thị tộc xem ra cũng không có như vậy đồng tâm, thậm chí từng người mang ý xấu riêng. Thần Tông bên ngoài, bát đại thần vực đều muốn Linh Nhi mệnh. Ta không có lý do không chống đỡ đi xuống, cái gì núi đao biển lửa, khiêng chính là, ai bảo ta là chân nam nhân, người một nhà giường cột. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Ta hoài nghi ngươi, quá độ hít hà mình tại trong gia đình địa vị. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Đánh giám, Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng nó nhiều lời, kỳ thật hắn trong khoảng thời gian này, nội tâm đứng trước hạng gì áp lực thật lớn, chính hắn rõ ràng, hắn lựa chọn chính mình tiếp nhận. Ai ai, nói thật, ta có thể hiểu được ngươi. Chúng ta đây là đi tại trên mũi đao, lúc nào cũng có thể bị đâm xuyên cái mông, làm lão đại, trách nhiệm trọng đại nha. Huỳnh Hỏa nói, kỳ thật cũng không có gì, tạm thời gió êm sóng lặng, bọn họ đấu bọn họ, chúng ta dùng hết tất cả thủ đoạn, tính gộp lại tư bản liền tốt. Hy vọng tại hết thảy sập bàn thời điểm, ta có thể dựa vào thực lực của mình, chúa tể tính mạng của chính chúng ta. Trọng yếu nhất, để Linh Nhi làm về chính mình, không muốn sinh hoạt tại một cái lão thái bà cùng một người trung niên nam nhân giám thị phía dưới, nàng nhất định rất vất vả, ta phải liều mạng đi cải biến, dạng này mệnh. Lý Thiên Mệnh một bên chìm xuống dưới, thừa nhận các loại kiếp văn linh tai tàn phá bừa bãi, trong mắt nhưng lại có bền bỉ quang mang. Kỳ thật vô số lần hoài nghi mình, ta nếu là không có ngươi nhóm, không có Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp, không có tiểu mệnh kiếp, không có đây hết thảy tư bản, ta lại đáng là gì? Có lẽ người khác sẽ cảm thấy ta chỉ là một cái may mắn, ta không có thuộc về mình bất luận cái gì điểm sáng, có thể ta biết, chỉ ít ta là một cái không sợ chết chân nam nhân. Lý Thiên Mệnh cắn răng, chết hướng xuống trèo trống. Nói loại lời này không có ý nghĩa, chúng ta có thể cộng sinh, là một trận duyên phận. Chúng ta sáng tạo ra ngươi, ngươi chưa từng không phải tại tạo theo chúng ta. Kê ra ta nói thật, ta thưởng thức ngươi phẩm cách, trên người ngươi có ngươi mị lực của mình, có ý chí của ngươi cùng ngươi chính đạo. Trong thiên hạ, độc nhất vô nhị, Huỳnh Hỏa nói. Ngươi cái này gà tặc bỗng nhiên như thế chính thức, ta có chút không quen. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi tiện nhân kia bỗng nhiên bắt đầu chữ tình, ta cũng không quen. Huỳnh Hỏa nói. Sớm muộn lột sạch ngươi lông. Ngươi chứng hết rồi. Tiếp tục chìm xuống dưới, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình, đều nhanh mất đi chi giác. Trước mắt, 2/3. Phía dưới còn có 1/3 chiều sâu, có thể trước mắt kiếp văn, đã đến Lý Thiên Mệnh tiếp nhận cực hạn. Vẫn là kém một chút, đến có, luyện thể chiến quyết mới được. Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề này. Hiện tại có lẽ còn có thể dáng chống đỡ đi xuống, mấu chốt là đi xuống về sau, không có cách nào tu luyện. Được rồi, lần sau lại đến. Thái cổ hỗn độn cự thú xuất sinh, Lý Thiên Mệnh vẫn là sợ phạm sai lầm, đến mức kiếp văn linh tai tra tấn, cái kia ngược lại là thứ yếu. Hắn theo thiên nguyên đỉnh tới, cả người thì cùng than cốc giống như, vô cùng thê thảm. Ta dựa vào, người bị nướng toàn heo sao? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Thiên Mệnh mở mắt xem xét, nguyên lai là Âu Dương Kiếm Vương trở về, vừa tốt cùng mình đụng tới. Âu Dương ca, uống rượu. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem mỹ tửu lấy ra. Ngươi đừng cười, ngươi bây giờ toàn thân là hắc, cười một tiếng hai hàm răng trắng lộ ra, nhìn đến lão tử dùng mình. Âu Dương Kiếm Vương phình bụng cười to. Ha ha, ta rút lui trước, Lý Thiên Mệnh nói. Đừng đi a, ta gần nhất mới tác giả câu thơ, lại đến đấu một trận. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ngươi trước, Lý Thiên Mệnh nói. Âu Dương Kiếm Vương hai tay chắp sau lưng, bảy bước thành thơ, ngâm nói. Bắt giặc phải bắt vua trước, mắng chửi người trước chửi mẹ. Nhất triều bị rắn cắn, khắp nơi người khóc chim, Lý Thiên Mệnh đối nói. Hậu cung giai lệ 3.000 người, chày sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Âu Dương Kiếm Vương đối nói, hắn dương dương đắc ý, rất có tự tin. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, người kia lại tại đăng hỏa lan san sử. Lý Thiên Mệnh nói. Diệu a, có chỗ tiến bộ,
không tệ, không tệ. Âu Dương Kiếm Vương ánh mắt sáng lên, ta tại thơ biển ngang dọc trăm năm, rốt cục gặp phải Tri Âm, người trẻ tuổi, ta rất thưởng thức ngươi. Đa tạ Âu Dương ca khích lệ, tiểu tử tài sơ học thiền, còn phải tiếp theo phiên khổ công, mới có thể có ngươi một phần ngàn tỷ tạo hóa. Lý Thiên Mệnh nói, tân bốc không tệ, hợp khẩu vị của ta, ta quyết định truyền thụ cho ngươi một môn luyện thể chiến quyết. Âu Dương Kiếm Vương tay vuốt hàm râu nói, như thế tùy tính sao, muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Lý Thiên Mệnh cười hỏi, cân nhắc, quên đi, đừng, ta đùa giỡn, Lý Thiên Mệnh nói, ngồi xuống, nghe giảng, Âu Dương Kiếm Vương trở lại trên ghế nằm, một bên đong đưa cái ghế uống rượu, một bên trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, nói, luyện thể chiến quyết, trên đại thể đều là tăng cường nhục thân, nhưng còn có một loại, so sánh thiên môn, lấy thân thể hấp thu cất giữ linh tai, không tăng cường cường độ thân thể, lại đem linh tai dùng cho công kích bạo phát. Ngươi cũng đã biết. Ta biết, Lý Thiên Mệnh đem vạn kiếp kiếm ngưng tụ tại trên đầu ngón tay, triển lãm cho Âu Dương Kiếm Vương nhìn. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh vẫn luôn biết, Âu Dương Kiếm Vương có chú ý hắn. Cái gọi là đấu thơ, kỳ thật cũng là một cái lẫn nhau thử cơ hội, không nói trước đối phương là cái mục đích gì, trên thế giới này có ít người, chỉ cần tới gần nói chuyện, thì sẽ phát hiện đây là người trong đồng đạo. Đấu thơ chỉ là biểu tượng, quan trọng ở chỗ, bọn họ ưa thích tính tình của đối phương. Ngươi kiếm khí này đồng dạng, đệ nhất, luyện thể chiến quyết bản thân không tốt. Thứ hai, hấp thu linh tài đại đa số vì thánh thiên văn, không có kiếp văn kiếm khí. Âu Dương Kiếm Vương nói. Mời Âu Dương ca chỉ thị, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cường đại cơ hội, hắn cũng biết, tích thủy tri ân, đều muốn báo đáp. Giống như lúc trước thần thánh, 1000 bảo ngọc, Lý Thiên Mệnh lại hồi báo nhiều lần. Ta có một môn luyện thể chiến quyết. Cùng ngươi cái này một pháp môn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng so ngươi tinh tế, có thể trưởng khống kiếm khí mạnh hơn, bạo phát lực mạnh hơn, thậm chí có thể làm được, lấy ánh mắt xuất kiếm. Ngươi nhìn lấy, Âu Dương Kiếm Vương lúc nói chuyện, hắn trong mắt trái đột nhiên bạo phát một đạo kiếm khí, vọt vào thiên nguyên đỉnh, xuyên thấu mà vào, nhấc lên rồi rào sóng lớn. Lợi hại, bội phục, Lý Thiên Mệnh tán thán nói, một kiếm này liền có thể đem hắn chôn vùi. Nó gọi, thiên kiếp kiếm thể, chuyên môn hấp thu kiếp văn kiếm khí, cùng tăng cường nhục thân luyện thể chiến quyết không xung đột, có thể đồng thời tu luyện. Một cái vững chắc tự thân, một cái bạo phát giết địch. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vâng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Kiếm quyết ở đây, cầm lấy đi quan sát đi. Loại này luyện thể chiến quyết, kiếm quyết không là căn bản ở chỗ thể chất của ngươi, ý chí của ngươi, chỉ có là đẹp trai nhất, có thiên phú nhất, lớn nhất có ý chí lực người. Mới có thể đem thiên kiếp kiếm thể uy lực phát huy đến cực hạn, nói thí dụ như bản thân. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thiên phú và ý chí lực ta có thể hiểu được, tu luyện cái này luyện thể chiến quyết, cùng, đẹp trai, có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Chính ngươi lĩnh ngộ, Âu Dương Kiếm Vương ra vẻ nói. Ta đã hiểu, có phải hay không dài đến đồng dạng, nhưng cố nói mình đẹp trai người, da mặt tương đối dày, dạng này kiếp văn kiếm khí không dễ dàng xuyên thấu. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngọa tào, Âu Dương Kiếm Vương vỗ đầu của hắn, tức giận đến rear map đều vểnh lên đi lên. Bớt giận, Lý Thiên Mệnh nén cười nói. Thằng nhãi con, não tử còn xoay chuyển rất nhanh. Âu Dương Kiếm Vương dựng râu trừng mắt, nói, luyện thật giỏi đi, tranh thủ lúc còn sống, bắt kịp ta 1% mức độ. Xin hỏi Âu Dương ca cái gì mức độ? Ta hiện tại thể nội, có 1 vạn đạo thiên kiếp kiếm khí. Có nắm giữ mấy điều kiếp văn, trong cơ thể ngươi cái kia một đầu, miễn cưỡng xem như một đầu thiên kiếp kiếm khí đi. Âu Dương Kiếm Vương nói. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh cùng hắn chênh lệch, là gấp 1 vạn lần. Mấu chốt là, ta không có thiên kiếp kiếm khí, có thể hấp thu à? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Ta để ngươi tu luyện, còn có thể thiếu ngươi cái này. Ta dẫn ngươi đi, Âu Dương Kiếm Vương đứng lên. Hắn mang theo Lý Thiên Mệnh, trực tiếp tiến vào thiên nguyên đỉnh. Một đường lên sông mở linh tai, đạt tới nào đó một cái khu vực, nói, phía trước thì là kiếm của ta khí ao, là lão tử tư nhân tài sản, có thiên văn kết giới thủ hộ, người khác vào không được, người bây giờ có thể tiến vào. Bên trong có bao nhiêu? 10 vạn đạo, người 100 đời đều hấp thu không hết. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Lợi hại, ta hỏi lại một vấn đề. Nói, ta cộng sinh thú, có thể cùng một chỗ tu luyện sao? Ngươi cộng sinh thú là quái vật a. Quái vật không thể nói, chỉ là có chút xấu.
Xấu, cái kia thật đáng thương, để nó luyện một chút đi, không phải vậy còn sống cũng quá bi kịch. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thu đến. Ngay sau đó, Âu Dương Kiếm Vương đem hắn ném vào. Hôm nay tranh thủ hấp thu nhất lượt thiên kiếp kiếm khí, lại về phồn tinh chiến trường. Đúng. Kiếm khí trong kết giới. Phía trước một cái ngập trời thiên kiếp kiếm khí ao, để Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, có chút hãi đến hoảng. Đây quả thực là một cái, phóng đại vô số lần kiếm khí trì. Mấu chốt là, bên trong bất luận cái gì một đạo linh tai kiếm khí, đều so Lý Thiên Mệnh vạn kiếp kiếm khủng bố hơn. Hô hô hô. Cái này thiên kiếp kiếm khí trong ao, tựa như là vô số dã thú tại gào thét. Hiện đang rút lui còn kịp sao? Huỳnh Hỏa khẩn trương hỏi. Không được. Muốn không đem quy đệ cũng kéo vào được. Ta sợ nó đem tai ta màng xé rách. Lý Thiên Mệnh bưng bít lấy đầu nói. Ai có thể nghĩ tới, cái kia thế lực bá chủ một dạng tồn tại, như thế sợ đau. Lại nói, cái này Âu Dương Kiếm Vương, vì sao đối ngươi tốt như vậy? Huỳnh Hỏa hỏi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đối lên miệng liền thành. Có tăng cường cơ hội của chính mình, lên trước lại nói, dù sao không thiệt thòi. Nói cũng phải, Huỳnh Hỏa nuốt một miếng nước bọt, ta có thể trước quan sát sao? Ngươi cho ta đi vào. Lý Thiên Mệnh đuổi kịp nó, nhắm mắt lại, cùng xuống vạc dầu giống như, trực tiếp lên nhảy. A, à, kiếm khí trong kết giới, quanh quẩn bọn họ kinh thiên động địa kêu thảm. Ha ha, nghe được thanh âm này. Âu Dương Kiếm Vương đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Hắn meo, dám nói lão tử dài đến đồng dạng, sướng chết người cái này thanh niên. Bất quá, gọi tiếng làm sao rất nhanh liền biến mất. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh mặt mày xám xịt theo kiếm khí trong kết giới đi ra. Người trẻ tuổi, bị xã hội đánh đập tư vị, thế nào? Âu Dương Kiếm Vương bắt chéo hai chân, vui mừng cười hỏi. Có chút thoải mái, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhà hoắc, đều thổi lên, cho lão tử nhìn xem, dung hợp nhất lượt thiên kiếp kiếm khí, thành công không có. Âu Dương Kiếm Vương cười tủm tỉm hỏi. Một đạo, đó là không có khả năng, Lý Thiên Mệnh nói. Đồ ăn, Âu Dương Kiếm Vương khinh bỉ nói, người tuổi trẻ bây giờ, không được a, không chịu khổ nổi, nhớ năm đó, lão tử ta. Nói đến đây, Âu Dương Kiếm Vương thanh âm im bặt mà dừng, hắn trừng to mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh trong tay cái kia mười mấy lượt thiên kiếp kiếm khí. Không sai, hết thảy 15 nói. Mỗi một đạo đều so với hắn trước kia vạn kiếp kiếm đều mạnh hơn. Ngoá, ngươi làm sao lắp đặt bức? Âu Dương Kiếm Vương dở khóc dở cười nói. Không có ý tứ, quen thuộc, Lý Thiên Mệnh nói. Châu A, coi như ta nhìn lầm không đúng, ngươi mới đi vào một canh giờ. Muốn là thời gian nhiều, ngươi không liền phát. Âu Dương Kiếm Vương kịp phản ứng, vẫn là trợn mắt hốc mồm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ai nhà ta đi? Âu Dương Kiếm Vương từ trên ghế lăn xuống đến, vẫn là thất thần nhìn hắn. Tiếp tục như vậy, hắn đều có hy vọng, hoàn thành một vạn đạo, thiên kiếp kiếm khí, đạt tới mắc trị số A. Nói thật, cái hiệu quả này so Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đều mạnh, nguyên nhân chủ yếu, cũng là cổ thánh kim thân thuế biến. Đây chính là thái cổ hỗn độn cự thú, mang tới thể chất biến hóa, trưởng thành vô hạn. Âu Dương Kiếm Vương tốt một đoạn thời gian, mới tiếp nhận sự thật này. Nghe ta. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem phồn tinh chỉ cầm xuống. Âu Dương Kiếm Vương bỗng nhiên nghiêm túc. Vì sao? Ta muốn thấy nhìn, thân thể của ngươi, có thể hấp thu bao nhiêu tinh nguyên. Minh bạch. Thời gian không nhiều, tranh thủ thời gian về phồn tinh chiến trường, về sau mỗi ngày hư không một canh giờ, qua tới tu luyện thiên kiếp kiếm thể. Tốt, cảm ơn ca. Lý Thiên Mệnh cúi đầu. Nhớ đến mang rượu tới, mang thơ. Được. Vừa chìm xuống uyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh đụng phải một người. Phương Tinh Ảnh. Ngươi sao lại ra làm gì? Bị đào thải sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phương Tinh Ảnh nhẹ gật đầu. Ai làm, ta giúp ngươi đánh hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chắc chắn chứ? Phương Tinh Ảnh có chút khẩn trương, sắc mặt hắn có chút trắng xám, hai tay giao nhau nắm chặt. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh cảm giác hắn có điểm gì là lạ. Lý Thiên Mệnh. Ta nghe nói người đánh bại Phương Thần Ngự, hiện tại tất cả mọi người đang thảo luận tiến bộ của ngươi. Ta biết, thiên phú của ngươi, nhất định so Thái Thanh Phương thị đệ nhất, Thải Phượng huyết mạch đều mạnh hơn. Phương Tinh Ảnh cắn răng nhìn lấy hắn. Cho nên, ngươi có bối cảnh, có thực lực, ngươi cùng Phương Tinh Khuyết đã thế như thủy hỏa đúng hay không? Phương Tinh Ảnh nói. Đúng a.
có muốn hay không ta giúp ngươi tìm cơ hội, để ngươi thần không biết quỷ không hay giết hắn. Ngay tại Phồn Tinh chi chiến người chậm tiến được, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào biết. Phương Tinh Ảnh lúc nói chuyện, khẩn trương đến hai tay đều đang run rẩy. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Ngươi như thế hận hắn. Hận, ngập trời mối hận. Ngươi biết không, thải phượng huyết mạch là ta. Ta mới là thải phượng huyết mạch sở hữu giả, thế nhưng là, bọn họ đem ta hết thảy, sinh sinh đào cho Phương Tinh Khuyết, thậm chí bức tử cha mẹ của ta. Ta còn sống chính là vì báo thù, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta cầu van ngươi. Phương Tinh Ảnh tựa như là bắt lấy một cái cọng cỏ cứu mạng, quỳ trên mặt đất. Bọn họ là Phương Thái Thanh, còn có Phương Thanh Ly, nãi nãi của ta. Ha ha, thật ác độc a bọn họ, thật ác độc a. Phương Tinh Ảnh nước mắt rơi như mưa, ánh mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy. Vì cái gì a? Không đều là ngươi Thái Thanh Phương thị sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì ta phụ thân tầm thường vô vi, mà Phương Thái Thanh là Thiên Nguyên tông chủ. Con của hắn, Lý nên càng xứng với thải phượng huyết mạch. Ta quá thống khổ, ta quá đần, ta sẽ không nói chuyện, ta 17 năm, ta đều sống ở trong cơn ác mộng, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi. Phương Tinh Ảnh quỳ xuống, không ngừng dập đầu, nước mắt rơi như mưa. Lý Thiên Mệnh vốn định hỏi một câu nữa, đây có phải hay không là quá tuyệt. Thế nhưng là hắn không có cách nào hỏi, sự tình đã phát sinh, tuyệt không tuyệt, không do hắn định đoạt. Phương Tinh Ảnh là cái người đáng thương, hắn hận đến run rẩy, Lý Thiên Mệnh không cách nào trải nghiệm hắn trải qua cái gì, cho nên hắn không cảm giác được hắn tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh, ngươi chịu trợ giúp ta sao? Ta nhất định, sẽ không bán đứng ngươi. Hắn run rẩy nói. Ngươi trước lãnh tĩnh một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Có ý tứ gì? Phương Tinh Ảnh ngây ra như phỗng. Trước tỉnh táo, ta và ngươi bèo nước gặp nhau, cũng bởi vì ngươi đáng thương, ta sẽ vì ngươi giết Thiên Nguyên tông chủ chi tử, cái này không quá hiện thực. Ta phải suy nghĩ một chút, Lý Thiên Mệnh muốn đỡ hắn lên, sẽ chậm chậm nói. Kỳ thật hắn cùng Phương Tinh Khuyết có mâu thuẫn không tệ, nhưng vẫn chưa tới sinh tử chém giết trình độ. Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng, Phương Thái Thanh tại Thái Cổ Thần Tông địa vị cùng quyền thế rất cao, Phương Tinh Khuyết muốn là chết, chuyện này liền có chút lớn. Hắn cùng Khương Phi Linh, tại bấp bênh bên trong, có chút cấm kỵ, cần phải thận trọng cân nhắc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Phương Tinh Ảnh trực tiếp hất ra tay của hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng là kẻ hèn nhát, ngươi cũng sợ bọn họ, trên thế giới này, tất cả mọi người sợ những cái kia vô cùng tình đao phủ, ngươi bất quá cũng là thứ hèn nhát. Phương Tinh Ảnh chỉ cái mũi của hắn mắng. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Kỳ thật ngươi thật muốn báo thù, có thể trước chạy không một chút chính mình. Ngươi lâm vào trong tuyệt vọng, người sống một đời có rất nhiều cơ hội, đừng cho chính mình lâm vào trong điên cuồng, như chính ngươi đều loạn, nói như vậy, cao hứng sẽ chỉ là cứu nhân của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nằm gai nếm mật qua, cho nên hắn biết mùi vị đó. Ha ha, ngồi châm chọc nói đến thật là dễ nghe a. Ngươi biết ta tiếp nhận là cái gì không? Phương Tinh Ảnh cười lạnh nói. Phương Tinh Ảnh, ngươi trước suy nghĩ thật kỹ, chúng ta quan hệ đúng chỗ sao? Ta thì vì ngươi mạo hiểm giết người, ngươi không phải hài đồng, làm phiền ngươi thành thục một chút. Lý Thiên Mệnh cũng hơi tức giận. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy hắn, thực sự không biết nói cái gì. Hôm nay coi ta không nói gì, ta nhìn lầm ngươi. Phương Tinh Ảnh đứng lên, xoay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Lý Thiên Mệnh ngừng chân rất lâu. Trên thế giới này, người báo thù rất nhiều, quan trọng còn phải, đem tâm trước ổn định đi. Phồn Tinh chiến trường, sau 5 ngày. Khoảng cách đếm ngược 3 ngày thời gian, đã càng ngày càng gần. Làm cho người hít thở không thông không khí khẩn trương, tại Phồn Tinh chiến trường cùng Nhị Nguyên chiến trường, đồng thời lan tràn. Nhị Nguyên chiến trường phía trên, người xem dần dần gia tăng, rất nhiều người đều không có ý định đi. Cho dù là một ngày này, Lý Thiên Mệnh còn đang duy trì, chính mình thiết tấu. Bất quá, vì tiết kiệm thời gian, hắn lười nhác cùng Phương Tinh Khuyết giày vò. Liền đem trên người huyền ngọc phấn cho làm rơi. Hắn hành động này, đưa tới nhị nguyên chiến trường phía trên rất nhiều người chế giễu, dù sao ngay từ đầu thả ngoan thoại, quay đầu liền đem huyền ngọc phấn cho làm không có, rõ ràng là sợ hãi, nhận sợ. Lý Thiên Mệnh dù sao nghe không được, hắn nội tâm rất an tĩnh, tạm thời chỉ làm chính mình sự tình. Mấy ngày nay lão là nhớ tới Phương Tinh Ảnh, hắn đang nghĩ, chính mình có phải hay không cự tuyệt đến quá nhanh, làm bị thương tim của hắn. Được rồi,
không nghĩ, chính mình một đầu phiền phức, còn muốn chuyện của người khác. Suy nghĩ thả thông suốt một chút, tâm lý liền tốt thụ rất nhiều. Một ngày này, hắn ngay tại phồn tinh chiến trường phía trên tu hành, tiến hành sau cùng xông vào, nơi xa có người tới gần. Lý Thiên Mệnh mở mắt xem xét. Người tới, một nam tứ nữ. Thiếu niên kia số tuổi đồng dạng không lớn, đoán chừng cùng Phương Tinh Khuyết bọn họ không sai biệt lắm, 16-17 tuổi niên kỷ, hắn dài đến mắt ngọc mày ngài, tuấn giật sáng tỏ, thân mặc áo trắng, thân hình thon dài, quả thực là một cái mỹ công tử, tuy nhiên hơi có vẻ âm nhu, có thể vậy cũng che giấu không được hắn dung mạo phía trên xuất sắc. Ở bên cạnh hắn, theo bốn cái mỹ nhân, các nàng khí chất hoàn toàn khác biệt, một cái thành thục như mật đào, quyến rũ động lòng người, một cái như nhà bên bích ngọc, khéo léo đẹp đẽ, một cái tóc ngắn giả dặn, tư thế hiên ngang, dáng người bốc lửa, một cái yên tĩnh ôn nhu, trong mắt tràn đầy nhu tình như nước. Lý Thiên Mệnh nhìn đến ngây ngốc một chút. Như thế bốn cái phong cách khác lạ lại đều rất đẹp mắt mỹ thiếu nữ, tụ cùng một chỗ, chúng tinh cùng nguyệt như vậy, che chở thiếu niên áo trắng kia, bực này hình ảnh vốn lại ít gặp. Càng mấu chốt là, cái này lại là năm cái thiên nguyên đệ tử. Trên người bọn họ sinh tử kiếp cảnh khí tức hết sức rõ ràng. Loại lực lượng kia gọi là sinh kiếp chi lực, liên tục không ngừng, nhất là dồi dào, tuyệt đối không sai. Bọn họ đều có một loại kiếm phong một dạng khí chất, nếu như Lý Thiên Mệnh đoán không sai, bọn họ đến từ Thái Ất kiếm tộc. Cùng kiếm Tuyết Nghi khác biệt chính là, những người này có thể tại trước 20 tuổi, trở thành thiên nguyên đệ tử, khẳng định cũng là Thái Ất kiếm tộc hạch tâm, nếu không, cũng sẽ không có như thế khí chất tao nhã, chỉ là bề ngoài khí độ, cùng phổ thông địa nguyên đệ tử, đều có khác nhau rất lớn. Thái Ất kiếm tộc con cháu tương đối là ít nổi danh, Lý Thiên Mệnh cơ bản không biết bọn hắn. Bất quá, bọn họ nhận biết Lý Thiên Mệnh. Huynh đệ, đừng chạy a, tới, kết giao bằng hữu. Thiếu niên áo trắng kia thanh âm mềm mại, rất là dễ nghe. Nói, bọn họ một hàng năm người, đã đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Bốn vị này là, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bên cạnh hắn bốn cái mỹ nhân. Đều là bạn gái của ta. Bạch y thiếu niên cười tủm tỉm nói. Há, minh bạch, các nàng là người nào không quan trọng, chủ yếu là ta nhìn ngươi thuận mắt, hiện tại bắt đầu, chúng ta là bằng hữu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vừa dứt lời dưới, cái kia bốn cái cô nương một người một cái tay, nắm bắt bạch y thiếu niên lỗ tai, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, vội vàng nói, ta sai rồi, ta giới thiệu lần nữa. Đợi các nàng buông tay, hắn mới rụt cổ lại nói, vừa mới mở cái trò đùa. Cái này bốn cái đều là ta chị nuôi, ta là các nàng em kết nghĩa. Ngay tại lúc này, Huỳnh Hỏa theo cộng sinh không gian bên trong sông ra, há miệng thì hỏi. Cái này, làm chữ, là tiếng thứ nhất, vẫn là tiếng thứ tư. Bọn họ năm cái cùng một chỗ trừng to mắt nhìn lấy Huỳnh Hỏa. Không có ý tứ, Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, vội vàng đem Huỳnh Hỏa nhét vào. Chim của ngươi thật đáng yêu, Bạch Y thiếu niên lúng túng nói. Câu nói này nghe, có chút vị đạo. Cái kia, chỗ lấy các ngươi là, Lý Thiên Mệnh tiêu trừ xấu hổ, nói sang chuyện khác. Ta gọi kiếm lăng thần, cha ta là kiếp binh điện, điện chủ, kiếm vô phong, trước mắt hắn tại đại bá ta an bài xuống, đang bảo vệ ngươi đây, ta nhưng biết thân phận của ngươi nha. Bạch y thiếu niên tề mi lộng nhãn nói. Ngươi đại bá là kiếm vô ý. Thật giỏi, đoán đúng rồi. Kiếm lăng thần cái tên này, Lý Thiên Mệnh thấy qua. Hắn tại phồn tinh bảng người thứ ba. Trước mắt phồn tinh chi chiến đã chuẩn bị kết thúc. Trên thực tế, phồn tinh chiến trường phía trên đệ tử, đã còn lại 2-3 ngàn người. Tiếp gần một tháng chém giết chiến đấu, phần lớn người đã sớm bị đào thải, sau đó chuyển hóa thành người khác điểm số. Bất quá, có thể lưu lại, trên cơ bản đều là tinh anh. Bọn họ hoặc là thiên nguyên đệ tử, hoặc là đỉnh cấp địa nguyên đệ tử. Trước mắt phồn tinh bảng trước ba. Phương Tinh Khuyết, 1,853 phân. Thiên Viên Mộc Tuyết, 1,580 phân. Kiếm Lăng Thần, 831 phân. Bài danh 100 vị trí đầu trên cơ bản đều là thiên nguyên đệ tử, mỗi người đều tối thiểu đánh tan hơn 10 người trở lên. Bài danh trước 33 người, phân biệt đến từ tam đại thị tộc, trong đó Phương Tinh Khuyết dựa vào vài trăm người đội ngũ, tăng thêm 9 cái thiên nguyên đệ tử, cứ thế mà đẩy ra đệ nhất. Loại hành vi này, rất nhiều người cố nhiên chơ chẽn, nhưng cũng không thể tránh được. Kiếm lăng thần tuổi không lớn lắm, thực lực chưa hẳn so còn lại thiên nguyên đệ tử mạnh, hắn có thể leo lên thứ ba, cũng có đạo lý của hắn. Cái kia chính là,
bên người bốn cái phong cách khác lạ, thiên kiều bá mị chị nuôi, bắt hắn cho chống đỡ đi lên. Tuy nhiên đồng dạng mượn ngoại lực, nhưng tối thiểu không có Phương Tinh Khuyết như thế không kiêng nể gì cả. Có thể là bởi vì kiếm Tuyết Nghi cùng lục đạo sinh tử kiếm quan hệ, Lý Thiên Mệnh đối Thái Ất kiếm tộc đệ tử, cũng không cái gì bài xích chi ý, tăng thêm cái này kiếm lăng thần đầy mặt vui cười, nụ cười hồn nhiên, xem ra rất đơn giản thanh tịnh, tương đối dễ dàng thắng được hảo cảm. Thiên Mệnh huynh đệ, cha ta lặng lẽ nói cho ta biết nói, ngươi là tôn thần mang về đệ tử. Đúng không? Kiếm lăng thần xông tới, nháy mắt hỏi. Không sai, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chuyện này, sớm muộn không phải bí mật, cũng không có gì tốt giấu giếm. Lợi hại, liền tôn thần đều thưởng thức ngươi, tiểu đệ đối ngươi kính ngưỡng, giống như một sông xuân thủy, thao thao bất tuyệt. Kiếm lăng thần hâm mộ nói. Ngươi biết rất nhiều sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhiều a, cha ta để cho ta chớ nói lung tung, ta thì chỉ nói cho ta biết bốn vị chị nuôi mà thôi. Kiếm lăng thần hướng bốn cái cô nương vứt ra một chút mị nhãn. Ngươi làm tỷ tỷ thật xinh đẹp, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai ai ai, ngươi cũng đừng động tâm a, các nàng đều là ta tương lai nàng dâu, kiếm lăng thần nói. Ngọa tào, Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, hỏi, ngươi nói thật a? Không có cách, vóc người đẹp trai, trong nhà có quyền có thế, truy cầu ta cô nương nhiều a, từng cái đều là cực phẩm, tiểu đệ ta chỉ có thể thu hết. Về sau chăn lớn cùng ngủ. Cùng hưởng ân huệ, kiếm lăng thần tằng hắng một cái, mười phần ra vẻ. Thế đạo bất công a. Bình tĩnh, giống các ngươi loại này tướng mạo phổ thông, cần điều chỉnh một chút tâm cảnh, dù sao hâm mộ ghen ghét khiến người vặn vẹo, đó là không đổi được mỹ nhân lọt mắt xanh. Kiếm lăng thần cười nói. Các ngươi lén lén lút lút nói cái gì đó, cái kia bốn cái cô nương bên trong, một cái thành thục tài trí nữ tử hỏi. Không có đâu, nghề thường tỷ, tại khen các ngươi xinh đẹp. Kiếm lăng thần rụt cổ lại nịnh nọt cười nói. Sau khi nói xong, kiếm lăng thần quay đầu, nói, nữ nhân nha, liền phải đối với các nàng tốt đi một chút, bình thường nhiều khoa trương, gia đình mới có thể cùng hòa thuận a. Được rồi, ta không dùng ngươi, cùng ta truyền thụ kinh nghiệm, ngươi tới bắt chuyện làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Ta nghe nói ngươi đem Phương Thần Ngự làm, còn cùng Phương Tinh Khuyết có mâu thuẫn, đúng lúc ta cũng muốn đem cái này kẻ lỗ mãng, theo Phồn Tinh bảng phía trên kéo xuống. Cho nên muốn tìm ngươi liên thủ tới, chúng ta có 5 cái thiên nguyên đệ tử, liên thủ với ngươi, thêm một cái chiếu ứng đúng hay không? Kiếm lăng thần dứt khoát nói ra. Ngươi có đảm lượng cùng Phương Tinh Khuyết đối nghịch đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vì sao không được, ngươi đừng nghe hắn tự biên tự diễn, làm đến Thái Cổ Thần Tông là thiên hạ của hắn giống như. Thời đại này ai không phải, cường nhị đại, a? Đại gia trưởng bối đều là nhân vật có mặt mũi, tiểu bối sự tình chính mình cạnh tranh. Hắn không biết xấu hổ đến làm mấy trăm người mạnh mẽ đâm tới, ta lại không cùng hắn lăn lộn, công bình cạnh tranh, có gì không thể. Kiếm lăng thần nói. Nói cũng phải, các ngươi sau lưng cũng có Thái Ất kiếm tộc cùng Nhân Nguyên tông chủ chỗ dựa. Tiểu bối sự tình, dù sao đều là chuyện nhỏ. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Cái kia ngươi cùng chúng ta một đạo, tại sao cùng 3 ngày, liên thủ thảo phạt Phương Tinh Khuyết không? Ngươi có thể đánh bại Phương Thần Ngự, tối thiểu tiếp cận một cái thiên nguyên đệ tử. Kiếm lăng thần nói, có thể a, bất quá, ta sẽ không vì ngươi hiệu lực, nếu là có đánh tan Phương Tinh Khuyết cơ hội, ta chọn chính mình đánh vỡ hắn tinh nguyên kết giới, cầm tới hắn điểm số. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói, cái này đơn giản, nếu là hắn rơi đài, điểm số đến trên người ngươi, ta đánh ngươi không liền xong rồi sao? Ha ha, tiểu đệ ta thế nhưng là có 4 cái chị nuôi người. Kiếm lăng thần đắc ý cười nói, vậy nếu là ngươi cầm tới hắn điểm số, ta cũng đến đối phó ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Thành A, ngươi có bản lĩnh, vậy liền cái kia thuộc về ngươi. Ta xem thường nhất Phương Tinh Khuyết cái này thối gà trống, lôi kéo cùng khờ khạo giống như, thật tốt Phồn Tinh chi chiến, hắn cho biến thành tụ tập đám đông ẩu đả. Đồ bỏ đi, kiếm lăng thần khinh bỉ nói. Ý của ngươi là, ngày cuối cùng, bảng nhất bảng hai vị trí sẽ bại lộ, nhưng là Phương Tinh Khuyết bên này, rất có thể sẽ dựa vào đe dọa, chấn nhiếp đến đây tranh đoạt người. Khiến người ta không dám động thủ. Đến lúc đó, cần phải có người đi đầu, đem chàng diện mơ hồ loạn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, chính là như vậy. Ta đến lúc đó, đến mang cái này đầu, ta cần phải có người đuổi theo. Kiếm lăng thần nói. Thẳng có đảm lượng a, ngươi vì cái gì không tìm Hiên Viên Mộc Tuyết đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bản thân không đánh nữ nhân, nữ hài tử đều là thượng thiên sáng tạo mỹ diệu tác phẩm nghệ thuật, sao có thể bị đánh đâu?
Kiếm Lăng Thần nói. Cái kia vạn nhất người ta đánh ngươi thì sao? Đôi bàn tay trắng như phấn tiếp xúc thân mật, cũng là vận mệnh mỹ diệu an bài. Kiếm Lăng Thần nói. Vậy vạn nhất người đem ngươi trứng bóp nát đâu? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cái này không thành, cái này đến đánh. Kiếm Lăng Thần đầu đầy mồ hôi nói. Ha ha. Gia hỏa này có chút ý tứ, Lý Thiên Mệnh không ngại liên thủ với hắn. Dù sao, cái kia Phương Tinh Khuyết bên cạnh nhiều người như vậy, muốn xông vào đi, xác thực đến có một ít minh hữu. Huynh đệ, ta hỏi ngươi một vấn đề a, theo lý thuyết Phương Tinh Khuyết hẳn phải biết thân phận của ngươi, thế nào còn đối ngươi ngang như vậy đâu? Kiếm Lăng Thần hiếu kỳ hỏi. Ta đoán, hắn không biết, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đoán chừng là đi, dù sao liên quan tới tôn thần sự tình, rất nhiều trưởng bối cũng không nguyện ý nhiều lời. Kiếm Lăng Thần nói. Kỳ thật hắn coi như biết, cũng chưa chắc sẽ cúi đầu trước ta. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thân phận của hắn dù sao không đủ vững vàng, tại trước mắt Thái Cổ Thần Tông, hắn nhiều lắm là tính toán một cái đặc thù tồn tại mà thôi. Nói cũng phải, gia hỏa này làm bá vương quen thuộc. Khoảng cách đếm ngược 3 ngày quyết chiến, chỉ còn lại 2 ngày, Lý Thiên Mệnh dự định thì cùng cái này Kiếm Lăng Thần một đạo, không ra Phồn Tinh chiến trường. Tiếp đó, hắn cùng Kiếm Lăng Thần 4 cái chị nuôi, biết nhau một chút. Cái kia thành thục tài trí, vũ mị mê người đại tỷ tỷ, tên là Kiếm Nghê Thường. Cái kia tóc ngắn, dáng người bốc lửa, tính khí vội vàng sao động nhị tỷ tỷ, tên là Kiếm Lưu Dương. Cái kia yên tĩnh ôn nhu tam tỷ tỷ, tên là Kiếm Văn Tĩnh. Vị cuối cùng thơm ngọt động lòng người, xinh xắn đáng yêu tứ tỷ tỷ, gọi là Kiếm Y Nỉ. Các nàng đều là Thái Ất kiếm tộc đệ tử hạch tâm, các nàng tổ tông, cùng Kiếm Lăng Thần tổ tông, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một đường lên, Lý Thiên Mệnh đi ở phía sau, còn đang suy nghĩ thiên ý. Lăng Thần, hắn theo chúng ta, còn một mực tại tu luyện, có chút kéo chậm tiết tấu. Không có ý gì, đại tỷ tỷ Kiếm Nghê Thường có chút khó chịu nói. Muốn không vứt bỏ hắn, dù sao, hắn chả đỉnh không lên một cái thiên nguyên đệ tử. Ta không phải nghi vấn hắn tương lai thành tựu, hiện tại Phồn Tinh chiến trường phía trên, hắn dù sao cũng là cái cổ thánh cảnh. Đi theo chúng ta đằng sau, tổng là có chút vướng víu. Dạng này ngươi cùng bảng nhất bảng hai chênh lệch, sẽ càng lúc càng lớn. Kiếm Lưu Dương quay đầu ngắm Lý Thiên Mệnh liếc một chút, có chút khó chịu nói. Hai vị tỷ tỷ tốt, đều lúc này thời điểm. Còn muốn dựa vào truy người bắt kịp đệ nhất đệ nhị đâu. Đã không đùa, nhìn sau cùng 3 ngày đi, Kiếm Lăng Thần nói. Hắn cùng Phương Tinh Khuyết huyên náo thẳng hung, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta sống chết mặc bay rất tốt. Cái này nhân thân phần quá nhạy cảm. Hắn giết chết Phương Thần Ngự hai đầu cộng sinh thú, ta cảm giác Thái Thanh Phương thị người, đều đang nghĩ làm sao chữa hắn đâu, làm gì chuyến vũng nước đục này. Kiếm Lưu Dương nói. Mấu chốt là, hắn thực lực này. Tại sao cùng quyết chiến bên trong, cũng không giúp đỡ được cái gì. Thuần túy vì giao một người bạn, cùng Thái Thanh Phương thị những người kia huyên náo túi bụi, không có lời. Kiếm Văn Tĩnh nói. Các ngươi đều như vậy muốn a? Kiếm Lăng Thần hỏi. Ta cũng vậy, Kiếm Y Nỉ che mặt nói. Các ngươi sợ Phương Tinh Khuyết sao? Kiếm Lăng Thần khó chịu nói. Không phải sợ, mà chính là không muốn chế tạo, công bình cạnh tranh, bên ngoài tranh chấp. Không phải vậy Phồn Tinh chi chiến sau khi kết thúc, bọn hắn người, liền sẽ một mực tìm phiền toái, rất đáng ghét. Cái này Lý Thiên Mệnh bản sự không cao lắm, tính khí rất hướng, người cùng dạng này người kết giao, dễ dàng lâm vào vòng xoáy bên trong. Ta đoán chừng cha ngươi cùng ngươi bá bá, đều không để nghĩ ngươi làm như thế. Kiếm Nghê Thường nói, không quan trọng, ta cảm giác hắn thật đúng mắt, liền để ta nhiệt huyết một lần, có được hay không? Hảo tỷ tỷ của ta nhóm. Kiếm Lăng Thần làm nũng nói. Được rồi, người ưa thích liền tốt. Bất quá, nếu là hắn liên lụy ngươi, chúng ta có thể không đáp ứng. Nghe nói người này tiến bộ rất nhanh, nhưng nói thật, thánh chi cảnh giới cùng sinh tử kiếp cảnh, có căn bản khác nhau. Hắn có phải hay không tuyệt đỉnh thiên tài, có thể so với Thái Thanh Phương thị thải phượng huyết mạch cùng chúng ta Thái Ất kiếm tộc, bốn kiếm thiên phú, còn phải chờ hắn đến sinh tử kiếp cảnh, mới có thể nhìn ra. Liền sợ hắn bị Phương Tinh Khuyết để mắt tới, tại Phồn Tinh chiến trường, liền bị Phương Tinh Khuyết phế đi. Dù sao, là gia hỏa này chính mình mở khơi dòng. Trách không được người khác. Không cần quan tâm nhiều, dù sao chúng ta muốn, là để đến lúc đó loạn lên, sau đó thừa cơ trợ giúp Lăng Thần, cầm tới Phương Tinh Khuyết điểm số. Phồn Tinh chỉ danh ngạch rất trọng yếu, bọn tỉ muội cùng một chỗ nỗ lực. Vì Lăng Thần,
liều mạng một lần. Kiếm Lăng Thần vạn phần cảm động, trái ôm phải ấp, chỉ than mình chỉ có hai cánh tay, mò không đến. Chậc chậc, Huỳnh Hỏa cười. Cười gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nhìn về phía trước. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, Kiếm Lăng Thần một tay ôm hai cái, thật sâu lâm vào ôn nhu hương bên trong. Ta tiếp cận, ta cùng lên đến, xem bọn hắn thanh tú ân ái đó a. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Đến, cùng ta cùng một chỗ, chú hắn thận hư. Huỳnh Hỏa âm hiểm nói. Phồn tinh chi chiến, đếm ngược ngày thứ tư. Một ngày này, nhị nguyên chiến trường đều cơ hồ đủ quân số, phóng tầm mắt nhìn tới, người người nhốn nháo, tiếng người huyên náo. Các loại nghị luận, ồn ào liên tục không ngừng. Nhị nguyên chiến trường lấy địa nguyên đệ tử làm chủ, địa nguyên đệ tử nhân số không ít, đối bọn hắn tới nói, phồn tinh chi chiến cơ hồ là trọng đại nhất nhất chiến. Mộc tuyết tốt. Để rất nhiều người bất ngờ chính là, lập tức liền là đếm ngược ba ngày, Hiên Viên Mộc Tuyết còn theo phồn tinh chiến trường đi ra. Nàng trước mắt xếp hạng thứ hai, nhưng, nàng là trên chiến trường nhất làm cho người kính nể một cái. Mộc Tuyết tiểu thư thật lợi hại, hơn 1.700 phân, đều là mình đoạt được. Đúng vậy a. Tại đệ tử chào hỏi cùng ánh mắt tán thưởng bên trong, Hiên Viên Mộc Tuyết rất an tĩnh, nàng tại trong gió tuyết lướt qua, đi tới Thiên Nguyên đỉnh xuống. Nàng chờ đợi một lát sau, trong lòng núi một tòa đại môn mở ra, một cái hai mắt tơ máu trải rộng thanh niên áo trắng, từ bên trong đi ra. Vũ Hành ca ca, Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười nhìn lấy hắn. Bao nhiêu phân? 1.720, người thứ hai, kém tinh khuyết 300 điểm. Hiên Viên Mộc Tuyết nắm thật chặt trên người áo choàng, bão tuyết buông xuống, nàng đứng tại tuyết quốc bên trong, như là thần nữ. Hắn vài trăm người cùng một chỗ, mới điểm ấy điểm số. Mất mặt, Hiên Viên Vũ Hành nói, hắn đi tới Hiên Viên Mộc Tuyết bên người, mắt nhìn phía trước 10.000 dặm tuyết sơn, nói, ngày mai sẽ là 3 ngày quyết chiến, có nắm chắc không? Vấn đề cũng không lớn, Mộc Tuyết chuẩn bị sẵn sàng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, vậy liền thành, phồn tinh chỉ rất không tệ, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này. Hiên Viên Vũ Hành nói, Vũ Hành ca ca, trước khi quyết chiến, ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện một chút, liên quan tới Lý Thiên Mệnh sự tình. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, ngươi nói, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta tại phồn tinh kết giới bên trong đụng phải hắn, có thể ra tay độc ác sao? Ta có thể đánh phá tinh nguyên kết giới. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, không được, Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt âm trầm nói. Vì sao? Lần trước tộc vương đơn độc đã cảnh cáo ta, để cho ta quên Lý Thiên Mệnh người này, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Hiên Viên Vũ Hành nói, là sợ hãi tôn thần. Không phải, ta muốn hẳn là độ kiếp phong, Hiên Viên thị cùng Thái Thanh Phương thị ba cái quan hệ trong đó gây ra. Tôn thần thuộc tại chúng ta Hiên Viên thị, độ kiếp phong quyền uy rất lớn, có thể Thái Thanh Phương thị tận lực hay không, người nào có thể biết đâu. Cho nên, tộc phương giống như có ý, dùng Lý Thiên Mệnh đi thử Thái Thanh Phương thị thái độ. Đúng lúc hắn cùng Phương Tinh khuyết huyên náo thẳng hung, Hiên Viên Vũ Hành nói. Ý tứ chính là, để cái này không nhận khống quân cờ đi nhiễu loạn cục diện. Xem bọn hắn phản ứng gì thật sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Lý Thiên Mệnh bản thân không tính là gì, nhưng hắn tương đương tôn thần quyền uy. Người nào động đến hắn, cũng là khiêu chiến tôn thần quyền uy. Cho nên ngươi đừng nhúc nhích, để Thái Thanh Phương thị tới. Vậy ta ca ca chết vô ích sao? Tạm thời chết vô ích, Hiên Viên Vũ Hành nói. A, trong lòng ngươi không thoải mái. Không có, kỳ thật ta không phải rất thống hận hắn, ta cũng cảm thấy, cùng tôn thần nhân đối nghịch, là một cái ngu xuẩn hành động. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới ca ca ta luôn cảm thấy, chính mình cần phải làm chút gì. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nhìn độ kiếp phong kiếp lão nhóm đi, ba cái tông chủ đều là bọn họ đề cử đi ra. Phương Thái Thanh cũng kiêng kỵ bọn họ, tộc phương chính là sợ cái này cỏ đầu tường nhất tộc, tại bát đại thần vực tạo áp lực thời điểm đầu hàng. Việc này, bọn họ tại âm dương ma tông làm qua. Hiên Viên Vũ Hành nói. Đại nạn lâm đầu, là được thật tốt thống nhất. Điểm này mọi người đều biết, có thể mấu chốt là, ai biết Thiên Nguyên tông chủ đến cùng nghĩ như thế nào đâu. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nhân tâm khó dò, nhưng là, dám nghịch thần nhân, nhất định chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt huyết hồng nói. Nghe nói bát đại thần vực, nói không chừng sẽ tại thiên hạ đệ nhất hội làm văn chương, người áp lực rất lớn a. Tạm được, ta tuổi tác không lớn, chiến trường kia,
chủ yếu vẫn là dựa vào 26 đến 30 tuổi thiên nguyên đệ tử chống đỡ. Hiên Viên Vũ Hành nói, muốn là Vũ Hành ca ca ra đời sớm mấy năm, hiện tại liền có thể chống lên thiên nguyên tông. Hiện tại đám người này, đối mặt bát đại thần vực, ưu thế quá nhỏ. Cái này không thể chê, người mới 17 tuổi, muốn là cho ngươi thời gian 10 năm, ngươi so với ta càng tốt hơn. Hiên Viên Vũ Hành nói, bất kể như thế nào, ai dám động đến tôn thần chủ ý, ta cho dù chết, cũng phải làm cho bọn họ, cả tộc diệt tuyệt. Hiên Viên Vũ Hành híp mắt nói, Vũ Hành ca ca, ngươi là cuồng nhiệt tín đồ, tốt như vậy sao? Có cái gì không tốt, ngươi biết cái gì là thần sao? Hiên Viên Vũ Hành hỏi, không biết, thượng thần, chúa tể thiên địa, không gì làm không được. Vậy ngươi để xuống bất mãn trong lòng sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Không có, hắn cúi đầu ôm hận nói, ta cũng muốn làm tôn thần quyền uy. Cái kia, trước nhịn một chút đi, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mộc Tuyết, Hiên Viên Vũ Hành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nói, ngươi để xuống cửu hận, cùng Lý Thiên Mệnh làm bằng hữu đi. Vì sao? Bằng hữu, tương đối tốt giết. Sau đó thì sao? Các loại một cái cơ hội, một cái, hắn không còn là tôn thần quyền uy cơ hội. A. À. Phồn tinh chi chiến đặc sắc nhất 3 ngày, lập tức buông xuống. Đến một ngày này, nhị nguyên chiến trường phía trên, liền rất nhiều phòng cao thượng đều đã đầy ắp, tông môn có rất nhiều trưởng bối, kiếp lão, đều đến hiện trường. Bọn họ cũng sẽ căn cứ đệ tử trẻ tuổi biểu hiện, đến thu đồ đệ truyền thụ. Dù sao, có thể đi vào phồn tinh chiến trường, cái kia chính là toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, trẻ tuổi nhất một nhóm đệ tử, đều không cao hơn 20 tuổi, tính dẻo mạnh nhất. Vì danh động tứ phương, vì được thu đồ, cải biến vận mệnh, dù là không phải vì hai cái danh ngạch, những đệ tử trẻ tuổi này, đều không có lý do từ bỏ chiến đấu. Nguyên Minh Điện Điện chủ Câu Ngọc Thu, cùng Tam Nguyên Kiếp Lão, Âu Dương Kiếm Vương, liền tại trong một gian mật thất. Hai người bọn họ, một cái 10 phần đoan chính, một mặt nghiêm túc, một cái siêu siêu vẹo vẹo, toàn thân tử khí, cả lơ phất phơ. Người cảm giác Lý Thiên Mệnh đứa nhỏ này như thế nào? Câu Ngọc Thu hỏi. Phương diện nào, tính tình, thiên phú, tương lai, Âu Dương Kiếm Vương nói. Toàn bộ, đều là nhân tuyển tốt nhất, tính tình ta nhất là ưa thích. Duy nhất không đủ, cũng là cảnh giới thấp một chút. Âu Dương Kiếm Vương nói. Đây hết thảy, cùng tôn thần tương tự như vậy, tôn thần cũng là cảnh giới thấp một chút, cần thời gian, Câu Ngọc Thu nói. Tình huống bây giờ có chút bị động, loạn trong giặc ngoài, một cái thích khách, đến bây giờ không tìm được. Âu Dương Kiếm Vương nói, họa ngoại xâm rất rõ, chủ yếu là nội ưu, Hiên Viên thị không có vấn đề, Thái Ất kiếm tộc thành thật, Phương gia nắm trong tay không ít binh quyền, bọn họ bên kia, lớn nhất không thể xảy ra chuyện gì. Câu Ngọc Thu nói, gần nhất mấy lần độ kiếp phong hội nghị, Phương Thái Thanh đều tham dự. Hắn nói đến thẳng dễ nghe, nhưng đến lúc đó hình thức biến hóa, một khi hãm thành, người nào cũng không tốt nói. Âu Dương Kiếm Vương nói, xem đi. Độ kiếp phong nhiều người như vậy, tất cả mọi người vì bảo vệ Thái Cổ Thần Vực, Phương Thái Thanh được tuyển chọn đến, cũng có thể đi xuống, Thiên Nguyên Tông chủ cũng không phải cha truyền con nối. Câu Ngọc Thu nói, bọn hắn người, tại độ kiếp phong cũng không ít đây. Chống đỡ đi, thời gian càng nhiều, tôn thần càng tốt. Tôn thần trước mắt cảnh giới gì? Nghe nói thiên chi thánh cảnh. Rất nhanh, có thể, nàng quay về thần vị, còn phải muốn mấy năm a? Mấy năm này, ai có thể chống lên Thái Cổ Thần Vực? Hai người liếc nhau một cái, lắc đầu. Ngươi nói chúng ta những thứ này ngoại tộc, quan tâm cái này nhiều làm gì vậy, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương nói. Khác tự diễu, Thái Cổ Thần Vực, là nhà của chúng ta. Thần Tông lại loạn, lại không công bằng, đều là nó sáng tạo ra chúng ta. Ngươi nếu là liền gia viên của mình đều không đi thủ vệ, con cháu của mình đời sau, đều không đi bảo hộ, đó cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Câu Ngọc Thu thản nhiên nói. Nói cũng đúng a, lại nói, Âm Dương Ma Tông những tên kia, thống hận Thái Thanh Phương thị tận xương, một khi việc này làm, bọn họ muốn đầu hàng cũng không dễ dàng. Âm Dương Ma Tông nếu là có cơ hội, tuyệt đối phải diệt bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Đã đến giờ, nhìn phồn tinh chi chiến đi, Câu Ngọc Thu nói. Nhị nguyên chiến trường, Phương gia mật thất. Rất nhiều Thái Thanh Phương thị trưởng bối, bây giờ đều đến nơi này. Bọn họ có là thần sư, có là kiếp lão, tại Thái Cổ Thần Tông địa vị rất cao. Bọn họ phía dưới, nhị nguyên chiến trường rất là oanh động,
bởi vì đếm ngược ba trời đã đến, phồn tinh chiến trường náo nhiệt, mấy trăm thị giác đều không đủ nhìn. Phương Thái Thanh, ngồi tại cái này mấy trăm cái cường giả thượng thủ, ánh mắt lãnh đạm. Tại bên cạnh hắn, chính là thẩm phán điện chủ Phương Thần Vũ bọn người. Tộc Phương, Nguyệt Phi tới, có người tới thông báo, để cho nàng tới. Sau đó không lâu, có một nữ tử, chậm rãi đi tới Phương Thái Thanh trước mắt tới. Nàng xinh tinh xảo tước tỉ mỉ, mặt ngưng ngỗng son, môi như điểm sakura, mày như mực vẽ, thần như thu thủy, không nói ra được mềm mại đáng yêu tinh tế tỉ mỉ, một thân xanh biếc váy, ở chỗ này càng là lộ ra phá lệ chói mắt tươi nhuận, đơn giản là như mưa rơi bích hà, sương mù mỏng cô sơn, không nói ra được biến ảo khôn lường nhẹ giật. Trên người nàng chói mắt nhất cũng là một đầu màu sắc rực rỡ tóc dài, cùng phương tinh khuyết sắc thái diễm lệ khác biệt, mái tóc dài của nàng phần lớn là nhu hòa nhan sắc, xem ra ôn nhu mà dễ chịu, không có chút nào bất ngờ, ngược lại là tăng thêm thường nhân cả một đời cũng sẽ không có mỹ cảm. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thải phượng huyết mạch. Xác thực nói, cái này gọi thải hoàng huyết mạch. Cha, nữ tử chậm rãi hành lễ. Nàng gọi Phương Nguyệt Phi. Chuẩn bị đến như thế nào? Tận lực, Phương Nguyệt Phi nói. Đến lúc đó, chúng ta Thái Thanh Phương Thị Vinh dự cùng Tôn Nghiêm, phải nhờ vào ngươi chống đỡ đi lên. Phương Thái Thanh nói. Vâng, Phương Nguyệt Phi lông mi nhỏ hơi run lên một cái. Ai cũng có thể thua, liền không thể bại bởi Âm Dương Ma Tông, Tứ Tượng Hải Tông. Đúng. Ngồi xuống đi, Phương Thái Thanh nói. Đúng. Phương Nguyệt Phi ở tại phía dưới vào chỗ. Nhìn đến tinh khuyết sao? Phương Thái Thanh hỏi. Thấy được. Ngươi cảm thấy đệ đệ ngươi như thế nào? Hắn nha, hết thảy cũng không tệ, chờ hắn đến số tuổi của ta, sẽ so với ta tốt. Phương Nguyệt Phi cúi đầu nói. Ừm, Phương Thái Thanh gật gật đầu, Nguyệt Phi, ngươi tính cách quá mềm mại, ngươi muốn là cái nam hài, tốt bao nhiêu? Cha, ta sẽ không kém rất xa. Phương Nguyệt Phi cúi đầu, cắn răng. Thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, ngươi lại nói với ta câu nói này. Đúng. Phương Nguyệt Phi đem song tay vươn vào thật dài trong tay áo, sau đó, hơi hơi nắm chặt song quyền. Ông! Phồn tinh bảng chấn động. Lần này xuất hiện về sau, sẽ không lại biến mất. Liền nhị nguyên chiến trường phía trên, đều có càng rõ ràng phồn tinh bảng, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người có thể nhìn đến. Hạng nhất, Phương Tinh Khuyết, 2,189 phân. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 1,798 phân. Hạng 3, Kiếm Lăng Thần, 999 phân. Hạng 4, Hiên Viên Vũ Thác, 870 phân. Hạng 5, Kiếm Thần Trung, 750 phân. Hạng 6, Kiếm Mộ Cổ, 660 phân. Mỗi một cái điểm số, đều mang ý nghĩa một người bị đào thải, có thể thấy được hiện tại phồn tinh chiến trường phía trên, những người còn lại thật đúng là không nhiều. Nhưng, tối đỉnh phong quyết đấu, nghiêm chỉnh càng thêm đặc sắc. Hiên Viên Vũ Thác cùng Kiếm Thần Trung, Kiếm Mộ Cổ, đều là Độc Cô Tẫn, Kiếp Lão đệ tử, bọn họ biểu hiện thật sự là tốt. Ba người, toàn bộ lên bảng 10 vị trí đầu. Độc Cô Tấn Kiếp Lão 7 người đệ tử, toàn bộ lên bảng 20 vị trí đầu. Cái này 7 người đệ tử muốn là tụ cùng một chỗ, tuyệt đối là phồn tinh chi chiến mạnh thứ 2 đoàn đội, gần với Thái Thanh Phương Thị. Bọn họ đã hội hợp, người nhìn cái kia thị giác, 7 người đều tại. Vậy liền lợi hại. Độc Cô Tấn, thật không hổ là độ kiếp phong trẻ tuổi nhất, tam nguyên kiếp lão, thực lực thật sự là cường. Nghe đồn hắn lúc trước cạnh tranh Thiên Nguyên Tông Chủ, cũng chỉ là bại Phương Thái Thanh một chiêu. Lấy thực lực của hắn, kỳ thật khiêu chiến Địa Nguyên Tông Chủ, Nhân Nguyên Tông Chủ càng vững vàng. Phồn tinh chiến trường bên trong. Kiếm Lăng Thần cùng bốn cái chị nuôi đứng chung một chỗ, nhìn lấy tại Giang Hà bên trong ngộ kiếm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh trong tay, nắm Đông Hoàng Kiếm, hắn hắc ám cánh tay tại trên thân kiếm tìm tòi, cả người tiến vào lớn nhất chăm chú trạng thái. Hắn đến cùng đang làm gì đâu? Lâm Thời ôm chân Phật, cái này đều đếm ngược ngày thứ ba. Một khi có người xông vào chúng ta 10.000 mét phạm vi bên trong, lập tức đều có thể phát hiện chúng ta. Hắn chả muốn tu luyện đâu. Cô gái tóc ngắn Kiếm Lưu Dương có chút bất mãn nói. Có phải hay không chuyên môn vì tại trước mặt chúng ta hù người a? Gia hỏa này có chút đần, hắn chẳng lẽ không biết, trong mắt chúng ta chỉ có Lăng Thần sao? Kiếm Y Nỉ thẹn thùng nói. Muốn không chúng ta đi trước a? Chậm chế công phu, Kiếm Nghê Thường nói. Ai ai? Các ngươi còn nghe không nghe lời của ta, một chút kiên nhẫn đều không có, Kiếm Lăng Thần nói.
lại giống, nắm ngươi lỗ tai a. Kiếm Lưu Dương nói. Đừng, đừng, Kiếm Lăng Thần xấu hổ. Hắn tuy nhiên tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng không biết sao âm thịnh dương suy, quyền nói chuyện không cao a. Chờ một chút, các vị tỷ tỷ, không nóng nảy, chờ một chút. Kiếm Lăng Thần nói. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà chính là Đông Hoàng Kiếm phát sinh cự đại biến hóa. Cái kia chính là, tầng thứ tư cửa lớn màu đen, mở ra. Tầng thứ ba sâu cửa lớn màu vàng óng mở ra về sau, Đông Hoàng Kiếm đã thức tỉnh đế vực kiếm hoàng kết giới, đó còn là tại thượng cổ thần táng thời điểm. Tính toán ra, đã có đã lâu. Làm hắn dần dần quen thuộc Đông Hoàng Kiếm, vận dụng đến tốt hơn thời điểm, rốt cục tại thời khắc này, công phu không người có quyết tâm. Vốn là muốn dựa vào, thiên kiếp kiếm thể có một phen hành động. Hiện tại, hết thảy càng ổn. Lý Thiên Mệnh ý thức, đứng ở cái kia tòa thứ tư sâu cửa lớn màu đen trước đó. Cái cửa này mở ra, Đông Hoàng Kiếm ngũ trọng cửa lớn, thì còn lại sau cùng một tòa trung ương không màu cửa lớn. Lòng hắn hoài kích động, nhẹ nhàng đẩy mạnh cái này sâu cửa lớn màu đen. Oanh! Trong môn hết thảy, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mình. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Hắn ngây ra một lúc. Trong môn có một tòa bia đá, một mặt kim sắc, một mặt màu đen. Kim sắc trên tấm bia đá, lưu chuyển lên một loại màu đen kiếm hình thiên văn, màu đen trên tấm bia đá, thì lưu chuyển lên một loại kim sắc kiếm hình thiên văn. Những ngày này văn, quy tắc kín đáo sắp xếp cùng nhau, như cùng một cái nhà tù. Đế quân kiếm ngục, Lý Thiên Mệnh trong ý thức, tự động xuất hiện bốn chữ này. Đông Hoàng vòng xoáy, nhất tâm nhị dụng, đế vực kiếm hoàng kết giới, đến bây giờ tầng thứ tư môn, giác tỉnh, đế quân kiếm ngục. Làm Lý Thiên Mệnh mở mắt ra thời điểm, hắn bất ngờ nhìn đến, Đông Hoàng Kiếm phía trên, đã đang lẩn trốn lấy những cái kia lít nha lít nhít kim hắc sắc thiên văn, bọn họ hội tụ tại trên thân kiếm, dường như hợp thành kiếm hình thiên văn lao ngục. Uy lực gì? Lý Thiên Mệnh mơ hồ có nhận thấy ngộ, nhưng hắn còn cần nghiệm chứng. Chư vị chờ ta một lát. Hắn lóe lên một cái rồi biến mất, vọt thẳng tiến vào dòng sông bên trong, dòng sông phía dưới ngoại trừ đỉnh cấp hung thú bên ngoài. Còn có một số thú dữ bình thường, tỉ như nhất nhị giai thánh ma thú, nơi này còn có không ít. Lý Thiên Mệnh để mắt tới một đầu thanh sắc giao long, Đông Hoàng Kiếm trực tiếp đâm vào huyết nhục của nó phía trên. Hắn vận dụng, đế quân kiếm ngục, lực lượng. Cái kia trong nháy mắt, Đông Hoàng Kiếm phía trên kiếm hình thiên văn, đột nhiên vọt vào giao long thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt, tại máu thịt lân giáp phía trên, chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một cái kiếm chi lồng giam, kim sắc cùng màu đen kiếm hình thiên văn. Ở tại trên thân chạy, sinh ra to lớn chấn áp xé rách chi lực. Ô ô, cái kia thanh sắc giao long cúi đầu xuống, toàn thân không thể động đậy, trực tiếp hướng đáy nước chìm xuống. Lý Thiên Mệnh kiểm tra một chút trạng huống của nó, toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nó bị đế quân kiếm ngục trúng đích, tương đương với đế quân kiếm ngục, nhốt thân thể của nó, phong bế lực lượng của nó, khóa cứng lực lượng của nó lưu chuyển. Để nó trực tiếp thành phế vật, thậm chí... Lý Thiên Mệnh niềm tin nhất động. Đế quân kiếm ngục phát tác, kiếm hình thiên văn, trực tiếp chuyển hóa làm Đông Hoàng kiếm khí, tại hắn thể nội tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt rảo sát ngũ tạng lục phủ. Thanh sắc giao long, chết. Chúng ta đế quân kiếm ngục, tại chỗ biến thành phế nhân, thánh nguyên đều không thể vận dụng, thậm chí sinh tử bị ta trưởng khống. Loại này đế quân kiếm ngục, liền xem như đối phương trưởng bối, rất có thể đều không cách nào trừ rơi, bởi vì một khi cường lực phá hư. Đế quân kiếm ngục liền sẽ tự mình chém giết ký chủ. Lý Thiên Mệnh trong đầu mạch suy nghĩ, dần dần rõ ràng. Những thứ này không phải suy đoán, mà là tại nếm thử bên trong, Đông Hoàng Kiếm nói cho hắn biết đáp án. Lợi hại, đây tuyệt đối là kinh khủng phong cấm chi pháp. Một kiếm phía dưới, chỉ cần đế quân kiếm ngục cắm vào thành công, liền có thể làm cho đối phương biến thành phế nhân, sinh tử từ chính mình trưởng khống. Quả thực so đế vực kiếm hoàng kết giới còn đáng sợ hơn. Thật không hổ là tầng thứ tư cửa lớn năng lực. Lý Thiên Mệnh có chút mừng rỡ. Thậm chí, hắn ngồi xuống, đi lĩnh hội cái kia tầng thứ tư cửa lớn màu đen phía trên màu đen thiên văn. Đông Hoàng Kiếm phía trên, có căn bản nhất đế hoàng thiên ý con đường. Những ngày này văn sinh ra, có thể nhanh nhất phong phú ta đế hoàng thiên ý. Trạm tinh cổ lộ lại khổ tu mấy ngày. Lý Thiên Mệnh phát hiện, tầng thứ tư cửa lớn thiên văn hiệu quả, vô cùng lợi hại. Nó cùng tầng thứ ba cửa lớn sâu kim sắc thiên văn, tạo thành bổ sung, cái này dẫn đến Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý trưởng thành, đột nhiên tăng mạnh.
Một lúc lâu sau, ông, cảnh giới của bọn hắn, tại Đông Hoàng cảnh tầng thứ tư cửa lớn, cùng Trạm Tinh Cổ Lộ Phồn Tinh Thiên Ý quán thâu phía dưới, thành công đột phá. Cổ Thánh cảnh, tầng thứ năm. Một tháng, ba trọng cảnh giới, so ta quy nhất cảnh thời điểm nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh vô cùng khát vọng thực lực gia tăng. Bây giờ được hết thảy, đều là hắn vất vả tu hành hồi báo. Hắn so với ai khác đều xuất chúng, lại so với ai khác đều nỗ lực. Không có cách, hắn có yêu người, hắn cô dám lười biếng. Tu hành là một kiện rất khô khan sự tình, nhất là lĩnh hội thiên ý, rất dễ dàng lộn xộn, hỗn loạn, hoa mắt váng đầu, quá trình này là cái dày vò. Nhưng một khi đột phá, sảng khoái tinh thần. Công phu không phụ lòng người, ông trời đền bù cho người cần cù, vĩnh viễn không có điểm dừng. Giống như hấp thu thiên kiếp kiếm khí như thế, thời khắc nói với chính mình, lại đến một đạo. Cho tới bây giờ, hắn đã có 150 đạo thiên kiếp kiếm khí, uy lực của nó cũng tương đương đáng sợ. Lý Thiên Mệnh rốt cục cười. Hiện tại ta, rốt cục có tư cách, tại phồn tinh chiến trường phía trên, làm cái này tinh không bên trong, lớn nhất lập lòe cái ngôi sao kia. Cổ thánh kim thân đã mở ra, lần này cảnh giới đột phá, huỳnh hỏa bọn họ ba cái nhục thân, lại thành công dài. Hắn chính hoan hỉ đâu, kết quả kiếm lăng thần bên người, cái kia bốn cái chị nuôi, sắc mặt giống như có chút đen. Thế nào đây là, Lý Thiên Mệnh hỏi, có phải hay không lăng thần xuất quỹ? Ta giúp các ngươi đánh hắn. Ngươi đánh rắm, ta chờ ngươi các loại phiền, lăng thần không có ý tứ nói, ta tới nói, chúng ta hối hận mang lên ngươi. Kiếm Lưu Dương nghiêm mặt nói. Đừng như vậy a, cũng không phải vội vàng đi đầu thai, gấp cái gì. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Làm sao không vội, lăng thần đều sắp bị hạng tư đuổi kịp, Kiếm Nghê Thường nói. A, cái này đều tại ta, đi, ta làm xong, hiện tại bắt đầu, lại tu luyện. Ta là chó. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khiến người ta khổ đợi xác thực không thích hợp, huống chi là để nữ hài tử chờ. Đây chính là ngươi nói a. Đúng đúng. Kiếm lăng thần lúc này mới thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ nói. Huynh đệ, kéo ngươi một cái không dễ dàng, chúng ta vốn là dự định mấy ngày nay, tìm thêm mấy cái người trợ giúp, kết quả, đều xem ngươi tu luyện. Ha ha, không có việc gì, ta một cái đỉnh 100 cái. Lý Thiên Mệnh nói. Phốc phốc. Các nàng bốn cái đều cười. Khoác lác, Kiếm Y Nỉ nói. Đi một chút, xuất phát. Có thể tính đạp vào hành trình, đếm ngược ba ngày bắt đầu, bọn họ vẫn rất hưng phấn. Tiếp đó, dựa vào tinh nguyên kết giới, rất dễ dàng đều có thể đụng tới những người khác, hiện tại là đại hỗn chiến bắt đầu, phải nhanh vào cuộc. Chúng ta năm cái thiên nguyên đệ tử, toàn lực trợ giúp lăng thần, nói không chừng có thể đuổi kịp Hiên Viên Mộc Tuyết. Đúng, nàng chỉ có một cái. Nàng chướng đến không vui, mau đuổi theo. Phồn tinh bảng con số thời khắc đều đang nhảy nhót, quả nhiên kích thích rất nhiều. Nửa canh giờ về sau. Bọn họ sáu cái tinh nguyên kết giới, đều có động tính, tinh quang hội tụ trên ngón tay phía trên, dẫn động ngón tay, chỉ hướng một cái phương hướng. Bên kia, giống như có bảy người. Nhanh lên, các nàng bốn cái, tối thiểu có ba tính cách cuống cuồng, vừa khóa chặt phương hướng. Liền trực tiếp đuổi theo. Rất hiển nhiên, đối phương cũng sẽ phát hiện bọn họ. Song phương đội ngũ tại lẫn nhau tới gần. Lấy bọn họ năm cái thiên nguyên đệ tử thực lực, tại phồn tinh chiến trường phía trên, đoán chừng không có gì đối thủ. Lại chơi hai ngày, các loại ngày cuối cùng, phương tinh khuyết cùng Hiên Viên Mộc Tuyết vị trí bại lộ, là có thể. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn không thể nào gấp. Hắn xa xa theo ở phía sau. Còn đang nghiên cứu Đông Hoàng kiếm phía trên kiếm hình thiên văn. Đúng vào lúc này, chạy, Lý Thiên Mệnh chợt nghe Kiếm Lăng Thần kinh hô một tiếng. Muốn chạy, một cái đều chạy không được, một cái lạnh lẽo thanh âm nam tử truyền đến. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Ai có thể đem Thái Ất kiếm tộc năm cái đệ tử hạch tâm hoảng sợ chạy? Ngoại trừ Phương Tinh khuyết cái kia vài trăm người đội ngũ, sẽ không còn có đi. Huynh đệ, rút lui trước, xong đời. Kiếm lăng thần nhanh như chớp đi vào trước mắt, thần sắc khẩn cấp nói. Đều tại ngươi, cái gì vận khí a đây là, hắn mấy cái người tỉ tỉ, sắc mặt càng khó coi hơn. Có ý tứ gì, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối diện là Độc Cô Tấn đệ tử, bảy cái đều tại. Kiếm lăng thần buồn bực nói. Lý Thiên Mệnh sau khi nghe xong, cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Bởi vì, hắn căn bản không biết Độc Cô Tấn là ai a. Hắn bảy người đệ tử. Rất nổi danh sao?
thì cái này nghi ngờ trong nháy mắt, Kiếm Lăng Thần cùng hắn bốn cái chị nuôi, thì theo bên cạnh hắn lướt qua đi, chạy ra thật xa. Thế mà, Lý Thiên Mệnh còn đứng tại chỗ. Theo tinh nguyên kết giới động tĩnh đến xem, đối phương kẻ theo dõi đang ở trước mắt, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bảy cái thiên nguyên đệ tử truy đuổi mà đến. Bảy người này khí thế dồi dào, uy hiếp lực rất mạnh, sinh tử kiếp cảnh tốc độ một cái chớp mắt lấp lóe, nhanh như lôi đình, tại bọn họ bôn tẩu ở giữa, mặt đất cát bay đá chạy, thậm chí rạn nứt. Lý Thiên Mệnh, Kiếm Lăng Thần nhìn lại, nhất thời sầu mi khổ kiểm, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã bị người bao vây. Lăng Thần, đi mau, đừng để ý tới hắn. Vừa tốt dùng hắn đến bọc hậu, hắn có tôn thần che chở không chết được. Kiếm Nghê Thường cuống cuồng nói. Không thành a, nói tốt liên thủ, chính ta chạy, không phù hợp chúng ta kiếm sĩ tốt đẹp truyền thống. Kiếm Lăng Thần cắn răng, quay đầu trở về. Người cái này ngốc thiếu, tỷ tỷ bị ngươi làm tức chết. Các nàng bốn cái liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn. Sớm biết không cho hắn đeo cái này vào Lý Thiên Mệnh, ai nha đau đầu muốn chết. Mau trở về. Sau đó, các nàng khẩn cấp trở về. Lý Thiên Mệnh, người không biết chạy a? Kiếm Lưu Dương tức giận đến đều muốn rút tóc của hắn. Chạy cọng lông, cái này không tiễn phân tới rồi sao? Ta đoán bọn họ tối thiểu đều là phồn tinh bảng 20 vị trí đầu, toàn bộ cầm xuống, chúng ta liền phát. Lý Thiên Mệnh cùng đối phương bảy người ánh mắt va chạm, kích lan ra sao hỏa. Cái kia bảy người đệ tử chậm rãi tản ra, tạo thành càng lớn vòng vây, triệt để vây chết bọn họ 6 cái. Thậm chí, bọn họ cộng sinh thú, cũng nhất nhất xuất hiện. Song phương trên thân đều có đại lượng điểm số, nuốt vào đối phương, thì nắm giữ cùng bảng nhất bảng 2 so sánh tư cách. Trận này tao ngộ, trực tiếp thành nhị nguyên chiến trường phía trên tiêu điểm. Trạm tinh điện thậm chí đem bọn hắn 13 người, mỗi người thị giác đều hiện ra đi ra, trong lúc nhất thời, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ nhị nguyên chiến trường chú ý. Loại tình huống này, bọn họ nhất định sẽ đánh, người thắng làm vua, người thua đào thải. Nhị nguyên chiến trường ồn ào lên, đây chính là 12 cái thiên nguyên đệ tử quyết đấu, trẻ tuổi như vậy thiên nguyên đệ tử, tương lai nhất định là muốn nhất phi trùng thiên người. Thú vị, một phe là Độc Cô Kiếp lão đệ tử. Một phương khác là Thái Ất Kiếm Tộc Hạch Tâm. Kiếm Thần Trung cùng Kiếm Mộ Cổ, mặc dù là Thái Ất Kiếm Tộc đệ con, nhưng là xuất sinh không cao, thiên phú cao lại không cơ hội biểu hiện, bọn họ để Độc Cô Kiếp lão coi trọng, nghịch thiên quật khởi, trong lòng đối Kiếm Lăng Thần loại này chính thống, khẳng định rất có bất mãn. Bọn họ đã sớm muốn tại Kiếm Lăng Thần trên thân, chứng minh chính mình. Nhanh đánh lên, Kiếm Lăng Thần phần thắng quá thấp, chẳng những thiếu một người, mà lại Lý Thiên Mệnh. Còn không phải thiên nguyên đệ tử. Kiếm Lăng Thần so Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Trung cùng Kiếm Mộ Cổ hai huynh đệ nhỏ 2 tuổi, trước mắt cảnh giới giống nhau, hắn thiên phú cố nhiên cao một chút, nhưng bây giờ rất ăn thiệt thòi. Mà lại bên cạnh hắn đều là nữ. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Thái Ất Kiếm Tộc các hạch tâm đệ tử, xác thực bị áp lực cực lớn. Không có biện pháp, liều chết nhất chiến, không lưu tiếc nuối, muốn cầm xuống ta điểm số, không dễ dàng như vậy. Kiếm Lăng Thần cắn răng nói. Ha ha. Ở trước mặt hắn cười lạnh, là một đôi song sinh huynh đệ. Bọn họ dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, da thịt một cái lại hắc, một cái thiên bạch, mũi ưng 10 phần cứng chắc, ngón tay cũng phá lệ to dài, phủ đầy vết chai, xem xét chính là ý chí lực rất mạnh, phá lệ khắc khổ người. Cùng bọn hắn so sánh, Kiếm Lăng Thần xác thực giống như là cà lơ phất phơ công tử nhà giàu. Hai vị này chính là Kiếm Thần Trung cùng Kiếm Mộ Cổ. Bọn họ trước kia không gọi danh tự, đây là Độc Cô Tẫn cho mới lấy tên. Vũ Thác Sư Huynh, Kiếm Lăng Thần giao cho chúng ta huynh đệ, hắn dù sao thứ ba, là chúng ta Thái Ất Kiếm Tộc 20 tuổi lấy phía dưới đệ nhất thiên tài, bốn kiếm thiên phú, chúng ta những thứ này vô danh tiểu tốt, muốn khiêu chiến một chút thiên tài. Da thịt hơi trắng Kiếm Lăng Thần nói. Các ngươi ngược lại là thông minh, bọn họ điểm số, trên cơ bản đều tại Kiếm Lăng Thần trên thân. Người nói chuyện cũng là Hiên Viên Vũ Thác, Hiên Viên Vũ Thác là cái này bảy người đệ tử thủ lĩnh, đây là một cái vóc người khôi ngô, hình thể thô to, chỉ ít có 2 mét trở lên thanh niên, hắn cả người đầy cơ bắp, một đầu màu đỏ sậm tóc rối bời, hắn chỗ mi tâm có một khỏa lửa mắt dọc màu đỏ, cho thấy hắn tam nhãn chân long mạch thân phận. Sư huynh, mời lý giải một chút, kỳ thật chúng ta muốn, chỉ là tại Thái Ất Kiếm Tộc chứng minh chính mình. Tiếp đó, huynh đệ chúng ta, toàn lực trợ giúp ngươi tranh đoạt đệ nhất. Làn da ngăm đen Kiếm Mộ Cổ nói, thanh âm của hắn khàn khàn, giọng hát trầm thấp, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Kiếm Lăng Thần,
trong ánh mắt cất giấu ghen tị và oán hận. Thành, lên đi, đem cái kia Lý Thiên Mệnh, lưu cho ta là được. Thiên Viên Vũ Thác ba con mắt, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, Vũ Phong là ta huynh đệ, hắn về việc tu hành tuy nhiên đồ ăn một chút, nhưng cũng là ta tam nhãn chân long mạch, ta phải để hắn nhắm mắt. Bọn họ còn có bốn cái sư đệ sư muội, đều không phải là tam đại thị tộc con cháu, có thể bị Độc Cô Tấn coi trọng, cũng nói rõ bọn họ là phổ thông xuất thân trong các đệ tử tuyệt thế kỳ tài. Thái cổ thần vực mấy trăm triệu người, có thể tại 20 trước trở thành thiên nguyên đệ tử, thật là không có mấy cái. Lên! Kiếm thần chung cùng kiếm mộ cổ, để mắt tới phồn tinh bảng thứ ba kiếm lăng thần. Hắn bốn người tỉ tỉ ngược lại là cản ở phía trước, che chở kiếm lăng thần, nhưng đối diện người càng nhiều, cái kia còn lại bốn cái Độc Cô Tấn đệ tử, một người để mắt tới một cái, trực tiếp đè lên, đem kiếm nghề thường các nàng bốn cái bước đi, để kiếm thần chung huynh đệ có thể vây công kiếm lăng thần, thân thủ đoạt được hắn điểm số. Các ngươi hai cái tiện đồ, ăn cây táo rào cây sung. Kiếm nghề thường nổi giận mắng, nàng tức giận đến toàn thân phát run. Cái gì ăn cây táo rào cây sung? Thái ất kiếm tộc cho qua chúng ta cái gì không? Kiếm nghề thường, tứ nữ cùng hậu hạ một chồng, người không biết xấu hổ, cũng đừng chửi chúng ta. Người nào không biết, các người phụ mẫu trưởng bối, quỳ liếm kiếm vô phong. Kiếm mộ cổ trầm thấp cười lạnh. Người đánh giám, lăng thần so các người hai cái tạp chủng, ưu tú gấp một vạn lần. Kiếm y nỉ một bên chiến đấu, một bên sinh khí hô. Vậy liền để hắn chứng minh chính mình. Nhiều năm khổ tu, rốt cục chờ đến hôm nay. Tại vạn chúng trước mặt nghiền ép kiếm lăng thần, tránh thức ngẩng đầu lên, khó chịu sao. Ầm ầm, kiếm thần chung cùng kiếm mộ cổ vừa mới nói xong, tại chỗ thì chiến. Làm ba người bọn họ cộng sinh thú xuất hiện thời điểm, Lý Thiên Mệnh rốt cục nhìn đến, trong truyền thuyết Thái ất kiếm tộc kiếm thú. Như thế nào kiếm thú? Kiếm thú, chính là cộng sinh thú một loại đặc thù biến hóa, đây là Thái ất kiếm tộc đỉnh phong thiên phú mang tới kỳ diệu, tại Thái ất kiếm tộc đệ con 15 tuổi thời điểm. Có bộ phận cộng sinh thú có thể giác tỉnh, kiếm thú, huyết mạch, trở thành kiếm thú. Thái ất kiếm tộc, kiếm thú thiên phú, thí dụ như nói bốn kiếm thiên phú, chỉ cũng là kiếm thú số lượng. Nắm giữ ba cái cộng sinh thú, không tính, ba kiếm thiên phú, nhưng nếu là toàn bộ chuyển hóa làm kiếm thú, cái kia chính là ba kiếm thiên phú. Kiếm thần chung cùng kiếm mộ cổ, đều nắm giữ ba đầu cộng sinh thú, bọn họ là biên giới huyết mạch, nắm giữ kiếm thú thiên phú khả năng rất thấp, chỉ khi nào giác tỉnh. Trực tiếp xoay người. Kiếm thú mạnh, ở chỗ có thể chuyển hóa làm kiếm thú linh thể, có thể lấy kỳ diệu chi biến, dung nhập ngự thú sư binh khí, tuy nhiên giảm bớt chiến đấu cá thể, nhưng lại đạt được hợp 2 làm 1, thậm chí hợp 3 làm 1, hợp 5 làm 1 hiệu quả, ngự thú sư chiến lực tăng cường rất nhiều. So như lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn đến chính là kiếm thần chung cùng kiếm mộ cổ bên người, phân biệt có 3 đầu to lớn cộng sinh thú. Kiếm thần chung bên cạnh đó là ba đầu hùng tráng kim sắc tê giác, toàn thân hoàng kim, cương mãnh thô bạo, cái này muốn là vọt lên đến, tuyệt đối núi lở đất nứt. Kiếm mộ cổ bên cạnh, đó là ba đầu ngân sắc con voi, đồng dạng to lớn, thô bạo, nắm giữ hơn 310 điểm sao. Mà lúc này, ba đầu tê giác, hóa thành kim sắc quang hoa, dung nhập kiếm thần chung trong tay kiếp khí cự kiếm bên trong. Ba đầu ngân sắc con voi, thì dung nhập kiếm mộ cổ trường kiếm bên trong. Ông! Hai thanh kiếm này, hội tụ ba đầu cộng sinh thú lực lượng cùng ý chí, cùng ngự thú sư phối hợp, lực lượng liên hệ, để hai người này chiến lực, tuyệt đối vượt qua phổ thông đối thủ. Cái này trên cơ bản, tương đương với cộng sinh thú cùng ngự thú sư hợp thể. Kiếm lăng thần bốn kiếm thiên phú. Lý Thiên Mệnh trừng mắt xem xét. Quả nhiên, cái kia kiếm lăng thần bên người, có bốn cái kỳ lân cộng sinh thú, mỗi một cái đều có hơn 340 điểm sao, phân biệt có màu đỏ thắm. Màu xanh sẫm, thủy lam sắc cùng màu tím sậm bốn loại nhan sắc, xem ra thuộc tính còn không giống nhau. Tứ sinh ngự thú sư. Hắn nghe nói chín đại thần vực, có tứ sinh ngự thú sư tồn tại, không nghĩ tới, kiếm lăng thần, cũng là tứ sinh ngự thú sư. Bốn kiếm thiên phú. Tại Lý Thiên Mệnh chú ý bên trong, cái kia bốn đầu kỳ lân cộng sinh thú, hóa thành kiếm thú linh thể, dung nhập kiếm lăng thần trường kiếm trong tay bên trong, khí thế của hắn chi dồi dào. Trong lúc nhất thời siêu việt đối phương hai người, trách không được đều là nhất trọng sinh kiếp cảnh giới, đối phương lại muốn vây công. Kiếm thú là Thái ất kiếm tộc mạnh nhất thiên phú, cái kia bốn cái cô nương thân phận không thấp, đều không có bực này thiên phú. Tại Lý Thiên Mệnh cảm khái kiếm thú thần kỳ thời điểm, năm cái chiến trường, đều đã triển khai quyết đấu.
cộng sinh thú huyền diệu rất nhiều, thậm chí còn có thực vật hệ cộng sinh thú tồn tại, chín đại thần vực mỗi người có mỗi người đặc điểm, tại kiến thức phương diện, ta tính toán ếch ngồi đáy giếng. Lý Thiên Mệnh tâm đạo. Điều này nói rõ, huynh hỏa bọn họ, thậm chí còn lại thái cổ hỗn độn cự thú trứng, cũng có khả năng sẽ có thần kỳ biến hóa. Nói thí dụ như, tiểu tứ tuyệt đối là hiếm thấy thực vật hệ cộng sinh thú. Rầm rầm rầm. Ba cái kiếm thú thiên phú thiếu niên, kịch chiến lên 10 phần kịch liệt, kiếm khí mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh vì để tránh cho bị ngộ thương, chỉ có thể lóe xa một chút. Lý Thiên Mệnh. Phía trước một cái khôi ngô thanh niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, mi tâm ánh mắt, đang thiêu đốt liệt hỏa. Không phải đâu, ta thì một cái nho nhỏ cổ thánh cảnh, các ngươi đem địch quân lão đại lưu cho ta. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Dạng này không tốt sao, làm cho ta động tới ngươi, tính toán mặt mũi ngươi lớn. Thiên Viên Vũ Thác nói. Ngươi không biết ta là ai. Ta biết, ngươi là tôn thần mang về đệ tử. Thiên Viên Vũ Thác nói. Sau đó thì sao? Thái cổ thần tông là công bằng, dùng thực lực đến nói chuyện đi. Tựa như ngươi cùng Vũ Phong làm như thế. Thiên Viên Vũ Thác nói. Thành, ngươi đầy đủ trực tiếp, tới đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Viên Vũ Thác hướng bước về phía trước một bước, hai đầu to lớn màu đỏ thắm thần long, ở tại bên người xuất hiện. Đó là hai đầu, khuê hỏa cự ma giác long, mỗi một đầu thần long phía trên, đều có một cái tiêm giác, bọn họ hình thể thô to, lực lượng bạo dạp, vảy rồng cẩn trọng, xem xét lại là cận chiến sáp lá cả chi long, huyết tinh hung sát. Tại bọn họ trung gian, Thiên Viên Vũ Thác, toàn thân vảy rồng bao trùm, đã thành một cái màu đỏ thắm long nhân, khí huyết ngút trời. Lại là bọn họ tam nhãn chân long mạch luyện thể chiến quyết. Thiên Viên Vũ Thác lấy trung gian mắt dọc làm trung tâm, toàn thân ngọn lửa màu đỏ thắm hình dáng vảy rồng, cái kia lân phiến cẩn trọng thô to, thậm chí ngay cả hắn thủ trưởng, đều biến đến có chút giống là long chảo, đạt đến Lý Thiên Mệnh hắc ám cánh tay như thế hiệu quả. Đây là, hỏa mệnh long nhân quyết. Bọn họ cái này con mắt thứ ba, là, long nhân biến, căn cơ, đủ mạnh mềm dai cường hãn, có thể tu hành nhãn thuật. Nhãn thuật cũng là một loại đặc thù loại hình chiến quyết, tu luyện được làm, tuyệt đối tương đương cường thế. Biến hóa thành, hỏa mệnh long nhân, về sau, Thiên Viên Vũ Thác nhục thân đã tương đương cường hãn, liền thân cao đều đạt đến 2m5 trở lên, toàn thân đau thương bất nhập, đầu rồng thô bạo mà dữ tợn, thế nhưng ba con mắt bên trong để lộ ra ánh mắt, kỳ thật rất tỉnh táo. Thái cổ Hiên Viên Thị, không hổ là một cái duy nhất thái cổ thị tộc. Tam nhãn chân long mạch đệ tử, cho dù là Hiên Viên Vũ Phong, cảm giác cùng người của phương gia cũng khác nhau. Đây là Lý Thiên Mệnh quan sát kết quả. Trong lòng bọn họ đồ vật, rất dày nặng. Giống như cái này Hiên Viên Vũ Thác cộng sinh thú thần long, tuy nhiên thô to, ngoại hình lỗ mãng, ánh mắt thiêu đốt lửa giận, có thể ánh mắt kia thâm trầm như biển, không vội không giận, có vô tận uy áp, chân áp tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Cái này hai đầu, khuê hỏa cự ma giác long, đều có hơn 330 ngôi sao, cùng Miêu Miêu Lam Hoang, cùng thuộc, tam giai sinh tử kiếp thú, chênh lệch đã lớn đến không tính được. Càng mấu chốt là, bọn họ đều là chân chính sinh tử kiếp thú, bọn chúng thánh thú mệnh tuyền, đã phân ra hai bộ phận, một cái mà sống chi mệnh tuyền, một cái vì chết chi mệnh tuyền. Trước mắt nhất trọng sinh kiếp bọn họ, chỉ có sinh chi mệnh tuyền, có, một tầng kiếp vòng. Cái kia dồi dào, tràn đầy, sinh sôi không ngừng sinh kiếp chi lực, siêu việt cổ chi thánh nguyên tầng thứ, hắn liên tục không ngừng tiếp tục lực sát thương, là sinh tử kiếp thú cường thịnh căn bản. Không chỉ là cộng sinh thú, cái này nhất trọng sinh kiếp Hiên Viên Vũ Thác, đồng dạng mệnh tuyển phân sinh tử, sinh chi mệnh tuyển bên trên có, một tầng kiếp vòng. Sinh tử chiến quyết, chính là vì sinh tử kiếp lực mà sáng tạo, có sinh kiếp chi lực, tự nhiên lại càng dễ bộc phát ra, sinh tử chiến quyết, uy lực mạnh nhất. Thiên Viên Vũ Thác, ngươi là ta đụng phải, cái thứ nhất sinh tử kiếp cảnh đối thủ. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được hắn sinh kiếp chi lực dồi dào, cái này cùng phương thần ngự gà mở sinh kiếp chi lực, không là một loại khái niệm. Ngươi suy nghĩ nhiều, đã định trước bị ta nghiền ép người, không xứng gọi đối thủ của ta. Thiên Viên Vũ Thác thanh âm 10 phần hùng hậu, tại lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cái huyết sắc lang nha bổng. Xác thực nói, cái này không gọi lang nha bổng, mà chính là răng rồng tốt. Cái này một cái răng rồng tốt phía trên, gai nhọn trải rộng, kiên cường mà hung mãnh, có dọa người đánh vào thị giác lực, trên đó hỏa diễm đốt cháy, loại kia thiêu đốt hỏa diễm, hiển nhiên là kiếp văn linh tai. Tuyệt mệnh long nha, bốn đầu kiếp văn kiếp khí. Ngươi thì sao? Thiên Viên Vũ Thác theo dõi hắn Đông Hoàng kiếm hỏi.
Ngươi không xứng biết, Lý Thiên Mệnh dùng hắn vừa mới ngữ khí nói ra. Có ý tứ. Hiên Viên Vũ Thác một tay mang theo cái kia răng rồng trải rộng hỏa diễm gậy gộc, kéo tại trên mặt đất, ba con mắt lửa cháy bừng bừng đốt cháy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, tại nhị nguyên chiến trường vạn chúng chú mục bên trong, đột nhiên xông về Lý Thiên Mệnh, kỳ uy thế quả thực như ngập trời cự thú, trong lúc hành tẩu, khắp nơi oanh minh. Sớm tại khai chiến trước đó, Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, một cái liệt diễm tiểu phượng hoàng cùng một cái màu đen mèo con, đã sớm nằm sấp ở phía trên. Bọn chúng hình thể tuy nhiên tiểu, có thể trong mắt điểm sao, đã sớm kinh hãi bạo toàn trường. Ầm ầm. Tại cái kia hai đầu thần long một trái một phải vào tới thời điểm, Lam Hoang lao nhanh mà ra, nó một người hình thể, so đối diện hai đầu long đều lớn. Giống. Bắt đầu trước lập khí thế, Lam Hoang hồng mông âm ba phóng một cái, chấn nơi rất xa kiếm lăng thần, lỗ tai đều đang run rẩy. Kiếm lăng thần lấy một địch hai, khá khó khăn, làm hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh bị Hiên Viên Vũ Thác để mắt tới, càng là cuống cuồng. Nhưng, hắn không thể không bội phục Lý Thiên Mệnh chiến đấu dũng khí. Bởi vì sinh tử kiếp lực tồn tại, cổ thánh cảnh rất khó vượt đại cảnh giới, cùng chân chính sinh tử kiếp cảnh giao phong a. Trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lam Hoàng đã thi triển thần thông, hồng mông ma bàn. Rầm rập, trầm uyên chiến trường trên mặt đất, vô số nham thạch đất đai nứt toác, cấp tốc ngưng tụ tại Lam Hoàng trên thân, Lam Hoàng đem thân thể quyển cùng một chỗ, đem phần lưng chín tầng quỳ núi lộ ở bên ngoài, tạo thành một cái mang theo gai nhọn ma bàn. Dạng này hồng mông ma bàn, mang theo đá vụn cùng bùn đất, đột nhiên đánh tới hai đầu khuê hỏa cự ma giác long. Oanh! Cái kia hai đầu thần long ỉ vào đối chính mình thân thể tự tin, cứ thế mà tới chặn Lam Hoang, kết quả một tiếng oanh minh chấn động, bọn họ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Ầm! Hai đầu hỏa diễm thần long, đập vào trên một ngọn núi. Bọn họ rơi thất điên bát đảo, trên vảy rồng bị Lam Hoang đâm ra rất nhiều máu dấu vết, trong cơn giận dữ, điên cuồng phun lửa, hình thành mãnh liệt hỏa diễm lồng giam. Ông! Lam Hoang thi triển trạm Lam Hải Ngục, đang tránh né hỏa diễm thần thông đồng thời, đem đối phương kéo vào trong nước. Bất quá, đối phương xác thực rất mạnh, nó chỉ kéo lại một đầu. Một đầu khác khuê hỏa cự ma giác long vừa bay lên lúc nào tới, mặt bên sấm sét vang dội. Một đầu hình dáng như sư hổ báo màu đen cự thú đánh thẳng tới, cửu trọng hỗn độn lôi giới phía trên hỗn độn thiên kiếp, ầm vang nện ở hắn trên thân. Giống. Cái này khuê hỏa cự ma giác long da dày thịt béo, có thể đối mặt miêu miêu loại này vạn điện cực dự trữ lôi đình bạo phát, vẫn bị oanh đến toàn thân cháy đen, miệng sùi bọt mép. Hắn cộng sinh thú, đều là cổ thánh thú, sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Nghe nói hắn vừa thành cổ thánh cảnh không lâu, người lại nghịch thiên, cũng không thể cường thành như vậy đi. Vậy mà cùng khuê hỏa cự ma giác long đơn đấu, quá hung mãnh, đây rốt cuộc là cái gì cộng sinh thú? Vốn là nhị nguyên chiến trường người, đều tại chú ý kiếm lăng thần lấy một địch hai, có thể Lam Hoang vừa ra tới trực tiếp đoạt hí, đưa tới rất nhiều tán thưởng. Hiên Viên Vũ Thác một người, tại đối phó Lý Thiên Mệnh cùng cái kia chim. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa một trái một phải, vây công Hiên Viên Vũ Thác. Ta hiện tại quá mạnh, cũng không biết chọn thủ đoạn gì công kích ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiếp tục thổi, Hiên Viên Vũ Thác phùng lấy tuyệt mệnh long nha, thi triển sinh kiếp chiến quyết, quần long oanh thiên quyết, thẳng thắn thoải mái, kiếp khí nơi tay, như ngàn vạn thần long tụ tập, chen chúc mà đến, bạo lực vang trời. Tại xuất thủ thời điểm, hắn chỗ mi tâm con mắt thứ ba, ngay tại nổ bắn ra lấy chướng mắt hồng quang, cái này hồng quang rõ ràng là một loại nhãn thuật, mang theo thiêu đốt thần hồn hiệu quả. Đây là Hiên Viên Vũ Thác song trọng công kích, tăng thêm luyện thể chiến quyết cường hãn, hắn cơ bản đánh đâu thắng đó. Phồn tinh chiến trường phía trên tất cả thiên nguyên đệ tử, hắn chí ít bài danh trước năm. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh thức hải, có thần hồn tháp tọa chấn, cái này thiêu đốt linh hồn nhãn thuật, căn bản vô hiệu. Kể từ đó, Hiên Viên Vũ Thác công kích, uy lực giảm nhiều, mà chính hắn lại không tự biết. Thôi, vậy ngươi chuẩn bị tốt. Phồn tinh kết giới tinh quang thiểm diệu phía dưới, Lý Thiên Mệnh tóc trắng có được chói lọi sắc thái, hắn hai tay nắm ở cái kia đông hoàng kiếm, trong lúc nhất thời, hơn 150 thiên kiếp kiếm khí, tại cái này trên thân kiếm bão táp. Thiên kiếp kiếm thể, toàn lực một kiếm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên huy kiếm, cái kia đông hoàng kiếm cùng tuyệt mệnh long nha va chạm, thiên kiếp kiếm khí toàn bộ bạo phát. Lý Thiên Mệnh thi triển, chỉ là rất phổ thông thần tiêu kiếm quyết. Nhưng là... Thiên kiếp kiếm khí uy lực kinh khủng,
trực tiếp xuyên thấu Hiên Viên Vũ Thác sinh kiếp chi lực, liên tục chấn động 3 lần tuyệt mệnh long nha, đánh cho Hiên Viên Vũ Thác đầy tay là huyết. Đương đương đương. Chói tai 3 tiếng kim loại tiếng ma sát âm chấn động, Lý Thiên Mệnh so sánh Hiên Viên Vũ Thác, xem ra rất nhỏ, nhưng hắn mới thật sự là uy mãnh cự thú, liên tục 3 kiếm, đem Hiên Viên Vũ Thác chấn động bay ra, trực tiếp lùi lại vài trăm mét. Xem kiếm. Sau lưng truyền đến khiến người ta dùng mình thanh âm. Một cái cộng sinh thú, đối với ta dùng kiếm pháp. Hiên Viên Vũ Thác khẽ giật mình. Hắn quay người một quyền đánh ra, uy lực của một quyền này, không khí từng trận nổ tung, nhất quyền như thanh long xuất động, sinh kiếp chi lực bạo phát. Tuổi trẻ. Huỳnh Hỏa khặc khặc cười một tiếng. 100 đạo thiên kiếp kiếm khí, tăng thêm xuyên thấu cực mạnh thông thiên cương khí, lại thêm nó gà mở lục đạo sinh tử kiếm. Ba đại uy lực điệp ra, nó cái kia nhỏ bé cánh, xé rách Hiên Viên Vũ Thác sinh kiếp chi lực, trực tiếp đâm vào hắn trên ngón tay. A! Hiên Viên Vũ Thác đau kêu một tiếng, tay cầm giống như là bị đinh sắt đâm xuyên qua một dạng, vảy rồng đều bị nổ tung, nửa cái tay đều tại phun huyết. Ăn ta ngụm nước. Huỳnh Hỏa đột nhiên phun một cái, thần thông chiến quyết song tu chuyển đổi, chính là nó mạnh nhất chỗ, một đạo lục đạo hỏa liên oanh ra, toàn bộ đập vào Hiên Viên Vũ Thác trên thân, liên tục 6 lần, nện đến Hiên Viên Vũ Thác toàn thân cháy đen, nơi nào còn có hỏa mệnh long nhân dáng vẻ. Ngươi quá cùi bắp. Đáng sợ nhất là, phía sau của hắn truyền đến một cái tiếc nuối thanh âm. Ngươi đánh giám, Hiên Viên Vũ Thác tâm tình chấn động, trong lòng đã dùng mình, bị thương to lớn. Hắn tại gấp trong lúc cấp bách, thu hồi tuyệt mệnh long nha, quay người quét ngang, như thần long bãi vĩ, sinh kiếp chi lực bao phủ, hóa thành long ảnh. Hiên Viên Vũ Thác, là ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm một chém. Loảng xoảng. Tuyệt mệnh long nha bị bổ gãy mất mấy chục cây răng rồng, một mặt cơ hồ bị san bằng. Binh khí tuột tay. Lý Thiên Mệnh trở tay một kiếm, đâm vào Hiên Viên Vũ Thác trên bụng. Phốc phốc. Thân kiếm vừa mới vào đi không đến 2 cm, tinh nguyên kết giới xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tinh quang thiểm diệu, toàn trường chấn động. Cái này mang ý nghĩa, Hiên Viên Vũ Thác chiến bại, Lý Thiên Mệnh đánh bại sinh tử kiếp cảnh, mà một ngày này khoảng cách minh hội chiến, vẻn vẹn chỉ có một tháng. Nhị nguyên chiến trường phía trên, 80% người đều đứng lên, nhìn lấy Hiên Viên Vũ Thác tinh nguyên kết giới xuất hiện. Bọn họ nhìn đến, Hiên Viên Vũ Thác biểu lộ ngốc trệ. Đứng tại tinh nguyên trong kết giới, hai tay còn đang rỉ máu. Trong ánh mắt của hắn, xuất hiện tia thứ nhất kính sợ. Hắn bị bại quá nhanh, tâm lý thực đang khó chịu. Hắn cũng không biết điều này có ý vị gì, kịp phản ứng về sau, trong lòng của hắn phẫn nộ mà vội vàng sao động, phẫn nộ đập tinh nguyên kết giới, nói, ta không phục. Người bất quá là dựa vào nhiều một cái cộng sinh thú, đánh lén vây công ta, người không tính đánh bại ta. Lý Thiên Mệnh biểu hiện được quá dễ dàng, nhẹ nhàng như vậy thái độ, cùng mình mới miệt thị hắn, tạo thành tương phản to lớn. Đây là trong cuộc đời, như là như ác mộng thất bại. Ta thành toàn ngươi. Ngay tại Hiên Viên Vũ Thác lời nói âm vừa hạ xuống xong, Lý Thiên Mệnh lần nữa vào tới, trong tay Đông Hoàng kiếm lập lòe thiên kiếp kiếm khí quang mang, 150 đạo kiếm khí lao nhanh mà ra, trực tiếp chém vào tinh nguyên kết giới phía trên. Tinh nguyên kết giới phá nát. Hiên Viên Vũ Thác lăn bay ra ngoài, toàn thân là đất, tóc rối tung, vô cùng chật vật. Hắn đánh nát tinh nguyên kết giới, hắn có sinh tử kiếp cảnh chiến lực. Nói nhảm, không có sức chiến đấu cỡ này, thế nào đánh bại Hiên Viên Vũ Thác? Mọi người cau mày, kinh thán nghị luận thủy triều, hung mãnh bao phủ. Hiên Viên Vũ Thác vội vàng nhặt lên tuyệt mệnh long nha, có thể trên tay của hắn tràn đầy huyết. Giống giống. Hắn nhìn lại. Làm Huỳnh Hỏa đi trợ giúp Miêu Miêu cùng Lam Hoang thời điểm, cái kia hai đầu khuê hỏa cự ma giác long, liên tục bại lui, bị tại chỗ bạo ngược, máu me khắp người, chỉ có thể cuộn mình kêu thảm, tại ba đầu thái cổ hỗn độn cự thú trước mặt, run lẩy bẩy. Bọn họ là thật bị đánh sợ, hai đầu chiều cao 100 mét thần long, ôm ấp lấy giúp vào một chỗ, toàn thân vảy rồng tung bay, vô cùng thê thảm. Thấy cảnh này, Hiên Viên Vũ Thác cổ họng ngòn ngọt, một miệng nghịch huyết phun ra, cả người đã mềm yếu bất lực. Hắn vứt xuống tuyệt mệnh long nha, từ bỏ. Lý Thiên Mệnh, người lợi hại, ta phục, ta bỏ ra 19 năm cùng Hiên Viên Vũ Phong kéo ra chênh lệch, người một tháng liền đem chênh lệch đuổi kịp, còn đem ta ngược. Đời ta không có phục qua người nào, người thật sự là châu, thật không hổ là chúng ta Hiên Viên thị tôn thần xem trọng người. Ta phục, Hiên Viên Vũ Thác nghe răng trợn mắt,
một mặt thất bại nói ra câu nói này. Tính ngươi hiểu chuyện, bằng không, liền để ngươi nhấm nháp một chút ta thủ đoạn mới. Lý Thiên Mệnh mỉm cười cười nói. Hắn vốn là dự định, ở trên người hắn dùng một chút, đế quân kiếm ngục, nhưng đối phương dứt khoát đầu hàng, lại ngược hắn thì không thích hợp. Thiên viên vũ thác tinh nguyên kết giới tuy nhiên bị Lý Thiên Mệnh đánh vỡ, nhưng hắn vẫn thuộc về đào thải ra khỏi cục trạng thái, trạm tinh điện trưởng bối đã có người đi tới phụ cận, trực tiếp dùng điếu tinh can cuốn lấy hắn, bắt hắn cho kéo ra ngoài. Thật sự là giống như thần quật khởi tốc độ, nói hắn cũng là tôn thần chuyển thế, ta tin. Thiên viên vũ thác nghĩ tới đây, tâm lý cuối cùng dễ chịu một chút. Thua với dạng này người, tối thiểu không mất mặt. Không chỉ là hắn, hiện tại nhị nguyên chiến trường phía trên, vô số địa nguyên đệ tử, thiên nguyên đệ tử, còn có tông môn trưởng bối, cho đến nay, cái kia kinh ngạc biểu lộ vẫn không có biến mất. Vừa tới cổ thánh cảnh không lâu, đánh bại sinh tử kiếp. Hắn có phải hay không một mực có ẩn tàng cảnh giới bản sự a? Nếu không phải như thế, vậy liền thật đáng sợ. Các trưởng bối nói thế nào? Không biết, ta thần sư vừa mới còn ở nơi này, thiên viên vũ thác bị đánh bại về sau, hắn giống như đi lên, đoán chừng là cùng bằng hữu trò chuyện cái này Lý Thiên Mệnh. Thần, thật sự là thần, hắn đến cùng là cái gì xuất thân? Một trận chiến này rất nhanh kết thúc, nhưng lại để Lý Thiên Mệnh, tránh thức oanh động thái cổ thần tông. Một lần minh hội chiến quật khởi, kỳ thật không tính là gì, có thể tại phồn tinh chiến trường phía trên, lấy như thế tốc độ khủng khiếp, hoành không xuất thế, trực tiếp thành tông môn phong vân nhân vật, lúc này mới tính toán danh tiếng lên cao. Nhị nguyên chiến trường phía trên, quá nhiều kinh ngạc, hoài nghi, khó chịu, tán thưởng, suy nghĩ sâu xa ánh mắt. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lo nghĩ, là mình điểm số. Hiện tại là sau cùng hướng phân giai đoạn. Đánh bại hiên viên vũ thác. Đến cỡ nào châu? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, phồn tinh bảng phía trên, hắn bài danh trực tiếp tiêu thăng đến hạng tư, lập lòe toàn trường. Lý Thiên Mệnh, 951 phân. Thứ hạng này tăng vọt tốc độ, cũng là không có người nào. Lý Thiên Mệnh thưởng thức được ngon ngọt. Hắn nhìn lại, kiếm lăng thần bị cái kia thần trung mộ cổ huynh đệ, ép tới 10 phần chật vật, tràn ngập nguy hiểm, cho dù là bốn kiếm thiên phú, đều nhanh muốn không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Huynh đệ, để một cái đối thủ cho ta. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông tới. Lý Thiên Mệnh, người cắn thuốc, hung thành bộ dạng này. Tiểu đệ ta một mặt mơ hồ, kiếm lăng thần sớm đã dùng ánh mắt xéo qua, thấy được hắn chiến quả. Hắn hiện ở trong lòng bất ổn, thì cùng bồn chồn giống như, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đều có chút run rẩy, mặt cũng nhìn không được đỏ lên. Người khí huyết công tâm, đỏ mặt thành dạng này. Lý Thiên Mệnh cấp tốc mà đến. Không phải a, ta thẹn thùng. A, không phải, tiểu đệ ta bị ngươi dọa sợ. Kiếm lăng thần nói năng lộn xộn nói. Ngươi mau ngậm miệng, Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Bọn họ còn đang thoải mái trò chuyện, cái này có thể đem kiếm thần chung, kiếm mộ cổ chọc giận. Các ngươi thật đúng là đủ rồi, còn đem huynh đệ chúng ta để vào mắt sao. Kiếm thần chung giận quát to một tiếng. Thì ngươi, quay lại đây đưa phân. Lý Thiên Mệnh bá khí nhất chỉ. Ta làm chết ngươi, kiếm thần trung hô xong câu này, cùng kiếm mộ cổ liếc nhau một cái, xoay người chạy. Kêu rất hung, làm sao co cẳng liền chạy. Rất hiển nhiên, hiên viên vũ thác thảm bại, trong lòng bọn họ cũng luống cuống. Lưu được núi xanh, không được không có củi đốt. Lý Thiên Mệnh, chờ xem ai cười đến cuối cùng. Kiếm mộ cổ hung ác nói. Không chỉ là bọn hắn, liền độc cô tấn còn lại bốn người đệ tử, đều từ bỏ đối địch, tại chỗ chạy trốn. Hơn nữa, còn là hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Dạng này buồn cười biến hóa, cùng vừa mới khẩn trương cục thế bắt đầu so sánh, thực sự quá điên phúc. Độc cô tấn đệ tử, tại thái cổ thần tông đệ tử trong ấn tượng, cả đám đều rất cứng, có thể hiện tại bọn hắn toàn bộ, chiến lược rút lui, chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh đánh tan hiên viên vũ thác, cho bọn hắn nội tâm tạo thành trùng kích quá lớn. Muốn đi, hỏi qua ta meo sao? Lý Thiên Mệnh tốc độ cùng bọn hắn đại khái tương xứng, nhưng là Lý Thiên Mệnh có meo a. Hắn vẫy tay một cái, đế ma hỗn độn điện thiểm sấm sét mà đến, Lý Thiên Mệnh nhất chỉ, mục tiêu, kiếm thần trung. Bởi vì, kiếm thần trung điểm số cao, trước mắt bài danh thứ 5. Sớm tại Lý Thiên Mệnh trước đó, kiếm lăng thần thì truy đuổi kiếm mộ cổ mà đi. Một cái cũng đừng nghĩ chạy, Lý Thiên Mệnh hô câu này, đều đem bọn hắn dọa sợ. Hắn trước khống chế Miêu Miêu. Truy đuổi kiếm thần chung. Đem bọn hắn đều cuốn lấy.
Lý Thiên Mệnh phân phó nói. Giống như không có động tĩnh. Hắn nhìn lại, nhưng buồn bực nhìn đến, Kiếm Lăng Thần bốn cái chị nuôi, cũng không có truy đuổi các nàng ban đầu đối thủ. Các nàng đều đi theo Kiếm Lăng Thần bên cạnh, sợ hắn liền Kiếm Mộ Cổ đều không đối phó được, vậy mà năm người cùng một chỗ vây công. Thảo, Lý Thiên Mệnh không quản được nhiều người như vậy, đối phương tứ tán đào tẩu, không ai ngăn cản dây dưa, hắn chỉ có thể trước giải quyết Kiếm Thần Trung lại nói. Ngươi đừng đi. Đùng đùng, sao không dứt? Miêu miêu tốc độ nhanh đến khủng bố, cuồng phong bay múa bên trong, Lý Thiên Mệnh đuổi theo mà đến. Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi dựa vào cái gì nhằm vào ta? Kiếm Thần Trung nghiến răng nghiến lợi nói. Người nào nhằm vào ngươi, khác nâng lên chính mình, ta muốn ngươi điểm số. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Muốn không cho ta một cơ hội, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, giúp ngươi đối phó Phương Tinh Khuyết. Kiếm Thần Trung một bên chạy vừa nói. Ta không dùng được ngươi. Lý Thiên Mệnh điên cuồng đuổi theo mà đến, đã ngăn cản ở tại trước mắt. Lão tử không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a. Thật muốn liều mạng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Kiếm Thần Trung sắc mặt âm trầm nói. Đừng chém gió nữa, tiếp chiêu. Lý Thiên Mệnh trực tiếp động thủ. Miêu miêu không có động thủ, nó thừa dịp thời gian quý giá này, nằm xuống ngủ gật, trong miệng nhắc tới, làm phiền ngươi tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, nhiều kiên trì một chút thời gian, cảm ơn huynh đệ. Nói xong, nó ngao ô một tiếng, sóng xoài trên mặt đất, lấy trời làm chăn đất làm chiếu, ngủ say sưa. Thì ngươi một cái, Kiếm Thần Trung ánh mắt sáng lên. Hắn muốn cũng là Lý Thiên Mệnh đại ý, hắn nhưng là Thái Ất kiếm tộc ba kiếm thiên phú, chớ nhìn hắn cộng sinh thú giống như không tại, kỳ thật đều tại hắn kim trung thái A kiếm, phía trên. Cái kia một thanh kiếm lớn màu vàng óng phía trên, tụ tập ba đầu tê giác cự thú, tam điều kiếp văn kiếp khí, lại có nghịch thiên uy lực, cơ hồ tương đương một người ba thú hợp thể. Đến, Lý Thiên Mệnh trong tay Đông Hoàng kiếm, đột nhiên một phân thành hai, hắn lẻ loi một mình phóng tới đối thủ. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Vô tận kiếm khí, hình thành ngập trời kết giới, vây khốn đối phương. 150 nói thiên kiếp kiếm khí, hội tụ song kiếm bên trong. Lý Thiên Mệnh như kiếm đạo tông sư, song kiếm đều xuất hiện, lóe lên thì giết tới trước mắt. Lục đạo sinh tử kiếm nhân đạo chúng sinh kiếm. Hắn một kiếm này, đã càng ngày càng thuần thục, tăng thêm thiên kiếp kiếm khí, uy lực kinh hãi bạo. Kiếm Thần Trung một người ba thú. Trong tay hắn kim trung thái A kiếm tăng thêm tam đại kiếm thú, nộ hống lao nhanh, một thanh kiếm lực lượng, vượt qua hắn ngự thú sư bản thân. Phá hiểu thần kiếm quyết. Một kiếm như hoàng kim tê nghiêu xông vào, oanh minh mà đến. Kiếm Thần Trung kiếm rất nặng nề, như sáng sớm mặt trời, bổ ra hắc ám, ánh sáng buông xuống, trong lúc nhất thời vô cùng lập lòe, một kiếm này uy lực, quả thực đủ mạnh. Cút! Đây là trọng kiếm cùng khinh kiếm quyết đấu. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng song kiếm, ngược lại thành khinh kiếm, song kiếm vừa mảnh vừa dài, huyễn ảnh biến hóa, cùng đối phương kim trung thái A kiếm, liên tục giao phong. Đinh đinh đinh, sinh chi kiếm, biến hóa thất thường, chúng sinh kiếm ý, đứng vững cái kia hoàng kim tê nghiêu trùng kích. Siêu, màu đen Đông Hoàng kiếm tại trong lúc vô hình, đột nhiên đâm ra, chúng sinh chịu chết kiếm ý, mang theo thiên kiếp kiếm khí, xuyên thấu mà ra. Kiếm Thần Trung lấy kiếm ngăn cản. Ầm, kim trung thái A kiếm trực tiếp vỡ nát, ba đầu kiếm thú bị ép đi ra, toàn thân vết máu. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm vào Kiếm Thần Trung trên đầu. Vừa mới đâm đi lên, tinh nguyên kết giới xuất hiện, đứng vững hắn một kiếm này uy lực. Ngay cả như vậy, Kiếm Thần Trung vẫn là đập xuống đất, tại tinh nguyên trong kết giới lăn lông lốc vài vòng. Phanh phanh phanh, hắn nện đến hoa mắt váng đầu. Quá mạnh, ai ra, Kiếm Thần Trung trừng to mắt. Toàn thân kiếm khí tàn phá bừa bãi, nhói nhói vô cùng. Muốn không phải tinh nguyên kết giới, hắn đã chết a. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, miệng há mở, cả người đã lâm vào kinh ngạc trạng thái. Ngươi, là quái vật. Ta là cha ngươi. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn, dù sao không oán không cừu, điểm số tới tay liền phải, mấu chốt là, còn có người tại chạy trốn đây. Lam Hoàng còn tại nguyên chỗ, huỳnh hỏa truy người đi. Bất quá nó lúc này thời điểm cũng quay về rồi, nói, những người này thực sẽ chạy a, liền bò mang lăn, kê ra ta không có lưu lại. Lý Thiên Mệnh dùng tinh nguyên kết giới nhìn một chút, cái kia bốn cái độc cô tẫn đệ tử, đã trốn ra 10.000 mét phạm vi, không đuổi kịp. Không có việc gì, chạy sơ nhất, chạy không được 15.
Lý Thiên Mệnh nói. Có thực lực tại, cái gì đều chạy không thoát. Cái này đều thừa Hạ Tam Thiên, ngươi còn chờ 15. Ngươi cái ngốc thiếu, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Cút, cái này chạy mất 4 người, điểm số cùng nhau, đều không có kiếm thần chung nhiều. Không quan trọng, dù sao muốn đem Phương Tinh Khuyết kéo xuống ngựa, không quan tâm điểm ấy tiểu phân. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta xem một chút, ta hiện tại bao nhiêu phân. Trong nhóm người này, bài danh 10 vị trí đầu bên trong Hiên Viên Vũ Thác, kiếm thần chung cùng kiếm mộ cổ mới là đầu to, còn lại 4 cái điểm số, tại 100 đến 200 ở giữa. Cao nhất điểm số, vẫn là tập trung ở 10 vị trí đầu. Phồn tinh bảng phía trên, Hiên Viên Vũ Thác, kiếm thần chung đào thải, Lý Thiên Mệnh vừa nhìn thời điểm, kiếm mộ cổ cũng đào thải. Hắn bị 5 người bao vây, có thể chạy mới là lạ. Hiên Viên Vũ Thác nguyên bản bài danh thứ 4, kiếm thần chung thứ 5, Lý Thiên Mệnh hiện tại có được bọn họ điểm số. 1730 phân, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại bài danh thứ 3, lại vượt qua kiếm lăng thần, phía trước cũng là Hiên Viên Mộc Tuyết. Kiếm lăng thần hiện tại rơi xuống thứ 4. Hắn nguyên bản 1000 điểm, tăng thêm kiếm mộ cổ hơn 600 phân, hiện tại 1,659, so Lý Thiên Mệnh thiếu cái mười mấy phân. Hiên Viên Mộc Tuyết trước kia cũng là hơn 1700, bất quá đếm ngược 3 ngày đến về sau, nàng điểm số gia tăng rất nhanh, có thể là đánh bại Thiên Nguyên đệ tử, hiện tại đã 2100 phân. Bất quá, càng khoa trương hơn là Phương Tinh Khuyết. Cái này sau cùng 3 ngày, hắn người đếm ưu thế triệt để phát huy ra, khắp nơi nghiền ép, lúc này mới một hồi, hắn liền đã tiêu thăng đến 2800 phân, quả thực không ai cản nổi. Nhìn tốc độ này, hắn chả đang kéo dài gia tăng. Đoán chừng hắn đều không cần động thủ, chỉ cần sau cùng bổ đao. Phồn tinh chi chiến, cục thế bắt đầu hỗn loạn lên. Cho dù là Thiên Nguyên đệ tử, đều sẽ bỗng nhiên bị đào thải, đạt được bọn họ điểm số người, lập tức tăng vọt. Liền xem như Hiên Viên Mộc Tuyết, hiện tại thì dẫn trước Lý Thiên Mệnh mấy trăm phân, biến số tuyệt đối rất lớn. Muốn là kiếm nghề thường các nàng, trợ giúp Lý Thiên Mệnh lưu lại vừa mới cái kia 4 cái Độc Cô Tấn đệ tử. Lý Thiên Mệnh bây giờ nói không chừng đều đệ nhị. Có thể nói, cuộc chiến đấu này, Lý Thiên Mệnh quật khởi, trực tiếp cải biến Phồn Tinh chi chiến bố cục. Hắn đã rất chói mắt, nhưng khoảng cách chói mắt nhất, còn kém một bước. Hắn cũng quá mạnh đi, người nói hắn cùng Phương Tinh Khuyết mấy cái trăm người đội ngũ đụng tới, sẽ phát sinh cái gì? Phương Tinh Khuyết bên kia, có 9 cái Thiên Nguyên đệ tử. Hiên Viên Mộc Tuyết dẫn trước không nhiều, nàng đoán chừng cũng phải cùng Lý Thiên Mệnh. Kiếm lăng thần đụng tới, quăng ra đối phương điểm số, mới có thể ổn thỏa nhất. Đúng a, tại bọn họ nghị luận bên trong, Lý Thiên Mệnh cùng kiếm lăng thần bọn họ 5 cái, tụ ở cùng nhau. Bọn họ đều thấy được Lý Thiên Mệnh bài danh tăng vọt, càng thấy được hắn, liên tục nghiền ép Hiên Viên Vũ Thác cùng kiếm thần chung. Ta để cho các ngươi đem người lưu lại, làm sao đều đi giúp lăng thần. Chính hắn có thể giải quyết đối thủ, Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu nói. Cái kia, chúng ta lo lắng lăng thần a. Đúng a, vạn nhất lăng thần bị thương tổn tới làm sao bây giờ? Các nàng 4 cái trốn ở kiếm lăng thần đằng sau, cúi đầu, không dám nhìn Lý Thiên Mệnh. Rất hiển nhiên, các nàng sắc mặt đỏ lên, hiện tại hận không thể, tìm một cái kẽ đất chui vào. Ta cho là ngươi có thể toàn bộ đuổi kịp đâu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Kiếm nghề thường xấu hổ nói. Thật không có ý tứ, chúng ta trước đó còn mỉa mai ngươi. Hiện tại ngược lại là ngươi, bảo vệ dạng sáng điểm số. Kiếm Lưu Dương đầu thấp hơn. Các nàng nắm bắt quần áo, trốn ở kiếm lăng thần sau lưng, hận không thể rút vào kẽ đất, khuôn mặt đều rất hỏa cay. Cái kia, huynh đệ, muốn không, không cùng nàng nhóm tính toán. Kiếm lăng thần xấu hổ hỏi. Đương nhiên sẽ không, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có thể thấy được, mình bị đối phương vây quanh thời điểm, kiếm lăng thần về đến giúp đỡ chính mình. Nể mặt hắn. Cũng không thể cùng cái này 4 cái chị nuôi tính toán đúng không? Các nàng trước đó có chút vô lễ, tiểu đệ ta thay 4 cái con dâu xin lỗi ngươi. Kiếm lăng thần nói. Nói lời xin lỗi, đều xen lẫn mùi hôi yêu đương khí tức. Thành. Vậy chúng ta còn liên thủ a? Kiếm lăng thần hỏi. Liên thủ a, ta còn muốn cứng rắn Phương Tinh Khuyết đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Muốn là ở đây chiến trước đó, hắn nói loại lời này. Đối diện 4 cái cô nương khẳng định phải khịt mũi coi thường. Mà bây giờ, các nàng đều đàng hoàng cúi đầu, một tiếng cũng không dám từ. Tiểu đệ ta thể sống chết đi theo. Kiếm lăng thần chắp tay, còn thật đừng nói,
tại nữ hài bên người lăn lộn lâu, ta phát hiện vẫn là huynh đệ ngươi, so sánh có vị đạo. Ngươi đi chết, lão tử sắt thép thẳng nam, lăn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Kiếm Lăng Thần quay đầu nhìn một chút bốn cái chị nuôi, khóc không ra nước mắt. Ta quá khó khăn. Ta cũng muốn khó như vậy. Huỳnh Hỏa nói. Muốn không đều cho ngươi. Kiếm Lăng Thần nói. Được rồi, chủng loại khác biệt, có sinh dục cách ly. Ta vẫn là đi đùa giỡn Thái Thanh Phương Thị Tiểu Phượng Hoàng nhóm đi. Huỳnh Hỏa chẳng thèm ngó tới, ngạo kiều bay đi. Lý Thiên Mệnh đã xuất phát, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Lăng Thần, hắn cũng là người đối thủ cạnh tranh a, làm sao bây giờ đâu? Hắn thật mạnh a, Kiếm Nghê Thường Đong đưa cánh tay của hắn nói. Làm sao xử lý, sao trộn a, dù sao rất công bình, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Ta nói các ngươi a, ta thật vất vả kết giao bằng hữu, các ngươi thì ở bên cạnh nói người ngồi châm chọc, mất mặt không? Nữ không cho ta tới gần, nam cũng không được sao? Kiếm Lăng Thần dạy dỗ. Được được được. Nhị Nguyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Vũ Thác, kiếm thần chung chiến đấu kết thúc, trọn vẹn qua một phút, ồn ào đàm phán hòa bình luận cái này mới ngừng lại được. Lập tức có chiến đấu mới, hấp dẫn mọi người chú ý lực, nhưng nói thật, đại đa số người chạm mặt, thắng bại đều không ngoài dự liệu, xem chút không phải rất đủ. Mặt bên trong một gian mật thất. Một cái người áo đen đứng tại phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn chăm chú tinh chủ kết giới, hắn bề ngoài xem ra rất trẻ trung. Thậm chí nói là thanh niên đều không đủ. Coi hai mắt, có thể thấy được hắn có một con mắt là màu đen, còn có một con mắt, bao phủ tại huyết sắc trong sương mù. Hắn không nhúc nhích, như là pho tượng, ngừng chân rất lâu. Đúng vào lúc này, có người gõ cửa, nói, Độc Cô Kiếp Lão, Vũ Hành cầu kiến. Tiến, người áo đen hoạt động một chút gân cốt, mắt phải phía trên sương mù màu máu thu vào, hai mắt khôi phục bình thường, cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Bỗng nhiên biến đến tao nhã nho nhã, tựa như một người thư sinh. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thanh niên áo trắng đi đến, đi tới người áo đen trước mắt. Vũ Hành, ta hỏi ngươi một ít chuyện, người áo đen nói, rất rõ ràng, là hắn triệu kiến Hiên Viên Vũ Hành. Kiếp lão xin hỏi, đệ tử biết gì trả lời đó. Các ngươi tiếp vào tôn thần thời điểm, cái này Lý Thiên Mệnh, tu vi của hắn là thiên chi thánh cảnh, hắn nhẹ nhàng đẩy, kém chút giết hắn. Người áo đen hỏi, không kém bao nhiêu đâu, bất quá, hắn lúc ấy lại muốn đối Thanh Hoàng đại nhân bất kính, ta hắn thực dụng thêm chút sức. Nhưng, hắn thiên chi thánh cảnh cảnh giới, không có sai. Hiên Viên Vũ Hành nói, cái kia, cái này tốc độ tiến bộ, rất khủng bố a. Người áo đen tán thán nói, chúng ta tộc vương cũng nói như vậy, điều này nói rõ, tôn thần ánh mắt, không phải chúng ta phàm nhân có thể so sánh. Hiên Viên Vũ Hành nói, lợi hại, lợi hại. Độc Cô Kiếp Lão sẽ không muốn thu hắn làm đồ a. Hiên Viên Vũ Hành hỏi. Nói bậy, đây chính là tôn thần dự định đệ tử. Ta nào dám có ý tưởng này a. Người áo đen ấm áp cười nói. Hiên Viên Vũ Hành gật đầu. Ngươi lui ra đi, thiên hạ đệ nhất hội, muốn thêm chút sức. Người áo đen mỉm cười nói. Đúng, Kiếp Lão, Hiên Viên Vũ Hành rời đi. Người áo đen tựa ở phía trước cửa sổ. Nhìn lấy cái kia tinh chủ trong kết giới thiếu niên tóc trắng, ngừng chân rất lâu. Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn cùng Câu Ngọc Thu, muốn thông qua thiếu niên này, nịnh nọt tôn thần. Hắn hé mắt, mắt phải phía trên xương máu, lại lần nữa tràn ngập. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh mang theo Miêu Miêu cùng một chỗ, đang cùng một đầu, sinh tử ma thú, đại chiến. Đây là bọn họ đụng phải con thứ nhất sinh tử ma thú, hơn nữa còn là lôi đình thuộc tính. Trước lúc này, Miêu Miêu đã sử dụng hơn 30 thú hồn, cũng không từng cảm giác tỉnh táo lại thông. Đây đã là đếm ngược ngày thứ hai, lập tức liền sẽ là trận chiến cuối cùng, đúng lúc gặp lôi đình thuộc tính sinh tử ma thú, Lý Thiên Mệnh quả quyết xuất thủ. Đây là một đầu, lăn lộn sông điện thú, hắn thân thể có điểm giống là cá sấu, sinh tồn ở Trầm Uyên chiến trường Giang Hà bên trong, chính là Giang Hà bên trong lôi đình bá chủ. Hắn phần lưng có hơn ngàn cái gai nhọn. Phía trên quấn quanh lấy nổ tung tử sắc điện xà, một khi bạo phát, nửa cái nước sông hung thú, đoán chừng đều muốn bị điện giật chết. Một phen đại chiến, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, đem cái này lăn lộn sông điện thú chém giết. Hắn đem cái này thú hồn, giao cho Miêu Miêu luyện hóa. Tranh giành điểm khí, Lý Thiên Mệnh gõ gõ đầu của nó. Biết rồi, bản mèo lần này tuyệt đối không cho ngươi thất vọng.
muốn thất bại nữa, ta, hắc hắc, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Miêu miêu nhanh như chớp, lập tức chạy về cộng sinh không gian đi. Nó thần thông là thủ đoạn mạnh nhất, trước mắt thần thông đã đủ nhiều, nhưng, nếu có thể giác tỉnh tân thần thông, nó sẽ chỉ càng mạnh. Đi thôi, Lý Thiên Mệnh quay đầu hướng Kiếm Lăng Thần bọn họ lời nói. Ân ân, bọn họ một nam tứ nữ, ngoan ngoãn đuổi theo. Lập tức, cũng là ngày cuối cùng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn một chút phồn tinh bảng. Hiện tại phồn tinh bảng rất kỳ quái, bởi vì nửa đoạn sau, theo 70 tên bắt đầu, điểm số đều là 1-2 phần, mà lại, những người này đều họ Phương. Điều này nói rõ, toàn bộ phồn tinh chiến trường phía trên hữu hiệu nhân số, chỉ có khoảng 70 người, cái này còn lại 70 người, điểm số trên cơ bản cũng rất cao, những cái kia chỉ có 1-2 phần, đều là Phương Tinh Khuyết bên người Thái Thanh Phương Thị. Trước mắt bài danh, hạng nhất, Phương Tinh Khuyết, 3,500 phân. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 2.600 phân. Hạng 3, Lý Thiên Mệnh, 2.100 phân. Hạng 4, Kiếm Lăng Thần, 1.900 phân. Bốn người bọn họ, cùng nhau đều nhanh 10.000 điểm, phồn tinh chiến trường tổng cộng 20.000 người tiến đến, điểm số đã đại bộ phận, tập trung ở bốn người bọn họ trên thân. Hai ngày qua này, hạng 5 thay cái mấy cái, đều là bị đánh tan đào thải, người phía sau bổ đi lên. Hiện tại hạng 5, chỉ có 600 phân. Xem ra, phồn tinh chỉ hai cái danh ngạch, tựa hồ muốn tại bốn người bọn họ bên trong quyết ra, kỳ thật không phải vậy. Ngày cuối cùng, bảng nhất bảng 2 vị trí toàn bộ hành trình bại lộ, những người còn lại, ngoại trừ Thái Thanh Phương Thức đội ngũ, đại bộ phận đều là Thiên Nguyên đệ tử, ai có thể thừa dịp loạn cầm xuống Phương Tinh Khuyết cùng Hiên Viên Mộc Tuyết, dù là hiện tại chỉ có một phần, cũng có thể trèo lên đỉnh. Cái này, mới là phồn tinh chi chiến. Thứ nhất địa phương kích thích. Rầm rầm rầm. Vì sao trên trời biến hóa? Ngày cuối cùng, đến. Tất cả giấu đi người tham chiến, giờ khắc này, chờ đợi lấy tinh nguyên kết giới biến hóa. Đúng vào lúc này, hai đạo màu sắc rực rỡ trùm sáng, phóng lên tận trời, đè vào phồn tinh kết giới phía trên. Phồn tinh chiến trường phía trên, bất kể là ai, đều có thể nhìn đến cái này hai trùm sáng. So sánh to cái kia đạo. Là Phương Tinh Khuyết tinh nguyên kết giới quang mang, có quang mang này tồn tại, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. So sánh tỉ mỉ cái kia đạo, thì là Hiên Viên Mộc Tuyết quang mang. Kỳ thật, mọi người đều biết, Hiên Viên Mộc Tuyết chỉ có một người, dù là nàng mạnh hơn, đều chịu không được vây công. Cho nên đi tìm nàng người, sẽ càng nhiều, Kiếm Lăng Thần nói. Không nhất định, Phương Tinh Khuyết tuy nhiên nhiều người, nhưng thiên nguyên đệ tử chỉ có 9 cái, nhiều người còn chưa thuận tiện hành động. Hắn chỉ có thể dựa vào uy hiếp hù dọa người. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể uy hiếp của hắn, đại đa số người đều sợ. Kiếm Lăng Thần nói. Ý của ngươi là, ngươi cảm thấy tìm Hiên Viên Mộc Tuyết, so sánh ổn thỏa. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhìn ngươi ý nghĩ, đương nhiên, ta nội tâm so sánh muốn đánh Phương Tinh Khuyết, chính là sợ, đi hắn người bên kia không nhiều. Kiếm Lăng Thần nói. Ngươi không dùng xoắn suýt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, cười nói. Bởi vì, bảng vừa cùng bảng hai trùng sáng, ngay tại lẫn nhau tới gần. Hiên Viên Mộc Tuyết, đang chủ động tới gần Phương Tinh Khuyết. Kiếm Lăng Thần đã nhìn ra. Phương Tinh Khuyết di động biên độ không tính lớn, chủ yếu là cái kia Hiên Viên Mộc Tuyết, lấy truy đuổi tình thế, hướng về Phương Tinh Khuyết mãnh liệt tới gần. Đúng, cứ như vậy, toàn bộ phồn tinh chiến trường phía trên người, đều sẽ tụ tập tại một chỗ. Lý Thiên Mệnh nói. Như thế bất việc, Kiếm Lăng Thần nói. Cục diện hỗn loạn hơn đây, hắn tứ tỷ tỷ Kiếm Y Nỉ Chu mỏ một cái. Các nàng đối Kiếm Lăng Thần cục diện trước mắt, biểu thị rất lo lắng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất phát, nói, đi thôi, nhanh điểm đi, đã chậm nhưng muốn bỏ lỡ náo nhiệt. Không dùng vội vã như vậy a, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp đằng sau, chúng ta đại khái có thể chờ bọn hắn, đánh cho không sai biệt lắm lại đi. Kiếm Nghê Thường nói, nàng hiện tại tiếng nói, đều biến mềm, nhỏ đi. Vấn đề là, ngươi là hoàng tước sao? Nếu như ngươi là một con kiến, bọ ngựa bắt ve, quản ngươi chuyện gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu mỉm cười nhìn lấy nàng. Ngươi nói chuyện làm sao như thế khó nghe a? Kiếm Nghê Thường ủy khuất nói. Nghê Thường tỉ tỉ, theo Lý Thiên Mệnh đi chính là. Không cần nhiều miệng, Kiếm Lăng Thần nói. Ai ai, Kiếm Nghê Thường hận không thể nắm hắn, có dạng này giúp người ngoài sao? Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã nhanh chóng đi. Đuổi theo,
Kiếm Lăng Thần hô. Lăng Thần, người đường đường kiếp binh điện điện chủ chi tử, chúng ta Thái Ất kiếm tộc bốn kiếm thiên phú người, làm sao cùng hắn tiểu đệ giống như, hấp tấp. Kiếm Nghê Thường giận trách. Đó là bởi vì ta có thấy xa, không giống các ngươi, phụ nhân con gà con ruột, hôm nào hắn thành tôn thần đệ tử, cái kia chính là thật to lớn chân a. Kiếm Lăng Thần hướng tới nói. Thành rồi nói sau. Đám người bọn họ, cấp tốc đuổi kịp. Trên thực tế, Kiếm Nghê Thường ý nghĩ có nhất định đạo lý, sau xuất thủ người, thường thường chiếm cứ tiện nghi. Nhưng, đây không phải là Lý Thiên Mệnh phong cách. Dọc theo con đường này, hắn có thể nhìn đến rất nhiều không nhanh không chậm, hướng về cái kia hai đầu quang mang hội tụ chỗ đuổi theo người, có người phập phồng không yên, có người muốn kiếm tiện nghi. Muốn kiếm tiện nghi, có thể không dễ dàng như vậy. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tiến về Phương Tinh Khuyết vị trí. Ngày cuối cùng, toàn viên hội tụ, dù là muốn làm hoàng tước, vậy cũng phải trước tới gần đường lang cùng ve. Chòm sao lóng lánh phồn tinh kết giới dưới, đám người hội tụ, những nguyên chiến trường phía trên, vạn chúng nín thở, chờ đợi lấy cái này cuối cùng quyết chiến bạo phát. Phương Tinh Khuyết đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tìm cái dễ thủ khó công vị trí, hạp cốc này sau lưng phong kín, rất thích hợp bọn họ phòng thủ. Mấy trăm cái Thái Thanh Phương thị đệ tử, so lưu lại đệ tử khác tổng số đều nhiều. Tăng thêm Phương Tinh Khuyết đe dọa uy hiếp, còn có mọi người đối với hắn sợ hãi, hắn cái này phồn tinh chỉ danh ngạch, tuyệt đối không ai có thể cướp đi. Thấy không, rất nhiều người đang đuổi Hiên Viên Mộc Tuyết. Ánh mắt của bọn hắn, rơi vào cái kia băng tuyết thiếu nữ trên thân, kẻ rượt đuổi bên trong có không ít người, đều bị đông cứng thành hàn băng, chỉ hoãn tốc độ. Các ngươi nói, Hiên Viên Mộc Tuyết vì cái gì đi tìm Phương Tinh Khuyết? Vốn là hai cái chiến trường, hiện tại về làm một cái, kích thích hơn, náo nhiệt hơn. Nhìn lấy liền biết. Phồn tinh chiến trường rất lớn, Lý Thiên Mệnh bỏ ra nửa canh giờ thời gian cực nhanh tiến tới, mới rốt cục tiếp cận Phương Tinh Khuyết vị trí. Trên đường, hắn còn có tao ngộ đệ tử khác, thuận đường giải quyết. Cuối cùng một ngày, phồn tinh bảng biến hóa càng nhanh, nhất là Hiên Viên Mộc Tuyết điểm số còn tại đi lên tăng lên, nói rõ nàng tại đánh bại kẻ rượt đuổi. Bất quá, Phương Tinh Khuyết điểm số, ngược lại là không có biến hóa. Lý Thiên Mệnh vượt qua Sơn Hà, đã thấy phía trước có một đạo hạp cốc. Trong hạp cốc thanh thế to lớn, chính có mấy trăm con phượng hoàng bay lên không trung bay múa, hung hãn hương ngạnh, không ngừng phát ra bén nhọn gào rít, đe dọa phía ngoài thần tông đệ tử. Cái này mấy trăm con phượng hoàng đều là cự thú, bọn họ tập hợp một chỗ, các loại thuộc tính đều có, tràng diện 10 phần hùng vĩ. Loại kia hung thế, quả nhiên để rất nhiều sớm đã đến, vây quanh ở hạp cốc bên ngoài thần tông đệ tử, biết khó mà lui, không dám động thủ. Bây giờ hạp cốc bên ngoài đã tụ tập không ít người, càng có người núp ở phía xa, muốn đằng sau lại vào sân. Loại này người càng nhiều, Phương Tinh Khuyết càng là an toàn. Bởi vì nếu như vậy, dám đi tới tấn công Thái Thanh Phương thị đệ tử người, thì càng ít. Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề này. Hắn đi tới nơi này, liền thấy cái kia Phương Tinh Khuyết, đứng tại Thái Thanh Phương thị đệ tử trong đám người. Ánh mắt của hắn phách lối, thần sắc âm lãnh, lấy cường ngạnh thanh âm, không kiêng nể gì cả nói. Các ngươi những người này, hãy nghe cho ta, ai dám động đến ta Thái Thanh Phương thị người một chút, sau khi ra ngoài, bút chướng này, ta Phương Tinh Khuyết sẽ cùng các ngươi chậm rãi tính toán. Hiện tại muốn là gan mập, đến lúc đó, ta thì để cho các ngươi biết, nhân sinh có bao thê thảm. Ta cũng không phải cùng các ngươi nói đùa, lão tử trước kia ngược qua bao nhiêu không có mắt chó, mọi người tâm lý rõ ràng, dám tranh đoạt ta phồn tinh chỉ danh ngạch, ăn no dỗi việc lấy tới làm mộng a. Ha ha, bọn họ mấy trăm người làm càn cười to, liền những cái kia hoặc là chạy như bay, hoặc là treo ở trên vách núi đá phượng hoàng cộng sinh thú, đều tại cười to. Bọn họ lấy miệt thị ánh mắt, nhìn lấy vòng ngoài vây quanh những người này. Cùng ta đấu, ta đem ngươi phế đi, ném ra Thái Cổ Thần Tông, hoặc là giết chết ngươi, người nào quản. Phương Tinh Khuyết xem thường cười một tiếng. Liền thẩm phán điện điện chủ, đều là hắn Thái Thanh Phương thị người, còn có thể thẩm phán đến Thiên Nguyên Tông chủ chi tử trên người. Tại những thứ này uy hiếp phía dưới, hạp cốc bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người còn đứng tại chỗ, cho dù là lòng đầy căm phẫn, đối mặt cái này 500 Thái Thanh Phương thị đệ tử, đều không ai dám bắt đầu. Súng bắn chim đầu đàn. Muốn là vừa ra đầu, không ai đuổi theo, lại để cho Phương Tinh Khuyết để mắt tới, vậy thì phiền toái. Nói thật, bị uy hiếp thành dạng này, mọi người sắc mặt đều rất biệt khuất, chỉ có thể đem phẫn uất giấu ở đáy lòng.
muốn không, đuổi theo Hiên Viên Mộc Tuyết đi, khả năng còn có hy vọng. Phương Tinh Khuyết bên này, không có hy vọng, không ai có can đảm này. Không ai đi đầu, ai dám lên. Hiên Viên Mộc Tuyết, hướng tới bên này, không cần đi, chờ một chút đi. Nói thật, mỗi người đều từng người mang ý xấu riêng, làm đến này cũng đếm một ngày chiến đấu, ngược lại hoàn toàn tĩnh mịch. Lên A. Nhanh lên A, cùng Phương Tinh Khuyết đấu A. Đám này kẻ hèn nhát. Người bên ngoài nhìn đến lo lắng, bọn họ lại không nhận uy hiếp, đương nhiên muốn nhìn đặc sắc chiến đấu. Tại vạn chúng chú mục bên trong, bên này có thể tính đánh nhau. Nhưng, cũng không phải có người dám khiêu khích Thái Thanh Phương Thị, mà chính là bên ngoài ẩn núp người, lẫn nhau đánh nhau. Tại chỗ đều là Thiên Nguyên đệ tử chiếm đa số, đại đa số người trên thân, tối thiểu đều có mười mấy chia lên phần trăm điểm số, nếu là có thể cầm xuống đối phương điểm số, cũng còn có nhất định hy vọng. Tràng diện bắt đầu lăn lộn loạn cả lên. Các loại chiến đấu quyết đấu, các loại cộng sinh thú xuất hiện, trên chiến trường cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Một đám sợ chó, Phương Tinh Khuyết xem thường cười một tiếng, khí định thần nhàn. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh cùng Kiếm Lăng Thần bọn người, bước vào mọi người trong tầm mắt. Là hắn, quả nhiên vẫn là cổ chi thánh cảnh. Còn có cái kia Thái Ất Kiếm tộc người, bài danh thứ tư Kiếm Lăng Thần. Hai ngày trước Lý Thiên Mệnh bài danh tăng vọt, Hiên Viên Vũ Thác cùng Kiếm Thần Trung, Kiếm Mộ Cổ bị đào thải, ta tính ra Lý Thiên Mệnh cầm Hiên Viên Vũ Thác cùng Kiếm Thần Trung điểm số, nói rõ hắn bổ một kích cuối cùng. Kiếm Lăng Thần bọn họ có ý tứ gì? Đem một cái cổ thánh cảnh Lý Thiên Mệnh, đẩy đến bài danh thứ ba. Không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ tự nhiên không tin, Lý Thiên Mệnh có thể đem Hiên Viên Vũ Thác đều đánh tan. Không đúng, chỉ dựa vào Kiếm Lăng Thần năm người này. Căn bản đấu không lại Độc Cô Kiếp Lão Thất người đệ tử. Làm duy nhất có khả năng khiêu chiến Phương Tinh Khuyết đoàn thể, bọn họ đến, đã dẫn phát rất lớn chú ý. Phương Tinh Khuyết đồng dạng thấy được Lý Thiên Mệnh. Hắn tại giây phút đầu tiên, liền nghĩ qua đến động thủ. Tinh Khuyết, trước đừng động thủ, Thiên Nguyên đệ tử, mới nặng vân, nói. Ta tìm hắn đã mấy ngày, không trực tiếp giết chết hắn cộng sinh thú, chờ cái gì? Phương Tinh Khuyết ánh mắt dữ tợn hỏi. Xem trước một chút, chủ động xuất thủ, dễ dàng dẫn phát hỗn loạn. Mới nặng vân nói, ta sợ những người khác, đem hắn tinh nguyên kết giới cho đánh ra đến. Phương Tinh Khuyết bất mãn nói, ta cảm giác sẽ không, hắn thẳng gà tặc. Thành, ta chờ một chút, Phương Tinh Khuyết hé mắt. Hắn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh hai mắt, sát cơ chợt hiện. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh ánh mắt, cùng hắn đụng vào nhau. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Sau đó, xòe bàn tay ra, lau một chút cổ. Loại này to gan lớn mật ám chỉ, để Thái Thanh Phương Thị đệ tử đều nổi giận. Bất quá. Đúng vào lúc này, lại có người công kích trước Lý Thiên Mệnh. Người kia theo trong góc lao ra, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Lý Thiên Mệnh có hơn 2.000 phân, đánh bại hắn, chúng ta cũng có khả năng, vượt qua người thứ hai Hiên Viên Mộc Tuyết. Đúng a, Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Mộc Tuyết chỉ có 500 điểm chênh lệch. Ta hiện tại 400 điểm, bắt lấy hắn, ta tới gần đệ nhị. Người nào tại động thủ? Hiện tại bài danh thứ 5, Y Vũ Tuyền, nàng có hơn 600 phân, nàng nếu là thắng, lập tức siêu việt Hiên Viên Mộc Tuyết, xếp hạng thứ 2. Nhanh lên, đừng để nàng đoạt. Trong lúc nhất thời, cục diện trong nháy mắt hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không nghĩ tới, hắn lúc này mới vừa tới, ngược lại bị trở thành quả hồng mềm, trở thành chúng thỉ chi. Không có cách. Hắn cổ thánh cảnh cảnh giới rất rõ ràng, dám động hắn, đều là sinh tử kiếp cảnh Thiên Nguyên đệ tử. Không biết, còn tưởng rằng ta hiện tại là trước hai tên đây. Lý Thiên Mệnh trầm giọng cười một tiếng. Hắn sợ sao? Đương nhiên không có. Hắn đầu tiên để mắt tới, cái kia trước hết động thủ với hắn Thiên Nguyên đệ tử. Ánh mắt đảo qua, đây là một cái vóc người nóng bỏng thiếu nữ, khuôn mặt xem ra rất non nớt, có loại thiên chân vô tà cảm giác, thế nhưng tư thái xác thực dẫn lửa. Hành động ở giữa, quả thực thủy triều mãnh liệt, tăng thêm nàng tốc độ nhanh, lắc lên phá lệ đẹp mắt. Nàng cộng sinh thú, chính là một con mèo đen. Mèo Moon kia hình thể rất lớn, nhưng cũng mười phần mạnh mẽ, động như huyễn ảnh lấp lóe. Đây cũng là một cái hắc ám thuộc tính cộng sinh thú, dung nhập trong đêm tối, cơ hồ vô hình. Nàng chính là hiện tại phồn tinh bảng phía trên thứ 5 Y Vũ Tuyền. Nhanh! Đừng để Y Vũ Tuyền vượt lên trước. Ở những người khác hô to thời điểm, Doãn Vũ Huyên cùng nàng cộng sinh thú, đã đến Lý Thiên Mệnh trước mắt.
Kiếm Lăng Thần cùng bốn cái chị nuôi đứng tại cách đó không xa, có thể mọi người phát hiện, bọn họ căn bản không có trợ giúp ý tứ, liền càng thêm quả quyết xuất thủ. Ngươi điểm số, ta muốn nữa nha. Y Vũ Tuyền xinh đẹp cười một tiếng, giống như là một cái lười biếng con mèo nhỏ, bộ dáng vẫn rất mê người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá đúng vào lúc này. Lý Thiên Mệnh trong ngực, xuất hiện một con mèo đen. Cái này mèo đen, lôi đỉnh quấn quanh, một đôi nước con mắt màu xanh lam, nhìn như ngốc manh, kỳ thật viết đầy xấu bụng. Xì xì xì. Ông. Vạn điện cực tụ lực phía dưới, kinh khủng lôi đỉnh thần thông, gần trong gang tấc bạo phát. Đây là Miêu Miêu Tân thần thông vạn cực điện võng. Vạn đạo lôi đỉnh oanh ra, biện thành thành một chương to lớn lôi đỉnh chi võng, trong nháy mắt liền đem Y Vũ Tuyền cùng nàng mèo đen dây dưa trong đó. Kinh khủng điện xà chạy trốn, không ngừng nắm chặt, đồng thời còn có lôi đỉnh ngưng kết thành dây thừng, quấn quanh ở Miêu Miêu trên thân. Xì xì. Miêu Miêu vừa thu lại, vạn cực điện võng bên trong một người một thú, không ngừng bị lôi đỉnh oanh tạc, lại bị điện giật lưới quấn quanh trên thân thể, lôi đỉnh xé rách phía dưới huyết nhục cháy đen, đẹp hơn nữa mỹ thiếu nữ, đều bị nổ than cốc giống như, tóc dài nổ, bị điện giật đến run rẩy. Đậu phộng, Miêu Miêu, người cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc. Huỳnh Hỏa đau lòng nhức óc nói. Nói chuyện yêu đương sẽ lãng phí bản mèo lúc ngủ ở giữa, vì nghỉ ngơi, ta muốn đem tất cả ái tình, bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Miêu Miêu chẳng thèm ngó tới nói. Phung phí của trời a. Huỳnh Hỏa hướng bên kia nhìn qua, tại vạn cực điện võng dây dưa phía dưới, cái kia một người một mèo còn đang tức giận dãy giụa, lại bị điện tiếng kêu rên liên hồi, vô cùng thê thảm. Vạn cực điện võng đáng sợ, ngay tại ở khó chơi, một khi bị khốn trụ, quấn lên thân thể, lôi đỉnh kết nối Miêu Miêu thân thể, liền sẽ bị kéo dài điện giật, oanh tạc. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh thì vọt lên. Ngươi, ngươi liền sẽ không thương hương tiếc ngọc sao? Ta dung mạo không đẹp nhìn sao? Y Vũ Tuyền sụp đổ nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình, Đông Hoàng kiếm bổ vào đầu của nàng phía trên. Chúng mắt người đau xót. Đây cũng quá vô tình. Loảng xoảng. Tinh nguyên kết giới xuất hiện, Y Vũ Tuyền chiến bại, dù cho bị tinh nguyên kết giới bảo vệ dưới đến, nàng vẫn là bị nện đến choáng đầu hoa mắt, thất khiếu chảy máu. Muốn dám ta điểm số, đẹp như tiên nữ ta đều đánh như tử ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Y Vũ Tuyền khóc không ra nước mắt. Ta đạp mã thì chưa thấy qua, ngươi như thế nam nhân vô tình. Nàng khổ cực nói. Hiện tại, ngươi thấy qua. Lý Thiên Mệnh quay người, trực tiếp đi nghênh đón những người khác khiêu chiến. Y Vũ Tuyền toàn thân còn đang run rẩy. Đúng rồi, hắn làm sao mạnh như vậy? Không phải cổ thánh cảnh. Nàng cái này mới phản ứng được, một mặt mộng. Tiếp đó, càng rung động sự tình phát sinh. Lý Thiên Mệnh tinh nguyên kết giới, chợt bộc phát ra mãnh liệt quang mang, xông lên thần tiêu. A, à, Lý Thiên Mệnh chính mình sửng sốt một chút. Đúng a, à, ta đánh bại cái này Y Vũ Tuyền, điểm số vượt qua Hiên Viên Mộc Tuyết, hiện tại, ta là bảng 2A. Hắn hướng nơi xa xem xét, quả nhiên, Hiên Viên Mộc Tuyết cột sáng đã biến mất. Hiện tại trực tiếp chạy sao? Miêu Miêu hỏi. Chạy, xác thực không ai có thể đuổi kịp, nhưng là thì 2700 phân, không tính vững vàng. Đến đón lấy tất cả mọi người tại đấu, rất có thể sinh ra 4-5000 phân người. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại thì thoát ly chiến trường, kỳ thật không có tác dụng gì. Bất quá, hắn trong lúc nhất thời, biến thành toàn trường lớn nhất lập lòe người. Chung quanh thiên nguyên đệ tử, cái này mới phản ứng được. Hắn là dựa vào thực lực của mình, đánh bại Hiên Viên Vũ Thác. Cái này tu vi, bão táp đến quá lợi hại đi. Cái này. Vốn là mọi người muốn lên đến kiếm tiện nghi, cái này trong lúc nhất thời, ngược lại là trước hết để cho Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Tràng diện đột nhiên tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Đó là cái cơ hội. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Trực tiếp kiếm chỉ Phương Tinh Khuyết, nổi giận mắng. Phương Tinh Khuyết, người cái này chỉ dám ẩn núp phế vật, quả thực là một cái rùa đen rút đầu, ngươi làm sao không đem ngươi cái kia rùa đen đứng đầu, lùi về bụng của ngươi bên trong đi a? Ngươi làm người làm được như thế sợ, ngươi có phải hay không không mang đem a? Cái này vừa nói, toàn trường càng thêm tĩnh mịch. Phương Tinh Khuyết mộng một chút. Hắn cũng cảm giác mình nghe lầm. Bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều ngơ ngác nhìn hắn. Còn chờ cái gì nữa? Ta nói người rùa đen rút đầu, còn không mang theo đem, người có ý kiến gì không?
Lý Thiên Mệnh cười khúc khích. Ha ha, hắn không có, hắn nhận sợ, bằng không, làm gì mấy trăm người bảo hộ a? Kiếm Lăng Thần phình bụng cười to. Thì hai người bọn họ, cười đến 10 phần thoải mái. Mà nó, Phương Tinh Khuyết bị mắng mơ hồ, cái này mới phản ứng được. Cái này ai cũng ngăn không được, hắn gào thét một tiếng, nói, Lý Thiên Mệnh, lão tử hôm nay không lột da của ngươi ra, ta nhận ngươi làm cha. Hắn phủ đầu xông ra, để mắt tới Lý Thiên Mệnh, trong mắt đã có căm giận ngút trời. Cháu ngoan, ngươi đừng như vậy, ta là ngươi ra. Không cần loạn bối phận, Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, lá gan này cũng quá lớn. Phương Tinh Khuyết não tử đều sắp tức giận nổ. Cùng tiến lên, Phương Trầm Vân vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hô một tiếng, trong lòng mọi người đều hiểu, Phương Tinh Khuyết khẳng định muốn đơn độc cầm xuống Lý Thiên Mệnh, mà dù sao Phồn Tinh chỉ chuyện lớn, bọn họ cái này vài trăm người cùng mấy trăm con phượng hoàng cộng sinh thú, trong nháy mắt hiểu ý, rời đi hạp gốc, chủ động xuất kích. Rầm rầm rầm. Phượng hoàng cuồng bay, chỗ đến, gió bão gào thét. Ta nói các vị đều là Thiên Nguyên đệ tử, đều khác như thế sợ a, muốn tiến Phồn Tinh trì, cơ hội đang ở trước mắt, mặc kệ là muốn đánh ta, vẫn là đánh Phương Tinh Khuyết đều được. Khác lãng phí thời gian, cùng tiến lên, ta đi đầu. Lý Thiên Mệnh thanh âm chấn nhiếp toàn trường, hắn giơ lên Đông Hoàng kiếm, đơn thương độc mã hướng về cái kia mấy trăm người phóng đi, hào khí ngất trời. Cái này một cỗ khí phách, trực tiếp đem mọi người tại đây chấn trụ. Thất thần làm gì, các ngươi tiến đến làm khán giả đó a? Lên a! Kiếm Lăng Thần bị mang đến nhiệt huyết lên não, cái gì đều không để ý tới, bốn cái kiếm thú hội tụ tại trên thân kiếm, hắn tay cầm uy lực kinh khủng trường kiếm, trực tiếp theo Lý Thiên Mệnh, trùng sát mà đi. Bảo hộ Lăng Thần, bốn cái thái ất kiếm tộc chỉ nuôi, tự nhiên đi theo mà đi. Tràng diện trực tiếp đại loạn. Ngay sau đó, loạn hơn sự tình phát sinh. Cái kia chính là, phương bắc mặt đất oanh động, có một cái váy trắng thiếu nữ, tại bão tuyết bao phủ phía dưới. Khống chế hai đầu băng tuyết thần long, chạy nhanh đến. Chính là Hiên Viên Mộc Tuyết. Tại phía sau của nàng, còn theo mấy chục cái kẻ rượt đuổi, trên cơ bản đều là Thiên Nguyên đệ tử. Bọn họ đuổi nửa ngày, Hiên Viên Mộc Tuyết bảng 2 tuy nhiên không có, nhưng mấu chốt là, trên người nàng điểm số đều còn tại. Trong lúc nhất thời, Phồn Tinh chiến trường bên trong tất cả mọi người, cơ hồ hội tụ vào một chỗ. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy, cái kia Hiên Viên Mộc Tuyết để mắt tới Phương Tinh Khuyết. Trực tiếp theo phía sau bọn họ giết vào. Tại công kích của nàng phía dưới, Thái Thanh Phương thị rất nhiều cổ thánh cảnh đệ tử, trực tiếp bị đánh ra tinh nguyên kết giới. Thậm chí, cái kia truy đuổi Hiên Viên Mộc Tuyết Thiên Nguyên đệ tử, trong lúc nhất thời đều vọt vào chiến trường. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, Thái Thanh Phương thị đệ tử thì công kích bọn họ, kết quả là, bọn họ cũng chỉ có thể xuất thủ. Cùng tiến lên. Tại ngay phía trước, Lý Thiên Mệnh, Kiếm Lăng Thần bọn họ. Cùng Thái Thanh Phương thị chính diện cứng rắn. Này bằng với không ai bị nổi Thái Thanh Phương thị đệ tử, trực tiếp bị song phương tiền hậu giáp kích, tràng diện trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn. Còn chờ cái gì, đều lên a. Đúng a, vốn là cần phải công bình quyết đấu, Phương Tinh Khuyết đều như thế quá mức, cơ hội tới, mọi người còn sợ. Cùng tiến lên, ta cũng không tin, hắn sau khi rời khỏi đây, có thể đối phó tất cả mọi người. Chơi hắn. Lão tử sớm nhìn hắn không thuận mắt. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, 90% người, tại cái này nhiệt huyết dâng trào thời điểm, trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Đây là một trận đại hỗn chiến. Bởi vì trong lòng khó chịu, lúc này rất nhiều Thiên Nguyên đệ tử, vẫn là lấy tiến công Thái Thanh Phương thị làm chủ. Thái Thanh Phương thị đệ tử, ngoại trừ Phương Tinh Khuyết bên ngoài, những người khác căn bản không có gì điểm số, coi như đánh bại, ích lợi cũng không cao. Ngược lại là tại chỗ Thiên Nguyên đệ tử, điểm số đều không ít. Sau đó, rất nhiều chiến đấu trực tiếp diễn biến, biến thành ai cũng có thể đánh, ai cũng là địch nhân của mình. Ầm ầm, ầm ầm, mấy trăm người cộng sinh thú, toàn bộ xuất hiện, mọi người lẫn nhau kịch đấu, hỗn loạn vô cùng, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, sông lớn xoay chuyển. Triệt để loạn, chớ để ý, đánh đi, cho ăn bể bụng gan mập, gan nhỏ chết đói. Ta dựa vào. Ngươi vì cái gì đánh ta, huynh đệ? Ngươi 300 điểm A. Dạng này chiến trường hỗn loạn, theo tinh chủ kết giới góc độ phía trên nhìn, đều nhìn đến đau đầu. Bất quá, đây chính là Phồn Tinh chi chiến phấn khích cùng mị lực chỗ. Nhìn đến Phương Tinh Khuyết Thái Thanh Phương thị, rốt cục bị lôi vào hỗn chiến, rất nhiều người trong lòng mừng thầm.
Cái kia đại hỗn chiến trên chiến trường, nguyên một đám tinh nguyên kết giới sinh ra, cổ thánh cảnh Thái Thanh Phương thị đệ tử, đầu tiên liền bắt đầu bị đánh, nguyên một đám còn không có kịp phản ứng, đều bị loạn quyền đánh đến mặt mũi bầm dập. Trước mắt đàn sinh tinh nguyên kết giới, trên cơ bản đều là Thái Thanh Phương thị, bọn họ quá mức vinh váo hung hăng, bây giờ cục diện hỗn loạn, bị đánh thảm nhất. Làm xếp hàng thứ nhất Phương tinh khuyết, vị trí của hắn vô cùng rõ ràng, quả thực lập lòe toàn trường. Bất quá, Thái Thanh Phương thị hạch tâm thiên nguyên đệ tử, cũng còn canh giữ ở bên cạnh hắn. Lý Thiên Mệnh, nhìn đến Thái Thanh Phương thị đệ tử bị đánh, Phương tinh khuyết khí đến sắc mặt tím lại, khóe miệng đều còn tại run rẩy. Đừng cản ta đi làm chết hắn. Hắn lần nữa đối người bên cạnh nói. Nếu không chờ một chút, Hiên Viên Mộc Tuyết tại vị trí nào? Phương Trầm Vân cảnh giác hỏi. Ở bên kia, nàng tại đánh chúng ta người. Phương tinh khuyết giận không nhịn nổi. Cũng là bởi vì Hiên Viên Mộc Tuyết đến, mới khiến cho chàng diện triệt để hỗn loạn. Kết quả, nàng không hợp nhau điểm số cao thiên nguyên đệ tử, ngược lại nhằm vào Thái Thanh Phương thị. Mặc kệ hắn, trước làm Lý Thiên Mệnh, đây là mệnh lệnh. Phương tinh khuyết trầm thấp gầm thét một tiếng. Vâng. Hết thảy 8 cái thiên nguyên đệ tử, vây quanh ở tại bên người, mười mấy đầu sinh tử kiếp cảnh phượng hoàng cộng sinh thú, phá vỡ chiến trường, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Lý Thiên Mệnh chính cùng những người khác chiến đấu, những người này có Thái Thanh Phương thị, cũng có còn lại kẻ đánh lén. Hắn đều không cần nhìn, dù sao ai cũng có thể đánh. Hắn chỗ đến, nguyên một đám tinh nguyên kết giới xuất hiện, hắn điểm số bắt đầu bão táp. Người đi chết đi, Phương tinh khuyết dọa lùi rất nhiều người, áp đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Làm gì vậy, bao vây a? Kiếm lăng thần theo mặt bên lao ra, mang theo 4 cái chị nuôi, như một thanh lợi kiếm cắm tới. Một bên khác, cái kia, Hiên Viên Mộc Tuyết, ánh mắt lãnh đạm, biểu lộ bình tĩnh, nàng phá vỡ Thái Thanh Phương thị phòng tuyến, đồng dạng áp chế tới. Nàng không có công kích Phương tinh khuyết, mà chính là để mắt tới Phương Trầm Vân các loại thiên nguyên đệ tử. Hai bên áp lực, đều tại tiến công bọn họ, cái này khiến Phương tinh khuyết trong lúc nhất thời đứng trước nguy cơ to lớn, 8 cái thiên nguyên đệ tử đều không đủ dùng. Bên cạnh hắn thiên nguyên đệ tử, đều đang cho hắn ngăn trở Hiên Viên Mộc Tuyết cùng Kiếm Lăng Thần. Mà hắn, bại lộ tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Tinh khuyết, người đi đánh bại Lý Thiên Mệnh, cầm hắn điểm số trực tiếp chạy trốn, các người cùng nhau hơn 5.000, tuyệt đối ổn. Phương Trầm Vân lớn tiếng nói. Trốn. Phương tinh khuyết nghe đến chữ đó, xoang mũi đều đang bốc khói. Cái này hỗn loạn tràng diện, quả thực là tất cả mọi người, đều đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Mà hết thảy này, đều là Lý Thiên Mệnh mang tới. Phương tinh khuyết khóa chặt hắn, nộ hống một tiếng, triệu hoán đến hắn cộng sinh thú, phá vỡ đám người, vọt thẳng đến Lý Thiên Mệnh trước mắt đến. Ngươi chết đi cho ta, hắn nhất quyền đánh tới. Cút đi ngươi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người. Cánh tay trái thi triển cửu u thần ma chảo, xé rách mà qua, cùng đối phương sinh tử kiếp cảnh lực lượng đụng nhau. A, à, Phương tinh khuyết quyền đầu phun huyết, đau kêu một tiếng. Phương tinh khuyết, người cái này khắp nơi phun lửa con ông cháu cha, người tính toán cái gì chim, dứt bỏ thân phận quyền thế, người tại ta trong mắt, cũng là cái chim non. Lý Thiên Mệnh có thể tính có chính diện đánh hắn cơ hội. Hắn trực tiếp triệu tập huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang, để mắt tới Phương tinh khuyết. Trực tiếp khai chiến. Bọn họ chính diện đụng tới, rất nhiều người không dám lên đến, ngược lại là cho Lý Thiên Mệnh cung cấp không gian. Đoán chừng những người này nghĩ là, các loại ngao cỏ đánh nhau, bọn họ ngựa ông đắc lợi đi. Chính là loại ý nghĩ này, để Lý Thiên Mệnh cùng Phương tinh khuyết, tại hỗn chiến chính giữa, có thể công bình quyết đấu. Mà nó, người biết cái này Thái Cổ Thần Tông, là địa bàn của ai sao ngươi? Phương tinh khuyết chưa từng bị người chọc giận đến loại trình độ này. Trước kia nếu có người khiêu khích, sớm bảo hắn giết đi. Tôn thần địa bàn, hiểu không? Lý Thiên Mệnh cười nhạt nói. Tôn thần tính toán cái. Ngươi đi chết đi. Phương tinh khuyết trong lúc nói chuyện, 4 cái phượng hoàng cộng sinh thú, tại trên đỉnh đầu của hắn chạy như bay. Không sai, hắn cũng là tứ sinh ngự thú sư. Đây là thải phượng huyết mạch tiêu chí, hắn cùng Kiếm Lăng Thần, đều là Thái Cổ Thần Tông đỉnh phong thiên phú người. 4 cái phượng hoàng. Thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Phân biệt là, toàn thân trắng như tuyết, quang mang lập lòe, cao thượng yêu nhã, thần thánh thiên phượng. Lôi đình quấn quanh, tử sắc lộng lẫy, mãnh liệt bão táp, thiên khuyết điện hoàng. Âm hàn như thủy, toàn thân lam vũ, băng lãnh tập kích người, quý thủy hàn hoàng.
còn có hỏa diễm đốt cháy, quỷ ảnh trọng trọng, rõ ràng là thân chim, nhưng lại có đầu rồng, địa ngục long hỏa phượng. Cái này bốn cái phượng hoàng cộng sinh thú, mỗi một cái đều có 350 trở lên điểm sao, nhất là trắng như tuyết thần thánh thiên phượng, hết thảy có 368 điểm sao, đã tiếp cận lam hoang 394. Phương Tinh Khuyết tuy nhiên đồng dạng là nhất trọng sinh kiếp cảnh giới, nhưng hắn có cái này bốn cái cộng sinh thú, thực tế chiến lực tại cảnh giới này vô cùng cường thịnh. Rất nhiều đẳng cấp cao hơn trưởng bối, muốn là cộng sinh thú thiếu, điểm sao thấp, khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn có không chỉ là hoàn khố, còn có tuyệt thế thiên phú. Điểm này không thể phủ nhận, hắn mới 16 tuổi, còn có 14 năm thiên nguyên đệ tử kiếp sống, người nào cũng không biết, hắn tương lai sẽ leo đến cái gì độ cao. Có thể xác nhận là, hắn tương lai thành tựu, khẳng định sẽ vượt qua hiện tại, thiên nguyên bảng, các đệ tử. Phải biết, thiên nguyên bảng, cũng là thiên nguyên tông mạnh nhất chiến đấu lực xếp hạng, không tính tuổi tác, chỉ nhìn thực lực. Lấy Phương Tinh Khuyết thiên phú và tiến bộ, tương lai hơn 20 tuổi, bá bảng thiên nguyên bảng đã nhiều năm, đều dễ như trở bàn tay. Ngươi rất vinh hạnh, ta để ngươi nếm thử, chúng ta Thái Thanh Phương thị nổi tiếng xa gần, dẫn kiếm thuật. Dẫn kiếm thuật, là một loại đặc thù công pháp, tuyệt thế hiếm thấy. Dẫn kiếm, ngự kiếm, kiếm không dùng tay, lại như có bàn tay vô hình, cầm kiếm tiến công. Đinh đinh đinh, Phương Tinh Khuyết bên người, xuất hiện 8 thanh kiếm. Cái này mỗi một thanh kiếm, màu sắc khác nhau, thuộc tính khác biệt, chuôi kiếm hình dáng cùng loại phượng hoàng vũ rực. Mỗi một thanh kiếm phía trên, đều có 4 đầu kiếp văn, những thứ này kiếm uy lực, đều không so hiên viên vũ thác phong hỏa hồn thiên kiếm kém. Đây chính là rất nổi danh, phượng hoàng bát kiếm, đây là chỉnh một chút một bộ. Phương Tinh Khuyết chỉ nắm chặt phượng hoàng bát kiếm bên trong lưỡng kiếm, còn lại 6 thanh kiếm, đều tại bên cạnh hắn bay múa. Giống như bị hắn dùng bàn tay vô hình cầm trong tay một dạng. Trên đó kiếm khí dập dờn, hoàn toàn có thể thi triển kiếm quyết. Dạng này Phương Tinh Khuyết, lại có 4 cái phượng hoàng nương theo, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, hắn màu sắc rực rỡ tóc dài phấn khởi, xem ra xác thực rất uy phong. Nhất là, hắn tinh nguyên kết giới quang mang, so Lý Thiên Mệnh muốn lóa mắt, tuyệt đối là toàn trường chú mục. Thậm chí có thể nói, toàn bộ nhị nguyên chiến trường, đều tại xem bọn hắn chiến đấu. Lý Thiên Mệnh, ta nói cho ngươi Phương Tinh Khuyết thanh âm to, hắn chả đang tạo thế. Im miệng đi ngươi, đánh cai khung, cái dám nói nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh gãy, trong tay hắn Đông Hoàng kiếm trực tiếp một phân thành hai, tay trái màu đen, tay phải kim sắc, hai thanh kiếm này phối hợp hắn kim hai tròng mắt màu đen, khí chàng một chút thì tăng vọt. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Đông Hoàng kiếm phía trên, kết giới căng ra, bạo loạn kiếm khí bay múa. Rất nhiều tại kết giới phạm vi bên trong Thái Thanh Phương thị cổ thánh cảnh đệ tử, bị trực tiếp đâm ra tinh nguyên kết giới. Ong ong ong, vô số kim kiếm khí màu đen, mãnh liệt bão táp, quay chung quanh Lý Thiên Mệnh, tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy. Hắn tóc trắng phấn khởi, luận khí chất, so với cái này khóc khoe lập lòe Phương Tinh Khuyết, kỳ thật đều cao hơn một tầng. Rất đẹp a, hiện tại mới phát hiện, hắn quá có khí chất, tốt cương, thật hung, thật mạnh mẽ. Nhị nguyên chiến trường phía trên, vang lên từng đợt nữ đệ tử thét lên. Tại tiếng thét chói tai âm bên trong, Lý Thiên Mệnh cùng 3 cái cộng sinh thú, đột nhiên trùng sát, cùng Phương Tinh Khuyết 4 cái phượng hoàng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thần thông gào thét, khắp nơi run rẩy, chạm lam hải ngục phía dưới, sóng nước ngút trời. Lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, quang mang, 4 phía bao phủ. Rầm rầm rầm. Tại lam hoang hồng mông mài dưới bàn. Bọn họ, hai phượng hai hoàng, 4 cái phượng hoàng, đều bị phá tan, bọn chúng thần thông, tạm thời không có phá vỡ lam hoang sơn hải giới. Tại cái này trong hỗn loạn, huỳnh hỏa luyện ngục hỏa ảnh thi triển, quỷ ảnh trọng trọng. Phần thiên vũ linh. Đây chính là, thông thiên phần ma vũ, phần thiên vũ linh, làm duy nhất một đầu cấp 4 sinh tử kiếp thú, huỳnh hỏa cái này thần thông uy lực cường đến đáng sợ, bao phủ lái đi thời điểm, 3 cái phượng hoàng bị trúng đích, tại chỗ máu me khắp người. Bao quát cái kia Phương Tinh Khuyết, trên đùi chịu vài miếng lông vũ, đau đến sắc mặt hắn cũng thay đổi. Mấu chốt là, cái kia lông vũ phía trên luyện ngục hỏa, còn tại thiêu đốt, hắn nếu không có luyện thể chiến quyết, hiện tại cũng đến quỳ. Giết! Hắn vừa la lên, miêu miêu cái kia địa ngục truy hồn điện, ngày đầu tiên thì đâm vào trên đầu của nó. Lần này tiến hóa về sau, miêu miêu chỗ có thần thông, đều trên diện rộng tăng cường, nhất là cái này địa ngục truy hồn điện.
Đây là một loại cưỡng ép công kích, trừ phi có hậu thuẫn, nếu không căn bản không có cách nào ẩn núp, chúng về sau, Phương Tinh khuyết thể nội máu tươi, không ngừng tiếp nhận điện giật. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cực kỳ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Thái cổ hỗn độn cự thú thần thông, sao lại đơn giản? Thần thông của đối phương, đại bộ phận bị Lam Hoang ngăn trở, thế mà Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thần thông, lại không người ngăn cản. Đây chính là cộng sinh thú loại hình khác biệt chỗ tốt, Phương Tinh khuyết có 4 cái cộng sinh thú, thuộc tính tuy nhiên khác biệt, nhưng lại không có Lam Hoang loại này thịt heo thuẫn. Đây hết thảy, đều sẽ chỉ làm Phương Tinh khuyết, càng thêm nổi giận. Hắn 4 cái phượng hoàng cộng sinh thú, trong đó 3 đầu đều bị để mắt tới. Huỳnh Hỏa xuất hiện ở cái kia địa ngục long hỏa phượng sau lưng, Miêu Miêu thì quấn lên thiên khuyết điện hoàng, Lam Hoang tại cùng cái kia quý thủy hàn hoàng cứng đối cứng, chỉ có cái kia thần thánh thiên phượng, còn tại bên cạnh hắn. Chỉ là, nó vừa muốn cùng Phương Tinh khuyết cùng một chỗ vây giết Lý Thiên Mệnh, lại bị một tòa không biết nơi nào tới màu trắng cự tháp, đụng bay ra ngoài. Đó là Thái Nhất Tháp. Phương Tinh khuyết, hiện tại, không ai có thể bảo vệ ngươi. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên xuất hiện, Phương Tinh khuyết ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh như một đạo thiểm ảnh, giết tới trước mắt. Ta không dùng. Lần nữa bị xem thường, Phương Tinh khuyết toàn thân đều đang run rẩy. Chính hắn đều không phân biệt được, cái này là địa ngục truy hồn điện hiệu quả, nhưng là hắn quá phẫn nộ. Đúng vào lúc này, cái kia thần thánh thiên phượng tuy nhiên bị Thái Nhất Tháp ngăn cản, vẫn tuôn ra một nói cột sáng màu trắng, trong nháy mắt oanh đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngay tại lúc này, Phương Tinh khuyết bắt lấy cơ hội, quả quyết xuất thủ. Đây là hắn tứ sinh ngự thú sư chỗ cường đại, quản chi đối thủ là 3 đời ngự thú sư, hắn đều có thể cùng một cái phượng hoàng, vây công đối thủ. Thái Thanh Huyền kiếm thuật thanh vọng kiếm. Đây là tử kiếp chiến quyết. Xuất thủ hẳn phải chết. Hắn phượng hoàng bát kiếm, huyễn ảnh trùng điệp, cuồng loạn lao vút, kiếm khí mãnh liệt. Đinh. Lý Thiên Mệnh lấy hội tụ cùng nhau đế vực kiếm hoàng kết giới, chặn thần thánh thiên phượng thần thông, tay bên trong kim sắc đông hoàng kiếm phía trên, 150 đạo thiên kiếp kiếm khí, bạo loạn giết ra. Đương đương đương. Kiếm của bọn hắn, hung mãnh giao phong. Ngươi xong. Phương Tinh khuyết cười lạnh. Thái Thanh Huyền kiếm thuật thái thượng kiếm. Hắn có phượng hoàng bát kiếm, Lý Thiên Mệnh chỉ có 2 thanh kiếm, hắn làm sao đều càng nhanh a. So kiếm thuật, Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Đúng vào lúc này, Miêu Miêu địa ngục truy hồn điện phát huy hiệu quả, đưa tới một đạo hỗn độn thiên kiếp, viễn trình bổ vào Phương Tinh khuyết trên đỉnh đầu, đem hắn nổ tóc dựng lên đến, đầu đen nhánh, máu thịt be bét. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất thủ. Lục đạo sinh tử kiếm. Một sinh một tử, chúng sinh kiếm ý, càng thêm thành thạo, tăng thêm thiên kiếp kiếm khí cùng đế vực kiếm hoàng kết giới bạo phát, một kiếm quét ngang, đem phượng hoàng bát kiếm đánh bay ra ngoài. Làm. Kiếm đạo hung mãnh. Màu đen đông hoàng kiếm giết ra, một kiếm chặt chém, Phương Tinh khuyết toàn thân đều tại run lên, cầm kiếm ngăn cản. Tương xứng. Lưỡng kiếm uốn lượn. Lý Thiên Mệnh cái kia bàng bạc lực đạo, ép xuống, bổ vào Phương Tinh khuyết trên bờ vai. Răng rắc. Phương Tinh khuyết một cái cánh tay, bị tại chỗ chặt chém xuống dưới, trực tiếp bay ra ngoài. A, à, hắn tại chỗ kêu thảm. Càng thê thảm hơn chính là, Miêu Miêu hỗn độn thiên kiếp đúng lúc buông xuống, bổ vào cánh tay kia phía trên, đem trong nháy mắt chôn vùi. Không có ý tứ, ngươi chỉ còn lại một cái cánh tay. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Phương Tinh khuyết bị đông hoàng kiếm kiếm thế, ép tới quỳ trên mặt đất, trên cánh tay trái máu me khắp người. Đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó thành bánh quai trèo. Hắn lộn nhào, trốn ra Lý Thiên Mệnh kiếm thế, thê thảm cùng cực. Đầy đất máu tươi, toàn trường tĩnh mịch. Mặc kệ là Phồn Tinh chiến trường, vẫn là Nhị Nguyên chiến trường đám người, đều lâm vào nội tâm chấn động bên trong. Phương Tinh khuyết biểu hiện rất không tệ, hắn so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong còn mạnh hơn, nhưng là, Lý Thiên Mệnh một kiếm chặt chém cánh tay của hắn. Cánh tay gãy mất. Tinh nguyên kết giới còn không có xuất hiện, tương đương với Phương Tinh khuyết còn không có chiến bại. Sau đó, Lý Thiên Mệnh còn đang đuổi giết. Cái kia Phương Tinh khuyết còn tại bỏ mạng chạy trốn, một bên kêu thảm, một bên đánh lăn, quả thực vô cùng thê thảm. Hắn triệt để hỏng mất. Lý Thiên Mệnh, đời ta không đem ngươi tháo thành tám khối, ta thề không làm người. Phương Tinh khuyết thê tuyệt đại hô, hốc mắt đồng thời phún huyết bão tố nước mắt. Hắn não tử trống rỗng. Hoảng sợ cùng phẫn nộ, đều ở trong lòng lăn lộn. Khác khoác lác a,
ngươi không phải để phương thần ngự đến đoạn tay ta đủ sao? Tiếp tục a, khát sợ. Lý Thiên Mệnh tiếng cười, như là ma âm. Phương Tinh Khuyết nghe được phun máu, hai chân đều đang run rẩy. Hắn chả đang lẩn trốn. Ngươi bức ta đúng không? Ngươi trâu đúng không? Vậy liền trơ mắt nhìn lấy, ngươi cộng sinh thú đi chết đi. Phương Tinh Khuyết đột nhiên quay đầu, móc ra một bản phồn tinh chi chiến cấm đoán sử dụng thiên văn thư. Thiên văn thư, trừ phi là thần văn sư tác phẩm của mình, phồn tinh chi chiến, cấm đoán sử dụng không phải tự thân viết thiên văn thư. Một khi phát hiện, lập tức tước đoạt tư cách, thậm chí trục xuất thái cổ thần tông. Đây là trạm tinh điện, chủ trì phồn tinh chi chiến lập hạ quy củ, là trò chơi quy tắc. Ngoại trừ dịch tinh ẩn cho Lý Thiên Mệnh mở cửa sau bên ngoài, phụ trách kiểm tra tu di giới chỉ trạm tinh điện tiền bối, đều vô cùng nghiêm ngặt. Đệ tử rất khó đem cao phẩm cấp thiên văn thư mang vào. Thế mà, Phương Tinh Khuyết trong tay xuất hiện vật như vậy, chỉ có thể nói, hẳn là phồn tinh kết giới bên trong, cái nào đó trạm tinh điện cứu viện người, đưa đến trong tay của hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng tụ, khẩn cấp triệu hồi Thái Nhất Tháp. Cháu trai này không coi ai ra gì, hoành hành bá đạo còn chưa tính, quy tắc cùng mặt mũi cũng không cần. Nói thật, đánh không lại chính mình, liền sử dụng làm trái quy tắc đồ vật, còn tuyên bố muốn giết chính mình cộng sinh thú, đã kích phát Lý Thiên Mệnh phẫn nộ. Đường đường Thiên Nguyên Tông chủ chi tử, lại tại phồn tinh chi chiến làm ra loại chuyện này, cái này vừa truyền ra đi, sợ là muốn gọi toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, đều cười đến rụng răng. Rất rõ ràng, Phương Tinh Khuyết phứt bỏ một cái cánh tay, người đã biến thành dã thú. 16 tuổi, xúc động nổi giận thời điểm, sẽ xem xét hậu quả gì. Muốn không phải Lý Thiên Mệnh trên thân, có tinh nguyên kết giới, hắn liền phải đem cái này cẩn trọng thiên văn thư, trực tiếp hướng Lý Thiên Mệnh trên thân thi triển. Quyển kia thiên văn thư, rất dày rất dày. Bây giờ có thể uy hiếp được Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú thiên văn thư, chỉ sợ phải là 7 sao trở lên. Bát tinh, tụ tinh tịch diệt thư, ta ngược lại muốn nhìn xem, người cộng sinh thú, có thể hay không gánh vác. Phương Tinh Khuyết giữ tợn cười to, hắn lấy cái kia cẩn trọng thiên văn thư, lây dính máu của mình. Cơ hồ trong nháy mắt phóng thích. Lý Thiên Mệnh tam đại cộng sinh thú, trong đó Lam Hoang hình thể lớn nhất, dễ dàng nhất trúng đích. Phương Tinh Khuyết tụ tinh tịch diệt thư, tỏa định cũng là nó. Ầm ầm, bát tinh thiên văn thư lực lượng bạo phát, oanh động toàn trường, dọa đến rất nhiều người sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Phương Tinh Khuyết thua điên rồi, chạy mau. Tại mọi người hô hoán bên trong, cái kia tụ tinh tịch diệt thư hóa thành một đạo tinh quang, hướng lên chân trời. Đâm vào phồn tinh kết giới phía trên. Tụ tinh tịch diệt thư, là trạm tinh điện chủ dịch tinh ẩn tác phẩm, giống như có thể hấp thu phồn tinh kết giới tinh thần chi lực, gia tăng uy lực. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú nguy hiểm. Kiếm Lăng Thần sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Nhưng, muộn, ầm ầm, cái kia tinh thần quang mang, dung hội chân trời, hấp dẫn phồn tinh kết giới tinh thần chi lực, trong lúc nhất thời vậy mà bóp méo phồn tinh bảng. Sau một khắc, một đạo sáng chói tinh quang, từ trên trời rơi xuống, hướng về Lam Hoang điên cuồng xuyên qua xuống. Quang mang tốc độ lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt buông xuống. Nhanh! Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách, tại cái này ngoài ý muốn xuất hiện thời điểm, hắn chỉ có thể để Lam Hoang làm đến cực hạn. Lam Hoang trực tiếp thi triển thần thông, hồng mông ma bàn, hấp dẫn vô số núi đá cùng bùn đất, chồng chất tại trên người mình, trong thời gian ngắn chồng chất thành một tòa núi lớn. Cùng lúc đó thần thông, sơn hải giới, ngưng tụ, trên thân vô cực tinh long đổ tinh thần, toàn bộ chuyển rời đến phần lưng. Tinh quang, đánh xuống. Tại cái kia một đạo tinh quang đụng phải Lam Hoang trước đó, hết thảy gặp ba cái ngăn cản. Cái thứ nhất, là huỳnh hỏa thần thông luyện ngục thuẫn giáp rời đi thân thể của nó, có thể ngắn ngủi tồn tại, bất quá, lại bị sáng chói tinh quang nhẹ nhõm xuyên qua. Thứ hai là miêu miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới. Cái này lôi đình hộ thuẫn đồng dạng bị xỏ xuyên, rất khó đưa đến ngăn cản tác dụng. Cái thứ ba, cũng là Lý Thiên Mệnh Thái Nhất Tháp. Linh hồn kiếp phó điều động Thái Nhất Tháp, biến đến lớn nhất, lấy ngọn tháp chính diện va chạm cái kia sáng chói tinh quang. Ầm ầm, Thái Nhất Tháp bị đụng vào đến, tinh quang tại ngọn tháp bị xé nứt ra, phân tán ra rất nhiều đạo quang mang, nhưng vẫn đè ép cái kia Thái Nhất Tháp, hung hăng nện ở Lam Hoang trên thân. Sơn hải giới, phá nát. Hồng mông ma bàn, nứt toác. Ngay sau đó, Thái Nhất Tháp gánh chịu lấy tinh thần lực lượng, chấn đặt ở Lam Hoang trên thân. Ầm ầm, một tiếng chấn động, Lam Hoang bị áp tiến vào lòng đất, tinh quang bạo nổ,
bao phủ lái đi, tràng diện cực kỳ lộng lẫy. Giống. Lam Hoàng phát ra một tiếng long ngâm, rõ ràng rất khó chịu. Nhưng nói thật, Thái Nhất Tháp cơ hồ hóa giải hơn phân nửa uy lực. Phương Tinh Khuyết muốn giết chết Lam Hoàng, không có khả năng. Không có sao chứ, Lý Thiên Mệnh đã đi tới bên cạnh của nó. Thật là đau a, Lam Hoàng gào thét một tiếng, theo lòng đất chui ra. Lý Thiên Mệnh xem xét, trên lưng hắn máu thịt be bét, cơ hồ lõm đi xuống một khối, xem ra xác thực rất đau. Người đi về nghỉ, Lý Thiên Mệnh đem Thái Nhất Tháp sách về cộng sinh không gian, hắn lúc nói chuyện, biểu lộ cực sự lạnh lùng. Đánh bọn họ a, Lam Hoàng tâm không cam tình không nguyện nói, nó coi như nghe lời, về trước cộng sinh không gian dưỡng thương. Cũng bởi vì thân thể to lớn, nó lão bị đánh, cũng đầy đủ khổ cực. Yên tâm. Lý Thiên Mệnh tròng trắng mắt bộ phận, đã đỏ bừng, phía trên phủ đầy tia máu. Để Lam Hoàng về cộng sinh không gian nghỉ ngơi về sau, hắn dẫn theo một đôi Đông Hoàng kiếm, dứt khoát quay người, một khắc này, rất khí trùng thiên. Bát Tinh Thiên Văn Thư, cũng không giết được hắn cộng sinh thú. Hắn giống như rất tức giận. Phương Tinh Khuyết phiền toái. Đông đảo đệ tử kinh hãi nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nhìn nhìn lại cái kia Phương Tinh Khuyết, theo bản năng lui về sau. Bọn họ nhìn đến chính là, Lý Thiên Mệnh như là sát thần, lại lần nữa thẳng hướng Phương Tinh Khuyết. Phương Tinh Khuyết sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi, liền tụ tinh tịch diệt thư đều thất bại, hắn hiện tại gặp đả kích rất lớn. Lý Thiên Mệnh hiện tại âm lãnh sát khí, càng là dọa sợ hắn. Được, ngươi thắng, ngươi thật là trâu, ngươi chặt ta một cái cánh tay, ta trọng thương ngươi cộng sinh thú, hòa nhau. Phương Tinh Khuyết một bên nói. Một bên tìm kiếm Thái Thanh Phương thị đệ tử che chở, thế nhưng là hắn nhìn một vòng, bên cạnh hắn 8 cái thiên nguyên đệ tử, đều bị cuốn lấy, trong đó 4 người, đều tại ngăn cản Hiên Viên Mộc Tuyết. Hòa nhau, Lý Thiên Mệnh nhổ một ngụm nước bọt, cái kia nước bọt bên trong đều ẩn chứa thiên kiếp kiếm khí, trực tiếp đâm tại Phương Tinh Khuyết trên mặt. Phốc phốc, a, Phương Tinh Khuyết đau kêu một tiếng, trên mặt xuyên qua cái lỗ máu, mắt thấy Lý Thiên Mệnh đánh tới, hắn cuống quyết chạy trốn. Dẫn kiếm thuật, Phượng Hoàng bát kiếm, toàn bộ đều hướng về Lý Thiên Mệnh đâm tới. Phương Tinh Khuyết, người ý đồ chặt ta tứ chi, giết ta cộng sinh thú, người bây giờ nói với ta, chúng ta hòa nhau. Ngươi là quá ngây thơ, vẫn là không có đầu óc a. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm phía trên, kiếm hình thiên văn quấn quanh, cái này khiến hai thanh kiếm này, xem ra càng kinh khủng. Bảo hộ ta, nhanh, đều đến bảo hộ ta à. Phương Tinh Khuyết thất kinh. Nước mũi bão táp. Một cái hung ác, táo bạo, hoàn toàn không e ngại thân phận của hắn Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này, rốt cục dọa sợ hắn. Lý Thiên Mệnh để hắn hiểu được, dứt bỏ phụ mẫu che chở, dứt bỏ hắn mấy trăm nanh vuốt, toàn bộ thế giới chỉ có chính hắn thời điểm, hắn, chẳng qua là một cái 16 tuổi thiên tài thôi. Trên cái thế giới này, có thể bóp chết hắn người, rất nhiều rất nhiều. Bạch Phượng, bảo hộ ta. Hắn dọa đến phát rồ, một bên chạy trốn. Một bên để cái kia thần thánh thiên phượng ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Được. Thần thánh thiên phượng thấy chết không sờn, bay thẳng đến, ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Oanh. Nó trên thân màu trắng lông vũ, lóng lánh chướng mắt bạch quang, dung luyện ra một đạo quang trụ, đánh phía Lý Thiên Mệnh. Vạn sự có nhân có quả, ngươi làm lựa chọn, thì phải thừa nhận ác quả. Phương Tinh Khuyết, ta dạy cho ngươi làm người. Đang dạy hắn làm người đồng thời. Cũng để cho cái này Thái Cổ Thần Tông, thậm chí là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, nhận biết mình. Minh hội chiến sân khấu quá nhỏ, mà cái này phồn tinh chiến trường, toàn tông chú ý, hết thảy vừa vặn. Lý Thiên Mệnh trường kiếm sở hướng, đế vực kiếm hoàng kết giới ngưng tụ thành một cái hình cầu, chặn thần thánh thiên phượng thần thông. Xuống một kiếm, mang theo 150 nói thiên kiếp kiếm khí, bạo loạn giết ra. Phốc phốc, thần thánh thiên phượng ở ngực, bị Lý Thiên Mệnh kiếm. Xuyên qua ra một cái lỗ máu. Chết. Màu đen Đông Hoàng kiếm như tử thần chi kiếm, vượt qua sinh tử khoảng cách, một đạo dữ tợn chi kiếm, đâm vào cái kia lỗ máu phía trên. Lục đạo sinh tử kiếm. Ầm. Ngập trời chi kiếm, quán xuyên thần thánh thiên phượng thân thể. Ây. Thần thánh thiên phượng ánh mắt tán loạn, tại chỗ tử vong. Cái kia lớn như vậy thân thể, từ trên cao phía trên nện xuống đến, nhấc lên đầy trời bụi đất, máu tươi vẩy ra. Phương Tinh Khuyết thần thánh thiên phượng, bị giết. Dạng này thê lương kêu to, gần như đồng thời, tại phồn tinh chiến trường cùng nhị nguyên chiến trường vang lên, bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người trừng to mắt,
ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ cứng ngắc nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là Phương Tinh Khuyết cộng sinh thú a. Phương Tinh Khuyết là Thiên Nguyên Tông chủ chi tử, thị thần điện chủ thương yêu nhất tiểu tôn tử, bọn họ Thái Thanh Phương thị, hiện tại là Thái Cổ thần vực đệ nhất thị tộc a. Lý Thiên Mệnh có phải điên rồi hay không? Mọi người nhìn qua thiếu niên tóc trắng kia, sớm đã kinh hãi. Hắn, từ đâu tới đảm lượng? Chính khi mọi người còn trong cơn chấn động thời điểm, lại là hai tiếng thê thảm chim hót. Bọn họ cảm giác cổ đều cứng ngắc lại, nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, bất ngờ nhìn đến, Lý Thiên Mệnh hai cái cộng sinh thú, một con chim, một con mèo, ngay tại giết hại. Các ngươi muốn giết ta quy đệ, hỏi qua lão tử không có. Ta để các ngươi giết, lão tử thối đệ đệ, các ngươi nói giết thì giết a. Sáng chói tinh quang hạ xuống xong, huỳnh hỏa đều cuống đến phát khóc, coi như Lam Hoang không có đại sự, lửa giận của nó cũng nổi lên. Tại nó trước mắt, cái kia địa ngục long hỏa phượng cùng nó thuộc tính giống nhau, thực sự không đủ nó đánh. Mọi người thấy tới thời điểm, huỳnh hỏa giết tiến vào bụng của nó, một trận kiếm khí bạo phát, trên trăm đạo thiên kiếp kiếm khí, theo cái kia địa ngục long hỏa phượng trong thân thể chảy ra đến, đem thân thể xuyên thấu thành cái sàng. Phốc phốc phốc, máu me khắp người. Địa ngục long hỏa phượng kêu thảm một tiếng, ánh mắt tán loạn ngã xuống. Nó một lần cuối cùng, thấy được chạy trốn Phương Tinh Khuyết, trong mắt tràn đầy thất vọng, rời đi cái thế giới này. Cùng lúc đó, cái kia Thiên Khuyết Điện Hoàng, ngã xuống trước mắt của nó. Thiên Khuyết Điện Hoàng sử dụng lôi đình 16 năm, lại làm cho một con mèo đen, điện thành cho bụi. Địa ngục long hỏa phượng chết. Thiên Khuyết Điện Hoàng cũng đã chết. Trời ạ, Phương Tinh Khuyết chỉ còn lại một cái cộng sinh thú. Chạy mau đi. Theo tứ sinh ngự thú sư, trực tiếp thành phổ thông ngự thú sư, loại đả kích này đối lấy thiên phú lấy xưng Phương Tinh Khuyết tới nói, thật sự là quá lớn. Mặc kệ là phồn tinh chiến trường, vẫn là nhị nguyên chiến trường, rất nhiều người mặt đều là tê dại. Đánh bại Phương Tinh Khuyết cũng không tính là gì, rất nhiều năm kỷ lớn một chút người, đều có thể làm đến. Nhưng là, giết hắn cộng sinh thú, có thể không có mấy người, dám làm như thế. Phương Tinh Khuyết, chỉ còn lại có Quý Thủy Hàn Hoàng. Như vậy, hắn thải phượng huyết mạch, tương đương với bị phá, tan thành mây khói. Quý Thủy Hàn Hoàng, bởi vì lúc trước cùng Lam Hoang giao phong, lúc này thời điểm phản mà tránh được một kiếp, nó trực tiếp chạy. Tại tụ tinh tịch diệt thư buông xuống trước đó, nó một cái cánh, đều sắp bị Lam Hoang chém đứt, cũng coi như trọng thương. Nó là Phương Tinh Khuyết hy vọng duy nhất. Còn lại một đầu cộng sinh thú, Phương Tinh Khuyết vẫn là cái ngự thú sư. Cái kia ba đầu chiến tử cộng sinh thú, có thể chuyển hóa làm cộng sinh linh, còn có thể tu luyện, cũng mặc kệ là tu hành vẫn là chiến đấu, chỗ nào còn có thể so với trước đây. Hắn tương đương với phế bỏ 2/3, sau này Phương Tinh Khuyết sẽ rất phổ thông, tối thiểu, không có cách nào cùng Hiên Viên Mộc Tuyết so sánh. Tại Thiên Nguyên Tông, thiên phú của hắn, nhiều lắm là trung du đi. Đối hung hăng càn quấy hắn tới nói, đây là rất xuống địa ngục a. Mọi người rất cảm khái. Quả nhiên, đi ra lăn lộn, đều là phải trả. Trước kia hắn làm mưa làm gió, là bởi vì không có đụng tới Lý Thiên Mệnh loại này dân liều mạng. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào, dám hung thành dạng này, làm Thái Thanh Phương thị không người sao. Mọi người nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, quả thực toàn thân run rẩy, bởi vì, hắn chả đang đuổi Phương Tinh Khuyết. U, Phương Tinh Khuyết, người màu sắc rực rỡ tạp mau, không có a. Lý Thiên Mệnh thanh âm, như ác mộng một dạng truyền tới. Thải phượng huyết mạch căn cơ, cũng là phượng hoàng cộng sinh thú. Ba đầu cộng sinh thú chiến tử về sau, Phương Tinh Khuyết chỉ ít có 3/4 tóc, trực tiếp ảm đạm xuống, cùng Phương Tinh ảnh, tóc một dạng, biến thành xám trắng, buồn tẻ. Qua, Phương Tinh Khuyết một miệng nghịch huyết phun ra, trực tiếp ném xuống đất, cái mũi đều ngã sưng lên. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, khuôn mặt đã vặn vẹo thành bánh quai trèo, hắn một tay lôi kéo tóc của mình nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nước mắt ào 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 rơi xuống, bão táp mà ra, cùng nước mũi lăn lộn cùng một chỗ, toàn bộ chồng chất ở trên mặt. Lý Thiên Mệnh, ta thề, người sẽ nếm đến thế gian thê thảm nhất xuống chàng mà chết. Hắn thê tuyệt nói, còn uy hiếp ta đây, có tin ta hay không hiện tại giết ngươi. Lý Thiên Mệnh cười đi tới, Đông Hoàng kiếm lạnh lẽo, để Phương Tinh Khuyết nhịn không được run. Ngươi không sợ chết liền đến, ngươi biết ta là ai không? Phương Tinh Khuyết ngước cổ, rất giống một cái gà trống. Còn tới một bộ này đâu?
còn không có chơi chán sao ngươi? Ngươi như thế ưa thích nói câu nói này, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi biết ta là ai không? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói. Ngươi là ai? Kiếm Vô Ý con riêng. Kiếm Vô Ý tại cha ta trước mặt tính là gì? Phương Tinh Khuyết cắn răng nói. Ngươi sai, ta là Tôn Thần đệ tử. Là Tôn Thần đem ta dẫn tới Thái Cổ Thần Tông. Ngươi phục sao? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói. Ách, Phương Tinh Khuyết trừng to mắt, trong mắt của hắn viết đầy khó có thể tin, như là thấy được ác mộng. Tại Thái Cổ Thần Tông, là cha ngươi địa vị cao, vẫn là Tôn Thần địa vị cao. Lý Thiên Mệnh cười hỏi hắn. A, Phương Tinh Khuyết lần nữa thổ huyết. Phương Tinh Khuyết, rất nhiều người đều biết ta là ai, Thái Cổ Hiên Viên Thị đệ tử Hạch Tâm biết, Kiếm Lăng Thần đều biết, có thể ngươi không biết. Rõ ràng là cha ngươi, không có nói cho ngươi. Ta đoán một chút nguyên nhân a, chẳng lẽ nói, cha ngươi muốn thừa dịp ngươi không biết, để ngươi cho ta một lần trọng thương. Tốt như vậy từ chối trách nhiệm a. Hắn đây là muốn làm gì? Cho Tôn Thần cùng Thái Cổ Hiên Viên Thị, một chút sắc mặt nhìn xem thật sao. Lý Thiên Mệnh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Phương Tinh Khuyết một mặt mộng, Lý Thiên Mệnh nói những vật này, với hắn mà nói, có chút phức tạp. Dù sao, ngươi xong đời. Phương Tinh Khuyết cắn răng nói. Thôi đừng chém gió, ngươi tại Phồn Tinh chi chiến làm trái quy tắc sử dụng thiên văn thư, muốn giết ta huynh đệ, ta phản giết ngươi cộng sinh thú, về tình về lý, ta đều không có tật xấu. Mới con gà con, ngươi cho ta là vô danh tiểu tốt sao? Lão tử đằng sau, cũng có người. Lý Thiên Mệnh đứng ở trước mắt của hắn, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Phương Tinh Khuyết triệt để hỏng mất. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm. Phương Tinh Khuyết dọa đến kêu thảm một tiếng. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh một kiếm này, đâm vào trên cái miệng của hắn. Ông! Tinh nguyên kết giới xuất hiện. Ngay cả như vậy, Phương Tinh Khuyết vẫn là miệng đầy là máu. A, hắn tại tinh nguyên trong kết giới đánh lăn, lại lần nữa kêu thảm. Có tin ta hay không bổ tinh nguyên kết giới, giết ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng, ta sợ ngươi, khác a. Phương Tinh Khuyết sắc mặt trắng bệch nói. Quỳ xuống. Cái này không thành. Ngươi, ngươi, Phương Tinh Khuyết dọa đến toàn thân phát run, vội vàng quỳ xuống. Nhìn thân thể của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là cái gì? Phương Tinh Khuyết cúi đầu xem xét. Trên người hắn, xuất hiện lít nha lít nhít kim hắc sắc kiếm hình thiên văn, kia hình kiếm thiên văn như lồng giam một dạng, nhốt hắn toàn thân huyết nhục. Làm lồng giam thành hình thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện, lực lượng của mình vậy mà không cách nào vận dụng, cả người suy yếu như phàm nhân. Thú vị đồ vật. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Đây là đế quân kiếm ngục. Nhìn đến Phương Tinh Khuyết cái này thảm trạng, Lý Thiên Mệnh tâm lý thoải mái hơn. Nói thật, người muốn không phải Thiên Nguyên Tông chủ chi tử, hiện tại đã chết. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại cục thế náo động, loại tình huống này, Lý Thiên Mệnh bị cộng sinh thú nguy cơ tử vong, tuyệt địa phản sát, còn nói còn nghe được. Nhưng là, muốn là biết rõ Phương Tinh Khuyết thân phận, hắn chả đem người giết, đối toàn bộ Thái Cổ Thần Tông tới nói, cái này rất quá đáng. Thậm chí, trọn vẹn giết ba đầu cộng sinh thú, cái này đều qua. Lý Thiên Mệnh trong lòng có phân tắc. Qua là qua điểm, thế nhưng là hắn có lý tại, có người làm chỗ dựa, không sợ. Lưu Phương Tinh Khuyết một cái mạng, tối thiểu Thái Thanh Phương thị rất nhiều người, tâm lý có thể dễ chịu một chút, không đến mức bệnh tâm thần. Đúng vào lúc này, một cái điếu tinh can, cuốn lấy Phương Tinh Khuyết tinh nguyên kết giới. Siêu! Phương Tinh Khuyết bị Trạm Tinh Điện tiền bối mang đi. Hắn đã bị đào thải. Đoán chừng Trạm Tinh Điện người, đều sợ Lý Thiên Mệnh hạ sát thủ. Vội vàng đem Phương Tinh Khuyết kéo đi. Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi không chết không thôi. Thoát ly nguy hiểm, Phương Tinh Khuyết lại cảm thấy hắn có thể, vẫn là thả một câu ngoan thoại. Ha ha, chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá, chúng ta đế quân kiếm ngục, ngươi còn phải thụ mấy ngày khổ, đi cầu ta vì ngươi giải phong. Lý Thiên Mệnh tâm đạo. Phương Tinh Khuyết rời đi chiến trường, Phồn Tinh chiến trường cùng Nhị Nguyên chiến trường, vẫn ở vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người, đều đang nhìn cái này khí định thần nhàn thiếu niên, không hiểu hắn đến cùng từ đâu tới đảm lượng. Ông! Lý Thiên Mệnh trên người tinh nguyên kết giới, quang mang vô cùng lập lòe. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Phồn tinh bảng, bài danh biến động. Hạng nhất, Lý Thiên Mệnh, 7,110 phân. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 3,008 phân. Hạng 3, Kiếm Lăng Thần, 2.500 điểm.
đến mức Phương Tinh khuyết tên, đã tan thành mây khói, chứng minh hắn đã mất đi Phồn Tinh chỉ danh ngạch, càng là theo trời mới, trực tiếp lưu lạc làm tầm thường. Nói thật, đối với quen thuộc rêu rao khắp nơi Phương Tinh khuyết tới nói, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Đáng đời, ai biết, hắn giết bao nhiêu thần tông đệ tử. Người này theo 7-8 tuổi bắt đầu, liền mang theo một đoàn thái thanh phương thị đệ tử, làm mưa làm gió, cuối cùng gặp báo ứng. Ác nhân, liền nên từ ác nhân đến chỉnh trị, Lý Thiên Mệnh thật đúng là kiên cường. Chỉ mong Phồn Tinh chi chiến sau khi kết thúc, hắn còn có thể có kết cục tốt đi. Không thể không nói chính là, hắn tấn thăng tốc độ quá kinh khủng, loại thiên phú này, cảm giác so thải phượng huyết mạch còn mạnh hơn, các ngươi nói, sẽ có hay không có cường giả coi trọng hắn, thu hắn làm đồ. Tỷ như có Độc Cô Tấn kiếp lão. Hy vọng đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đúng vào lúc này, có người nói, tất cả mọi người thất thần làm gì đâu. Phồn Tinh chi chiến, cái này còn có hơn nửa ngày đâu. Đúng a, kết cục còn không có rốt cuộc. Lý Thiên Mệnh một cái cộng sinh thú đã đả thương nặng, thực lực của hắn so Phương Tinh khuyết mạnh, nhưng là không có nghĩa là một cái đánh mười mấy cái a. Hắn hơn 7.000 phân a, lên a. Lý Thiên Mệnh vừa mới thở dốc một hơi, liền nhìn đến những cái kia, mới vừa rồi còn tại kính sợ nhìn lấy chính mình Thiên Nguyên đệ tử, cùng Thái Thanh Phương Thị đệ tử, vậy mà hướng về chính mình cùng Hiên Viên Mộc Tuyết, cùng nhau tiến lên. Hiện tại, cũng không phải hỗn chiến, mà chính là mọi người để mắt tới hai người bọn họ. Đối với mọi người tại đây tới nói, thực lực của bọn hắn có chút mạnh, chỉ có liên thủ bắt lấy bọn hắn, những người khác mới có hy vọng. Nhất là Thái Thanh Phương Thị những người còn lại, đều vọt thẳng lấy Lý Thiên Mệnh đến, xem ra, bọn họ muốn Lý Thiên Mệnh mệnh. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cơ hồ bị toàn trường nhằm vào. Liền Phương Tinh khuyết, đều không đãi ngộ này. Cũng liền Kiếm Lăng Thần bọn họ, còn đang trợ giúp Lý Thiên Mệnh, cuốn lấy mấy cái Thái Thanh Phương Thị Thiên Nguyên đệ tử. Đến, cùng tiến lên, ta muốn đánh 100 cái. Lý Thiên Mệnh hào khí vượt mây. Sau đó, xoay người chạy. Hắn meo, ta lại không ngốc, các ngươi nhiều người, ta không biết đánh du kích a. Hắn cưỡi lên Miêu Miêu, bỏ chạy mà đi. Kiếm Lăng Thần lần này giúp ta không ít, chính ta cầm Phồn Tinh chỉ danh ngạch còn chưa đủ, đến cho hắn tranh thủ một chút. Lý Thiên Mệnh cũng không định chạy xa, mà là thông qua loại phương thức này, lôi kéo chiến trường, để cho mình nắm giữ, dần dần cầm xuống đông đảo Thiên Nguyên đệ tử cơ hội. Trước giải quyết những thứ này vướng chân vướng tay người. Sau cùng, trợ giúp Kiếm Lăng Thần, cầm xuống Hiên Viên Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái. Trên chiến trường, cái kia tắm rửa tại băng tuyết bên trong nữ tử, cũng đang bị vây công. Nàng khống chế hai đầu thần long, không chút hoang mang, không nhanh không chậm, thong dong mà chống đỡ, khí chất lỗi lạc. Quả nhiên là, nhất trọng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, nàng động thủ thời điểm, loại kia kinh khủng tử kiếp chi lực. Tử kiếp chi lực, không thể so với sinh kiếp chi lực nhiều, nhưng là luận tính chất, càng có hơn hủy diệt, phá hủy tính, lực sát thương tăng vọt, rất dễ dàng chí mạng. Đây chính là nhất trọng tử kiếp, so nhất trọng sinh kiếp cường không ít nguyên nhân. Mấu chốt là, nàng giống như từ đầu tới đuôi, đều không dùng hết toàn lực a. Nàng mới vừa rồi còn đang giúp ta, cho nên, trong nội tâm nàng, đến cùng đang suy nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh tâm lý, tràn đầy nghi hoặc cùng hoài nghi. Nhị nguyên chiến trường. Thái Thanh Phương Thị trong mật thất, đã tĩnh mịch thật lâu. Có 2 phút đồng hồ thời gian, không một người nói chuyện, lại không người đi lại, tất cả mọi người đang nhìn tinh chủ kết giới, ngẫu nhiên nhìn vài lần Phương Thái Thanh, gặp hắn không có động tĩnh, liền ngay cả bận bịu lóe mở trong mắt. Tông chủ, Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn cầu kiến, hắn đem tinh khuyết mang về. Có một người quỳ gối Phương Thái Thanh trước, cúi đầu nói ra. Triệu, Phương Thái Thanh khoát khoát tay, nói một chữ. Hắn sắc mặt so sánh lạnh nhạt, nhìn không ra có tâm tình gì ba động, ngược lại là bên cạnh cách đó không xa Phương Nguyệt Vi, hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt hơi hơi run rẩy vài cái, chợt cúi đầu. Đại môn mở ra, một người mặc tinh bào tuấn Mỹ trung niên nhân, mang theo sắc mặt suy bại, toàn thân kiếm hình thiên văn Phương Tinh khuyết đi tới. Phương Tinh khuyết gãy mất cánh tay rất rõ ràng, cả người hắn đã sụp đổ, lâm vào trong tuyệt vọng. Cha, báo thù cho ta. Sau khi đi vào, Phương Tinh khuyết đau kêu một tiếng, nước mắt bão táp. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Phương Thái Thanh khoát tay một cái. Phương Tinh khuyết còn chưa nói câu tiếp theo, liền bị người trực tiếp mang theo ra ngoài,
một câu cơ hội mở miệng đều không có. Phụ thân, ta ra ngoài an bài một chút, Phương Nguyệt Vi khẩn trương nói. Ừm, Phương Thái Thanh nhẹ gật đầu. Phương Nguyệt Vi vội vàng ra ngoài, cho đệ đệ xử lý thương thế, thuận tiện vì hắn chuyển hóa cộng sinh linh. Phương Tinh Khuyết càng tuyệt vọng hơn. Hắn vốn định tiến đến, khẩn cầu phụ thân báo thù, thế nhưng là trong mật thất bầu không khí, âm u đến đáng sợ, nếu là hắn làm bừa đánh lăn, đó mới là mất mặt xấu hổ, Phương Thái Thanh không cho hắn loại cơ hội này. Trong mật thất, Dịch Tinh Ẩn bước nhanh hơn, vội vàng đến Phương Thái Thanh trước mặt, hắn trực tiếp quỳ xuống, đối Phương Thái Thanh dập đầu, nói, tông chủ, ta có tội. Ngươi có tội tình gì? Phương Thái Thanh hỏi. Ta dám thị phồn tinh chi chiến, ra chỗ sơ suất, khiến người ta đem bát tinh thiên văn thư trong bóng tối đưa cho Phương Tinh Khuyết, dẫn đến hắn phá hư quy tắc, náo ra cái này chê cười, còn thụ trọng thương. Việc này đều vô lại ta, là ta thất trách, mời tông chủ trách phạt. Dịch Tinh Ẩn, khẩn trương, vạn phần nói. Việc rất nhỏ, Trạm Tinh Điện chủ, không cần huy động nhân lực. Phương Thái Thanh sờ lấy ghế dựa tay vịn, từ tốn nói. Thất trách chi tội, không thể tránh được, Tinh Ẩn nhất định bắt được đưa thiên văn thư người, trùng điệp trách phạt, lấy đó chính nghe. Dịch Tinh Ẩn nói. Tùy tiện ngươi, trở về đi. Phương Thái Thanh khoát tay một cái nói. Tông chủ, xin hỏi phải chăng muốn trừng phạt cái kia Lý Thiên Mệnh? Hắn tuy nhiên bị, bát tinh thiên văn thư, làm trái quy tắc nguy hiểm, dưới cơn nóng giận phản kích, mà dù sao xuất thủ hung ác một chút, đối Tinh Khuyết quá tàn nhẫn. Dịch Tinh Ẩn, phẫn nộ, chỉ trích nói. Không cần, hắn là người bị hại, như bị trừng phạt, cái kia chính là chê cười. Phương Thái Thanh nói. Đúng, Tinh Ẩn cáo lui. Dịch Tinh Ẩn gật đầu, quả quyết rút đi. Phương Thái Thanh bĩu môi, trong mắt lãnh quang lóe lên. Hắn nổ là thật có ý tứ. Tiên hạ thủ vi cường, đem tội ôm, buộc ngươi chỉ có thể làm thánh nhân a. Thẩm phán điện chủ Phương Thần Vũ cười lạnh nói. Tinh Khuyết thực lực không bằng người, liền phải tiếp nhận thất bại. Lần này là ta sơ sót, làm kiện chuyện ngu xuẩn. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Cứ tính như vậy. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, một đứa con trai mà thôi. Mỗi người đều như thế, mặc kệ là cái gì xuất thân, mặc kệ thiên phú như thế nào, thất bại cũng là về không. Không đáng tiếc nuối, cũng không cần tiếc nuối. Phương Thái Thanh nói. Vậy kế tiếp đâu? Nhịn một chút, tính quan kỳ biến. Dù sao, nóng nảy lại không phải chúng ta. Phương Thái Thanh nói. Đúng vậy a, Thái Cổ Hiên Viên thì cùng tôn thần trói chặt cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. Chúng ta lại không cần dạng này, nếu là bát đại thần vực có động tác, cũng không quy ta nhóm cuống cuồng. Phương Thần Vũ dừng một chút, có điều, Tinh Khuyết ra chuyện, mẹ ngươi có thể được cuống cuồng. Không quan trọng, nàng cũng coi như nửa cái Thái Cổ Hiên Viên thị. Phương Thái Thanh cười nhạt một tiếng. Ừm, Phương Thần Vũ gật đầu, trong ánh mắt có ý kính nể. Cái này Lý Thiên Mệnh. Phương Thái Thanh híp mắt, nhìn lấy tinh chủ trong kết giới thiếu niên, như có điều suy nghĩ. Thái Thanh Phương thị, Thái Thanh cung. Tinh Khuyết, ta đã đem Quý Thủy Hàn Hoàng đưa đến Tần Y sư, bên kia chữa trị, cánh của nó không có vấn đề. Phương Nguyệt Vi nói. Tỷ, cha đến cùng muốn hay không cho ta báo thù? Tôn thần đệ tử, thì có thể giết ta cộng sinh thú a. Chúng ta Thái Thanh Phương thị bị khi phụ thành dạng này, mặt mũi hướng chỗ nào đặt a? Phương Tinh Khuyết nằm ở trên giường, buồn bã kêu gọi trách móc. Ngươi chớ nói chuyện, ảnh hưởng cộng sinh linh hình thành. Phương Nguyệt Vi cau mày nói. Ta mặc kệ, ta bị đánh thành dạng này, ba đầu cộng sinh thú đều đã chết. Ta phế đi, cái này Lý Thiên Mệnh. Nhất định phải chết không yên lành. Cùng tôn thần tên phế vật kia, chết chung. Phương Tinh Khuyết điên cuồng nói. Ngươi im miệng, Phương Nguyệt Vi một bàn tay phiến trên mặt của hắn. Ba. Một cái bàn tay, để Phương Tinh Khuyết cảm giác trời đất quay cuồng, cả người đều mộng. Tỷ, ngươi dám đánh ta. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Phương Tinh Khuyết trừng to mắt. Phương Tinh Khuyết, từ nay về sau, ngươi chính là cái tầm thường, nửa cái phế vật, ta vì cái gì không thể đánh ngươi. Trước kia ta không có tư cách dạy ngươi làm người, hiện tại, ngươi cho ta thành thật một chút, xem cho rõ, cái gì gọi là hiện thực. Phương Nguyệt Vi cả giận nói. Hiện thực, Phương Tinh Khuyết tâm lý bị cắt một đao, đau đến hắn tại chỗ kêu rên. Trên người ngươi đây là cái gì? Phương Nguyệt Vi chạm đến lấy những cái kia kiếm hình thiên văn hỏi. Ta trời mới biết a, đây là Lý Thiên Mệnh lấy tới trên người ta, vậy mà có thể phong cấm lực lượng của ta, để ta hiện tại động liên tục đạn cũng khó khăn.
Ta vừa định để cha cho ta giải khai, kết quả ngươi liền đem ta mang về nhà. Phương Tinh Khuyết khóc giống nói. Khác cãi nhau, một hồi cộng sinh linh làm tốt, ta tìm trưởng bối cho ngươi xem một chút. Phương Nguyệt Vi nói. Mau giúp ta tìm nãi nãi. Nãi nãi là tôn thần người bên cạnh, nàng tại tôn thần bên người địa vị, tuyệt đối so với Lý Thiên Mệnh trọng yếu, ta muốn để nãi nãi, giúp ta giết Lý Thiên Mệnh. Phương Tinh Khuyết thê thảm kêu to. Im miệng, nàng muốn bảo vệ tôn thần. Nàng bảo bối cháu trai nhanh mất mạng, bảo hộ cái giám tôn thần. Ngươi nói thêm câu nữa. Hừ. Cung điện bên ngoài. Một đầu u ám tóc dài, Phương Tinh Ảnh, đứng ở trong sân, kinh ngạc nghe bên trong kêu thảm. Thượng Thiên, mở mắt sao? Phồn tinh chiến trường. Lớn nhất buổi chiều, đặc sắc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là đây hết thảy, cùng trước đây phong quang nhất Phương Tinh Khuyết, đã không có quan hệ. Hiện tại nóng nảy nhất, chính là Lý Thiên Mệnh. Tới tới tới. Hắn dưới trướng một cái màu đen lôi đình mãnh thú, trên bờ vai một cái tiểu phượng hoàng, trên tay cầm lấy đông hoàng kiếm, lấy tốc độ khủng khiếp, kéo ra đám người, chụp một kích phá. Người khác không tìm hắn, hắn đâu chủ động đến cửa. Chỉ thấy hắn trong đám người du thoán, quả thực lấy một địch trăm, trong đó thiên nguyên đệ tử, tối thiểu có hơn 20 cái. Lý Thiên Mệnh chuyên chọn Thái Thanh Phương thị đệ tử đánh, bọn họ đại đa số đều là cổ thánh cảnh. Đông hoàng kiếm sở hướng, 150 nói thiên kiếp kiếm khí lao vút, nguyên một đám tinh nguyên kết giới sinh ra, Lý Thiên Mệnh điểm số, cũng tại tăng vọt. A, à, nguyên một đám Thái Thanh Phương thị đệ tử, còn không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, ngược lại bị Lý Thiên Mệnh đánh tan. Hắn quả thực tại dắt chó. Một cái miêu miêu, đem đám người hoàn toàn phân tán, bọn họ một hồi truy phía đông, một bên đuổi tới phía tây, liền Lý Thiên Mệnh lông tóc đều không đụng phải. Đừng đuổi theo, đánh Hiên Viên Mộc Tuyết đi. Cái này Lý Thiên Mệnh cũng là cái quái vật, ta phục. Trên người hắn lập lòe lại như thế nào? Không ai đuổi theo kịp a. À. Theo thời gian sói mòn, phồn tinh chiến trường phía trên người, càng ngày càng ít. Muốn chạy, đều là ta điểm số, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bọn họ đi đối phó Hiên Viên Mộc Tuyết, Lý Thiên Mệnh thì tại vòng ngoài kiếm tiện nghi. Ngươi không nên quá phận. Đi ngươi, Lý Thiên Mệnh hắc ám cánh tay, nhất quyền đánh vào một người đệ tử trên mặt. Ầm, tinh nguyên kết giới sinh ra. Hiện tại chiến trường, quả thực cũng là Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Mộc Tuyết sân khấu. Một cái dựa vào tốc độ lượn vòng, một cái dựa vào thực lực ngạnh kháng, càng ngày càng ít người, có hy vọng cầm tới, trên người bọn họ điểm số. Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Mộc Tuyết, đều xứng với Phồn Tinh chỉ danh ngạch. Nói thật, Phương Tinh Khuyết thật không xứng với, nhân phẩm hắn kém, chỉ có thể dựa vào thân phận địa vị uy hiếp người khác, còn làm trái quy tắc, thật là một cái chê cười. Hai người này cầm tới danh ngạch, ta chịu phục, đây là bọn họ nên được. Dựa vào thực lực thủ thắng, vốn là có thể được đến tôn trọng. Có điều, ta thấy thế nào Lý Thiên Mệnh ý tứ, tựa như là muốn trợ giúp Kiếm Lăng Thần, cầm tới Phồn Tinh chỉ danh ngạch. Ngươi nói đúng, hắn đều 9.000 phân, lấy tốc độ của hắn, sớm có thể đi. Nhị nguyên chiến trường phía trên, rất nhiều người đều cho rằng, hai người bọn họ, cuối cùng có một trận chiến. Khác a, Hiên Viên Mộc Tuyết thiên phú càng tốt hơn, từ đầu tới đuôi một người chinh chiến, tính cách cứng cỏi. Ta cảm thấy nàng so Kiếm Lăng Thần, càng xứng với Phồn Tinh trì. Nói đúng, Kiếm Lăng Thần còn muốn nữ nhân bảo hộ, một cái mềm bao mặt trắng nhỏ. Nhìn Lý Thiên Mệnh nghĩ như thế nào đi, dù sao Kiếm Lăng Thần áp đối bảo. Dù sao ta phục Hiên Viên Mộc Tuyết, nàng là thật quang minh lỗi lạc, mới vừa rồi còn trợ giúp Lý Thiên Mệnh, ngăn cản Phương Trầm Vân mấy người. Tại nhị nguyên chiến trường nhiệt liệt thảo luận bên trong, thời gian còn đang trôi qua, khoảng cách Phồn Tinh chi chiến kết thúc thời gian. Càng ngày càng gần. Đảo mắt, Phồn Tinh chi chiến, chỉ còn lại có nửa canh giờ. Siêu siêu siêu. Lôi đình oanh tạc ở giữa, Lý Thiên Mệnh chỗ đến, toàn bộ đều là tinh nguyên kết giới. Người càng ngày càng ít, hắn càng ngày càng thuận tiện, đến đằng sau, rất nhiều người cũng không tiếp tục hy vọng xa vời có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, chỉ có thể chạy. Lý Thiên Mệnh thả mắt nhìn đi, hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ còn lại mười mấy người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Phồn Tinh bảng. Hạng nhất, Lý Thiên Mệnh, 11.800 điểm. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 4.500 phân. Hạng 3, Kiếm Lăng Thần, 3.001 phân. Hạng 4, Kiếm Nghệ Thường, 180 điểm. Phồn Tinh bảng chỉ còn lại 20 mấy người.
hiện tại duy nhất lo lắng cũng là Hiên Viên Mộc Tuyết cùng Kiếm Lăng Thần, ai có thể đạt được Phồn Tinh Chỉ danh ngạch. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục. Lý Thiên Mệnh, Kiếm Lăng Thần, còn có Kiếm Nghê Thường cùng Kiếm Y Nỉ, đứng ở Hiên Viên Mộc Tuyết trước mắt. Kiếm Lăng Thần mặt khác hai cái chị nuôi, đã bị loại. Lý Thiên Mệnh tìm đường chết, rất có thể chính mình vứt bỏ điểm số. Đúng, hắn tuy nhiên đánh bại Phương Tinh Khuyết, nhưng nói thật, Hiên Viên Mộc Tuyết biểu hiện ra thực lực, thật sự là cường. Tử kiếp chi lực, không ai cản nổi. Hãy chờ xem. Kỳ thật ta cảm thấy, Lý Thiên Mệnh có thể thu tay lại, Kiếm Lăng Thần so ra kém Hiên Viên Mộc Tuyết. Đúng. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Thiên Mệnh kiếm chỉ Hiên Viên Mộc Tuyết. Đơn đấu sao, Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười, như băng tuyết khuynh thành. Không, quần ẩu, Lý Thiên Mệnh cười nói. Thái Thanh Phương Thị, Thái Thanh Cung. Cộng sinh linh tốt, người khác đi loạn. Ta đi tìm nãi nãi. Phương Nguyệt Phi nói. Đi, đi, nhanh điểm. Phương Tinh Khuyết không nhịn được nói, thuận tiện để nãi nãi giúp ta xem một chút, đây rốt cuộc là cái gì thiên văn, còn có thể phong cấm lực lượng của ta. Ừm. Phương Nguyệt Phi nhìn một chút cái này đệ đệ, thực sự không thể làm gì. Ngươi tạm thời đừng có dùng sinh kiếp chi lực đi trùng kích cái này phong cấm, ta nhìn cái này phong cấm rất bạo loạn, ngươi muốn là làm loạn, xúc động cấm kỵ. Rất có thể chết tại cái này phong cấm phía trên. Phương Nguyệt Vi dặn dò. Nhanh điểm, rông dài. Phương Tinh Khuyết mắt trợn trắng, nhớ đến để nãi nãi, tìm cho ta tìm làm cho ta, tay cụt mọc lại, kiếp văn linh túy, nàng giống như có. Ừm. Phương Nguyệt Vi lúc này mới rời đi. Trong cung điện yên tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trở về rồi, nhanh như vậy, Phương Tinh Khuyết giãy giụa lấy đứng lên. Cửa xuất hiện một người. Người kia một đầu tóc màu xám trắng, rối bời, giống như thật lâu không có tắm rồi. Phương Tinh Ảnh, ngươi tới làm gì? Nhìn lão tử chê cười. Mà nó, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, ngươi này hạ tiện chó nhà có tang. Phương Tinh Khuyết hôm nay cực kỳ mẫn cảm, táo bạo. Tinh Khuyết, Phương Tinh Ảnh hô một tiếng, hắn hai chân run rẩy, đi tới Phương Tinh Khuyết trước mắt, nước mắt vỡ đê mà ra. Làm gì đâu, tiện xúc. Phương Tinh Khuyết ánh mắt rụt lại, hắn bỗng nhiên cảm giác, lưng có chút rét lạnh. Người bây giờ bị phong cấm thật sao? Phương Tinh Ảnh thanh âm khàn khàn, ánh mắt trực tiếp đỏ lên, phía trên tràn đầy tơ máu. Liên quan gì đến ngươi, cút nhanh lên, có ai không? Phương Tinh Khuyết biến sắc, trực tiếp hô to. Ta, ta. Phương Tinh Ảnh xuất ra một thanh kiếm, đặt ở ngoài miệng, dùng đầu lưỡi liếm lấy một miệng. Một khắc này, kiếm nhận cắt vỡ đầu lưỡi của hắn. Huyết tinh tràn ngập, hắn thành ma quỷ. Ta muốn đem ngươi, chặt thành thịt nát. Hi hi. Phồn Tinh chiến trường, đỉnh phong quyết đấu. Hiên Viên Mộc Tuyết vừa rồi 17 tuổi, lại là phía trên chiến trường này duy nhất, nhất trọng tử kiếp, đệ tử. Phương Tinh Khuyết một phế, số tuổi này, không người có thể cùng nàng tranh phong. Chỉ cần liên tưởng đến Hiên Viên Mộc Tuyết huynh trưởng, chết tại Lý Thiên Mệnh trong tay, liền biết hai người bọn họ ở giữa. Cũng không phải là không có mâu thuẫn. Bất quá, Hiên Viên Vũ Phong tại địa vị trong gia tộc vô cùng thấp, có thể nói là, gia tộc củi mục, đều không đủ. Theo biểu lộ động tác đến xem, Hiên Viên Mộc Tuyết tựa hồ cũng không, ghét cay ghét đắng, ý tứ. Ở trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh giống như là một cái bình thường đối thủ. Hãy chờ xem. Vạn chúng chú mục bên trong, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu, cùng đối phương hai đầu thần long, đã đối chọi gay gắt. Hiên Viên Mộc Tuyết cái này hai đầu cộng sinh thú thần long, đều nắm giữ hơn 360 điểm sao, tại Thiên Nguyên Tông đều tính toán tương đối cao. Tại Lam Hoang không có ở đây tình huống dưới, cái này hai đầu thần long, đã là trên chiến trường lớn nhất cộng sinh thú. Trong đó, một đầu thần long toàn thân màu trắng, như thủy tinh băng xương, âm hàn lạnh lẽo, trên thân còn có đại lượng gai băng, chỗ đến, đóng băng vạn vật. Đây là, băng phách tâm long. Một cái khác điều thần long. Tên là Hải Hồn Mệnh Long. Nó toàn thân đều là màu xanh lam vảy rồng, như biển cả cẩn trọng, đầu rồng cùng Lam Hoang Thủy Chi đầu rồng có chút tương tự. Lúc này nó thôn vân thổ khí, bay múa tại trong mây mù, hồ phong hoán vũ, sinh sinh chế tạo ra mưa to khí trời, phối hợp cái kia băng phách tâm long, lực sát thương càng mạnh. Phồn tinh kết giới dưới, mưa to như cược, hàn khí bao phủ, đem chiến trường triệt để đóng băng thành tuyết quốc, Trầm Uyên chiến trường vốn sẽ không hạ tuyết. Nhưng bây giờ ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là băng xương.
Cái kia hất lên màu xanh lam áo choàng thiếu nữ, tắm rửa tại băng xương trong bông tuyết, nếu như thần nữ. Ngay tại Lý Thiên Mệnh xuất thủ trước đó, nàng lấy chỗ mi tâm phía trên cái thứ ba con mắt màu xanh lam làm trung tâm, trên thân bắt đầu ngưng kết vảy rồng, tại trong thời gian rất ngắn, một thân cạn lớp vảy màu xanh lam, đem hắn thân thể máu thịt hoàn toàn bao trùm, bảo hộ trong đó. Đây là băng phách long nhân quyết. Nàng biến hóa băng phách long nhân, cũng không khôi ngô bá khí, mà chính là thướt tha nhanh nhẹn, đường cong rung động lòng người, càng như bão tuyết chi nữ, không chỉ có lực sát thương đáng sợ tử kiếp chi lực, càng có băng phách long nhân thân thể cường hãn. Thái cổ hiên viên thì tam nhãn chân long mạch, đều có rất mạnh luyện thể chiến quyết tu vi, hiên viên mộc tuyết cũng là như thế. Binh khí trong tay của nàng, đó là một cái màu băng lam thiết côn, kiên cường, hung mãnh, đầu đuôi hai đầu, đều là một cái đầu rồng điêu khắc, cái này đầu rồng đập tới, đoán chừng phải đầu rơi máu chảy. Như thế thô bạo binh khí, cùng nàng trước kia yêu nhã khí chất, hoàn toàn không hợp. Cái này kiếp khí chính là, song long băng trượng, bốn đầu kiếp văn, tuy nhiên không bằng phượng hoàng bát kiếm cá thể nhiều, có thể trong đó mỗi một điều kiếp văn, tối thiểu đều có 600 thánh thiên văn tạo thành. Hiên viên mộc tuyết tay cầm cái này song long băng trượng, trường côn tại hắn tay bên trong xoay tròn, dẫn động băng tuyết bão táp, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn người bao phủ. Cùng lên đi, giọng nói của nàng lãnh đạm nói. Lý Thiên Mệnh cùng kiếm lăng thần trao đổi một chút, sắp xếp xong xuôi chiến đấu phân phối. Lý Thiên Mệnh được chứng kiến hiên viên mộc tuyết tử kiếp chi lực mạnh mẽ, tại thiếu khuyết lam hoang cùng thái nhất tháp tình huống dưới, hắn cơ bản không có nắm chắc, đơn độc cầm xuống đối thủ. Kiếm lăng thần thực lực, so phương tinh khuyết không kém được quá xa, để hắn một người bốn kiếm thú, đối phó hiên viên mộc tuyết một cái cộng sinh thú, tối thiểu không có vấn đề. Đến mức kiếm nghề thường cùng kiếm y nỉ, đều không có một mình đảm đương một phía bản sự, làm cho các nàng trợ giúp kiếm lăng thần là được rồi. Đối phương có ba cái chiến đấu cá thể, tổng cộng chia làm thành ba tổ. Kiếm lăng thần bọn họ tổ 1, mục tiêu, hải hồn mệnh long. Huỳnh hỏa cùng miêu miêu tổ 1, mục tiêu, băng phách tâm long. Lý Thiên Mệnh đơn độc chém giết, hắn để mắt tới đối thủ, tự nhiên là hiên viên mộc tuyết. Chia cắt chiến trường. Ngự thú sư chơi, thường thường đều là đoàn chiến. Không ngoài sở liệu, đối phương ít người, cho nên băng phách tâm long cùng hải hồn mệnh long đều muốn lưu ở hiên viên mộc tuyết bên người, chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng, không phải do bọn họ. Kiếm lăng thần một người bốn kiếm thú, tại nhất trọng sinh kiếp trong các đệ tử, lực lượng đã kinh thiên, bốn đầu kỳ lân sinh tử kiếp thú, dung hợp làm kiếm, một kiếm giết ra, ngưng tụ ngập trời kiếm mang, chặt chém lái đi, làm cho cái kia hải hồn mệnh long, chỉ có thể hướng phía bên phải né tránh. Ầm ầm, trầm uyên chiến trường trên mặt đất, bị đánh ra một đầu to lớn như vậy khe rãnh. Huỳnh hỏa cùng miêu miêu càng thêm trực tiếp. Bọn họ một cái gà tặc, một cái xấu bụng, chuyên môn dùng tiểu thân thể hành động, một cái địa ngục hỏa ảnh biến hóa thất thường, một cái nhanh như thiểm điện lôi đình, chạy thời điểm ra đi, liền băng phách tâm long đều chỉ có thể nhìn thấy chỗ điện xà lấp lóe, nhưng lại không biết đối thủ ở phương nào. Giống, băng phách tâm long giận dữ, một miệng hàn khí long tức phun ra, trong lúc nhất thời hàn chiều bao phủ, giống như không khí đều bị đông cứng. Nào ngờ huỳnh hỏa một đạo lục đạo hỏa liên, lại lẫn vào phần thiên vũ linh lao vút, trên trăm đạo thiên kiếp kiếm khí phóng thích, xuyên thấu mà đến. Đồng thời, lại có miêu miêu tại vô hình ở giữa thi triển lôi đình thần thông, vạn cực điện võng cuốn lấy băng phách tâm long đầu rồng. Vạn cực điện võng nắm chặt, bao lấy long đầu, liền có mãnh liệt hỗn độn lôi đình, không ngừng theo miêu miêu trên thân, bổ vào băng phách tâm long trên thân. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, lôi hỏa đan xen. Lần này tiến hóa cùng cổ thánh kim thân hình thành, quả thực để chúng nó cường độ tăng vọt, cùng một chỗ đối kháng một đầu, nhất trọng tử kiếp, cảnh giới cộng sinh thú, bọn họ đều không có rơi vào hạ phong. Bất quá, băng phách tâm long tử kiếp chi lực quả thực rất mạnh, loại này lực lượng chỗ bộc phát ra thần thông, trời sinh mang theo tử vong chi lực, phàm là để cái kia băng tuyết nhiễm thân thể, liền miêu miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới, đều tại tiêu vong suy phá. Một khi nhiễm lông tóc huyết nhục, tuyệt đối có thể đem người cho đóng băng đến gần chết. Bọn họ đều không dám khinh thường, chỉ có thể dây dưa. Tinh nguyên kết giới tại hiên viên mộc tuyết trên thân, cho nên, đánh bại hiên viên mộc tuyết nhiệm vụ, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Cái này khiến kiếm lăng thần, cảm động đến ào ào. Hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh sẽ vì hắn mạo hiểm. Kiếm nghề thường các nàng càng là xấu hổ không thôi. Phong bạo bên trong, Lý Thiên Mệnh đế vực kiếm hoàng kết giới.
cuồng bạo căng ra, đem chung quanh cương vực hóa thành hắn chiến trường, kinh khủng đế chi kiếm khí hỏa hoàng chi kiếm khí không ngừng lao vút, xuyên thấu toàn trường, không chỉ có uy hiếp Hiên Viên Mộc Tuyết, càng uy hiếp hai đầu thần long. Đồng dạng, cái kia hai đầu thần long thần thông, một mực lan đến gần Lý Thiên Mệnh bên này, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tại cái này băng tuyết tàn phá bừa bãi bên trong, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn thân băng hàn, động tác đều biến hình, cầm kiếm trên tay đều là băng xương. Xem xét lại cái kia Hiên Viên Mộc Tuyết, vẫn là thong dong như vậy. Nàng tại trong gió tuyết phiêu hốt, trong tay song long băng trượng, mỗi một côn đánh tới, đều như một đầu to lớn thần long chi ảnh đánh thẳng tới, thậm chí, long ảnh càng ngày càng nhiều, phảng phất có hơn vạn băng xương thần long, tại cái này song long băng trượng bên trên du tẩu. Mỗi một côn, đều là vạn long gào thét. Đây là, băng ma long côn quyết, tuyệt đối tử kiếp chiến quyết, tại tử kiếp chi lực chống đỡ dưới, mỗi một côn uy lực, đều bị Lý Thiên Mệnh không có cách nào nhẹ nhõm ứng đối. Phanh phanh phanh, Lý Thiên Mệnh có chiến quyết phía trên ưu thế cự lớn, lại có thiên kiếp kiếm khí cùng đế vực kiếm hoàng kết giới, trong lúc nhất thời cùng Hiên Viên Mộc Tuyết cầm cự được. Tử kiếp lực lượng, mạnh như vậy, Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Bằng không đâu, thọ mệnh đều thẳng tiếp không có 9 phần 10, đây chính là 9 phần 10 tánh mạng, đổi lấy lực lượng. Hiên Viên Mộc Tuyết ngữ khí bình thản nói. Là rất lợi hại, bất quá, người xem ra, sát tâm không thế nào cường a. Ta nghe nói, Hiên Viên Vũ Phong, thế nhưng là ngươi huynh trưởng. Lý Thiên Mệnh nói. Sát tâm, giết ngươi sao? Hiên Viên Mộc Tuyết thăm thẳm cười một tiếng, ta mới không có lá gan lớn như vậy, ngươi thế nhưng là chúng ta tổ tiên tôn thần mang về ngươi. Tôn thần coi trọng như thế ngươi, mà ngươi cũng xác thực không phụ tôn thần hy vọng, ngắn ngủi hai tháng, liền từ Nhân Nguyên Tông quật khởi, cho tới bây giờ, liền rất nhiều thiên nguyên đệ tử cũng không là đối thủ. Ngươi xưng bá Thiên Nguyên Tông ngày, đều ở trong tầm tay. Ta cũng không phải đần độn, tội gì cùng ngươi đối nghịch, ảnh hưởng chính mình tiền đồ. Nghe giống như thật có đạo lý bộ dáng. Ngươi huynh trưởng cừu hận, cứ tính như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Được làm vua thua làm giặc, cũng không có gì. Lại nói, ta có mấy cái huynh trưởng, Vũ Phong là không thành khí nhất một cái. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hiên Viên Mộc Tuyết một bên xuất thủ một bên nói, nàng tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng là động thủ vẫn là tương đối hung mãnh. Nhất côn tiếp lấy nhất côn, mỗi một côn đập tới, đều là bão tuyết tiến đến, cóng đến Lý Thiên Mệnh xương cốt đều đau. Tử kiếp chi lực, điên cuồng xâm lấn thân thể, thì cùng đang thiêu đốt sinh linh giống như. Nghe ngươi nói chuyện, cảm giác ngươi đang lấy lòng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, ta đang lấy lòng ngươi, muốn thắng được hảo cảm của ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết tại trong tuyết mỉm cười, rất có khuynh thành chi kinh diễm. Lý Thiên Mệnh muốn không phải trong lòng. Có một người khác nhi, lần này sợ rằng sẽ bị nàng hấp dẫn. Ta có tài đức gì, để ngươi mỹ nhân nịnh nọt đâu? Lý Thiên Mệnh cũng cười. Rất đơn giản, ngươi đánh bại Phương Tinh Khuyết, để hắn biến thành phế vật, gián tiếp giải quyết ta hôn ước vấn đề. Mà lại, chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thị người đều cho rằng, ngươi tiền đồ vô lượng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thật sao? Đã từng Lý Thiên Mệnh vừa tới Thái Cổ Thần Tông, cùng Hiên Viên Vũ Hành có mâu thuẫn. Tại Nhân Nguyên Tông còn cùng Hiên Viên Vũ Phong có xung đột, hắn liền chán ghét Thái Cổ Hiên Viên Thị. Bây giờ cục thế biến hóa, hắn vậy mà thành, Thái Cổ Hiên Viên Thị coi trọng nhất người. Nói như vậy, Hiên Viên Mộc Tuyết, ta để ngươi đem danh ngạch của ngươi, trực tiếp cho Kiếm Lăng Thần. Ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh thăm dò hỏi. Cái này không thành, Phồn Tinh chỉ đối với ta quá trọng yếu. Ta muốn giao hảo ngươi, cũng không phải thần phục ngươi, ngươi cũng không thể chơi xấu. Ngươi nếu thật muốn, vì ngươi bằng hữu đoạt được danh ngạch, còn phải quang minh chính đại đánh bại ta, mới có thể để cho ta chịu phục. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy được đi, quay đầu nhớ đến mang nhiều ta, nhận thức một chút các ngươi Thái Cổ Hiên Viên thị huynh đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Không có vấn đề, như có một ngày, ngươi có thể trở thành tôn thần đệ tử, như vậy ngươi chính là chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thị một phần tử. Ngươi hoàn toàn có thể đem Hiên Viên Hồ, xem như nhà của ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy khẳng định rất vinh hạnh. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng, có thể hay không tin tưởng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, không thể tin hoàn toàn, nhưng lại có thể nhìn trộm xuất thần tông các đại thế lực thái độ. Trước mắt đến xem, bởi vì Khương Phi Linh là Hiên Viên si quan hệ, không nhìn Hiên Viên Vũ Hành, hắn cùng Thái Cổ Hiên Viên thị quan hệ, cần phải so sánh vững vàng. Tăng thêm chính mình cùng Kiếm Lăng Thần giao hảo, cùng Thái Ất Kiếm Tộc cũng sẽ không kém. Cứ như vậy,
tam đại thị tộc, nếu là giao hảo hai đại thị tộc, đành phải đắc tội Thái Thanh Phương thị, vấn đề liền không lớn. Người sống một đời, ai có thể không chủ động leo lên quyền thế? Sự suy thoái thời điểm, tuyệt đối không nên đấu khí, phách lối, hành động theo cảm tính. Các loại nhất triều xưng bá thiên hạ, tự nhiên có người khúm núm. Người thông minh, thì phải thật tốt sử dụng thiên phú của mình, tại trong khe hẹp sinh tồn, mới có cơ hội vùng lên. Đã vào cục, liền phải làm một cái hợp cách quân cờ. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Ta tại Phồn Tinh chi chiến chắc tuyệt biểu hiện, hoàn toàn thay đổi ta tại thần tông địa vị, kéo gần lại ta cùng, tôn thần, khoảng cách, không một cái nữa ở trên trời, một cái tại đất. Kể từ đó, địa vị của ta, tư nguyên, bảo mệnh tư bản, đều sẽ càng ngày càng vững chắc. Nhất là, ta đánh tan Phương Tinh khuyết về sau, ta tôn thần bối cảnh, sớm muộn truyền đi, làm cho cả tông môn người, đều biết chân chính ta. Đạo lý này, kỳ thật rất đơn giản. Giả dụ Lý Thiên Mệnh là cái nhân nguyên tông phế vật, thiên chi thánh cảnh đệ tử, Khương Phi Linh cái gì đều không cách nào cho hắn, thậm chí không có cách nào chú ý hắn. Nếu là hắn bị giết, Khương Phi Linh cũng không thể có biểu thị. Nhưng là, hắn hiện tại là Phồn Tinh chi chiến đệ nhất, tốc độ phát triển oanh động thần tông, mơ hồ có tuyệt thế kỳ tài tình thế. Hiện tại bắt đầu, Khương Phi Linh tới gần hắn, cho hắn bảo vật, thậm chí tự mình tạo nên hắn, đều không ai dám có lời oán giận. Lý Thiên Mệnh tham chiến Phồn Tinh chi chiến, Phồn Tinh chỉ là một cái thu hoạch, địa vị tăng lên, thì là càng quan trọng hơn thu hoạch. Có thể nói, đánh tan Phương Tinh khuyết một trận chiến này, hắn tại tông môn, triệt để đứng vững bước chân. Tối thiểu nhất, Thái Cổ Hiên Viên thị thái độ đối với hắn, theo Hiên Viên Mộc Tuyết biểu hiện đến xem, đã ổn. Nói thật, tại dạng này dưới cục thế, ta nên, triệt để dấn thân vào Thái Cổ Hiên Viên thị, lại giao hảo Thái Ất kiếm tộc cùng độ kiếp phong kiếp lão. Còn Thái Thanh Phương thị, vậy liền miễn đi. Hắn tuy nhiên tại chiến đấu, nhưng trong lòng trong nháy mắt muốn rất nhiều, nội tâm càng thêm kiên định. Bất quá, hắn vẫn là muốn cầm xuống Hiên Viên Mộc Tuyết. Hiên Viên Mộc Tuyết không đủ ảnh hưởng Thái Cổ Hiên Viên thị thái độ, nhưng nếu là để Kiếm Lăng Thần cầm tới Phồn Tinh chỉ danh ngạch, Thái Ất kiếm tộc bên kia, nói không chừng có thể tranh thủ càng nhiều. Ta muốn dùng hết toàn lực, Lý Thiên Mệnh nói. Tới đi, như thua ngươi, ta không có lời oán giận, dù sao cái này là công bằng giao chiến. Hiên Viên Mộc Tuyết ôn nhu cười nói. Đầy đủ thẳng thắn, tới đi. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều nữa. Hắn tay cầm Đông Hoàng song kiếm, tại nhĩ nguyên chiến trường hơn vạn chúng kinh hô bên trong, cùng Hiên Viên Mộc Tuyết kịch liệt giao phong. Rầm rầm rầm. Một nam một nữ, phi thiên độn địa, đánh cho bão tuyết cuồng bay, núi lở đất nứt, thiên kiếp kiếm khí cùng tử kiếp chi lực khắp nơi bao phủ. Hai cái không cao hơn 20 tuổi đệ tử mạnh, để nhĩ nguyên chiến trường phía trên 30 tuổi trở xuống thiên nguyên đệ tử, trong lòng đều phá lệ khuấy động. Thực lực của bọn hắn, đủ để cử đi thiên nguyên bảng trung du. Lợi hại, Mộc Tuyết không cần phải nói, mới 17 tuổi, đợi nàng 25-26, đoán chừng đều có thể leo lên thiên nguyên bảng đệ nhất. Nàng khả năng cả một đời đều không lên được. Nói thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.